Đang lúc hắn suy tư thời điểm, tại nguyên bản Côn Na nữ sĩ chỗ đứng, có một đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ. Là Côn Na nữ sĩ rốt cuộc tìm được hắn sao? Sau một khắc, một vị hắc mỹ nhân thân ảnh xuất hiện ở vị trí này bên trên. Chính là Côn Na nữ sĩ bộ dáng. Đồng dạng trang phục, đồng dạng cầm trong tay to lớn pháp trượng, đồng dạng ngũ quan xinh xắn. Tống Thư Hàng lại hơi nhíu lên lông mày. Trước mắt cái này ý thức thể, là Côn Na nữ sĩ không sai, thậm chí Tống Thư Hàng trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được mình và nàng ở giữa liên hệ, là quét mã QR tăng thêm minh hữu sau loại kia như có như không liên hệ. Nhưng lại cảm giác có điểm gì là lạ. Trước mắt Côn Na nữ sĩ mở ra con ngươi, lộ ra xích kim sắc dựng đồng tử. Ánh mắt của nàng rơi vào Tống Thư Hàng trước mắt chương này mã QR đồ án hình chiếu bên trên. Tích một cái thanh âm vang dội, tại chuyển chức trong không gian vang lên. Phải chăng cùng Tống Thư Hàng trở thành minh hữu? Có, không. Cái lựa chọn này khung, bị cụ hiện hóa đi ra, phù hiện ở Côn Na nữ sĩ trước người. Xích kim dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ không có hành động, nàng chỉ là lẳng lặng đứng đấy, không nhúc nhích. Ước chừng 20 giây tả hữu sau. Bởi vì ngày thời gian dài không có phản ứng, tiến vào tự động lặng yên quá trình, ngầm thừa nhận tuyển hạng là có, tăng thêm minh hữu thành công. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì kỳ hoa thao tác hình thức? Ta vì cái gì cũng không biết cái này mã QR còn có loại công năng này. Theo tăng thêm minh hữu thành công đề nghị vang lên về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng trước mắt Côn Na nữ sĩ ở giữa, lộ vẻ càng thêm thân thiết. Giữa lẫn nhau, tựa hồ trở thành đáng tin đồng bạn. Ầm ầm, toàn bộ chuyển chức không gian sụp đổ. Tống Thư Hàng ý thức, trở về đến nhục thân của mình bên trong. Hắn vừa trở về lúc, liền phát hiện công đức xà mỹ nhân xuất hiện tại phía sau hắn, đem hắn nhẹ nhàng bảo vệ. Quá tốt rồi, Thư Hàng tiên sinh, ngài rốt cục tỉnh. Phía trước, Côn Na tiên tử nhẹ nhàng thở ra, người vừa rồi đột nhiên liền đã hôn mê, ta còn tưởng rằng nghi thức xảy ra vấn đề, giật nảy mình. Lão tộc trưởng, Thư Hàng tiên sinh ngươi có thể là mấy ngày nay tiêu hao quá lớn, thân thể quá hư nhược. Đêm nay ta để bộ lạc đầu bếp vì ngươi chế tác phần món ăn, cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Tống Thư Hàng lộ ra một cái phức tạp mỉm cười, tạ ơn, ta hôn mê bao lâu? Có nhất giai xương thời gian, lão tộc trưởng nói. Đổi tới, cũng chính là không sai biệt lắm khoảng một tiếng rưỡi sao. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đứng lên, nội thị kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem có hay không mắc lỗi. Bản mệnh kình đan ok, bình an vô sự. Tiểu kim đan, thất thải yêu đan, công đức kim toàn, huyết ma hạch tâm, máy móc lò phản ứng cũng đều ok, không mắc lỗi. Cổ vu thần huyết hóa thành lưu ly kim đan, tạm thời cũng không dị biến. Cuối cùng, Tống Thư Hàng nhìn về phía thứ bảy tiểu kim đan cổ u long phách. Sau đó, hắn nhìn thấy viên này tiểu trên kim đan, có một cái điểm đang nháy tránh tỏa sáng. Lóe lên, tựa như là trên màn hình điện thoại di động, phần mềm nhắc nhở càng mới đốm nhỏ, đặc biệt dễ thấy. Ép buộc chứng đơn giản không thể nhịn. Tựa như là nhìn thấy phần mềm đổi mới, hoặc là có tin tức mới nhắc nhở cái chủng loại kia chấm đỏ, để cho người ta ngón tay sẽ không nhận bản thân khống chế, muốn đi điểm hắn. Nếu như đưa nó một mực giữ lại không quan tâm đến nó, ép buộc chứng người bệnh trong lòng sẽ chịu không nổi. Ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngây thơ, ngươi cho rằng ta sẽ còn điểm xuống đi không? Có vết xe đổ, lần này ta chắc chắn sẽ không tiện tay đi điểm cái đồ chơi này. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong có một câu danh ngôn gọi lãng bất quá tam. Nói cách khác, có một số việc, trong lòng mình phải có số lượng, tìm đường chết cũng phải có cái hạn độ. Tiện tay loại chuyện này, phạm vào một lần liền tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Còn nữa, nếu như nhìn lấy chấm đỏ, ép buộc chứng sẽ phạm. Vậy hắn liền không đi chú ý cái này thứ bảy tiểu kim đan. Mắt không thấy tâm không phiền. Tống Thư Hàng ý chí kiên định, thối lui ra khỏi thứ bảy tiểu đan điền. Đồ long bảo đao, điểm kích sẽ đưa. Hắn vừa lui đi ra lúc, liền nghe đến cái này công đức xà mỹ nhân ghé vào lỗ tai hắn niệm lời kịch. Câu này lời kịch còn tự mang BGM, mãnh liệt có tiết tấu âm nhạc nổ vang tiếng âm nhạc âm là từ công đức xà mỹ nhân trong thân thể phát ra. Hắn quay đầu nhìn về tiên tử, sau đó liền thấy được nàng một mặt ngo ngoe muốn thử biểu lộ, ngón tay chính chậm rãi hướng trên lưng của hắn tìm kiếm. Tống Thư Hàng. Đừng lãng,
chúng ta giai đoạn trước muốn ổn định phát triển. Trước đem thứ 6 tiểu đan điền viên kia lưu ly tiểu kim đan thiên kiếp cho xông qua trước. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân đành phải rút về chính nàng tay nhỏ. Thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là rất phối hợp Tống Thư Hàng. Bất quá, tại rút tay về sau, nàng lại bổ sung một câu, đồ long bảo đao, điểm kích sẽ đưa. Cái này quảng cáo từ ta biết, trò chơi này ta cũng chơi qua. Tống Thư Hàng hít trong miệng khí, hố ta không ít tiền. Ai, công đức xà mỹ nhân sâu kín thở dài. Dùng chính là chính nàng âm điệu. Lúc này, nếu ta thần binh xích tiêu kiếm còn tại liền tốt, hắn nhất định có thể hiểu được ta ý tứ. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu vọng thiên, lên tiếng nói. Là chính nàng thanh âm, dễ nghe êm tai, không cần điều âm sư tự nhiên chính là nhất diệu âm nguyên. Tống Thư Hàng không chút do dự vạch trong lời nói của nàng mau bệnh, không, đây không phải là ngươi thần binh. Đó là xích tiêu tử đạo trưởng thần binh. Mặc dù xích tiêu kiếm tiền bối bản thân có đôi khi đều sẽ đậu đen rau muống xích tiêu tử đạo trưởng là hắn chủ nhân đời trước, nhưng trên thực tế hắn một mực là xích tiêu tử tiền bối thần binh, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ai, công đức xà mỹ nhân lại thở dài, sau đó nàng lại lên tiếng nói, kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới cuối cùng một bút, rất trọng yếu. Điểm kích về sau, lợi nhiều hơn hại, mà lại, vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút cơ hội, lần này ngươi bỏ qua. Lần sau, nói không chừng ngươi cả một đời cũng vô pháp gặp lại. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, chính ngươi quyết định, thiếp thân nói đến thế thôi. Công đức xà mỹ nhân nói bổ sung. Tống Thư Hàng đột nhiên cả kinh nói, lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, lần này, hẳn là ta lần đầu tiên nghe được ngươi giảng dài như vậy. Mà lại, không phải giả ngu vận chuyển lời kịch kho bên trong lời kịch, là chính nàng ý thức tại rõ ràng nói chuyện. Đây quả thực phải dùng khó được để hình dung. Đồ long bảo đao, điểm kích sẽ đưa. Công đức xà mỹ nhân biểu lộ biến đổi, lại bắt đầu niệm lời kịch. Lời kịch vang lên thời điểm, từ trên người nàng lại sẽ phát ra bối cảnh BGM, ầm ầm âm nhạc. Tống Thư Hàng, nói chuyện cẩn thận chẳng lẽ không được không? Công đức xà mỹ nhân có chút dừng lại, một lát sau, đột nhiên nàng bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng thanh âm. Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Xích tiêu kiếm thanh âm tạo hóa tiên tử đột nhiên toát ra, hiện lên kim kê độc lập tư thế, nhanh chóng giành lại phía sau lời kịch. Công đức xà mỹ nhân. Nàng cứng ngắc, chậm rãi xoay đầu lại. Toàn bộ quá trình phảng phất là máy móc vũ đồng dạng, ánh mắt của nàng khiếp sợ nhìn qua tạo hóa tiên tử. Không phải đã nói chỉ đoạt Tống Thư Hàng lời kịch sao? Vì cái gì ngay cả ta lời kịch cũng phải đoạt? Sao có thể dạng này? Tạo hóa tiên tử bày biện kim kê độc lập tư thế, lúc này nàng trần trụi hai chân. Chỉ thấy nàng khả ái ngón chân trên mặt đất không ngừng chỉ vào. Sau đó thân thể của nàng xoay tròn tới, đưa lưng về phía công đức xà mỹ nhân, mặt hướng Tống Thư Hàng, Tống. A đần, run đến meo phát. Tống Thư Hàng chậm rãi đưa tay, sờ lên trái tim của mình. Mụ mụ, ta tâm đau quá. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Ta nghĩ, ta khả năng cần hai hạt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình càng có thể thể nghiệm Hoàng Sơn tiền bối tâm lý. Chờ sau khi trở về, mình tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong nhất định làm nhu thuận thành viên, không cho Hoàng Sơn mụ mụ quan tâm. Mà bên cạnh, Côn Na nữ sĩ cùng lão tộc trưởng tại sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc dù nghe không hiểu Thư Hàng tiên sinh cùng hắn hai vị hồn sủng nữ sĩ là tại giao lưu cái gì, nhưng nhìn qua hai vị này hồn sủng nữ sĩ hẳn là đang biểu diễn. Mà lại biểu diễn rất xuất sắc, Côn Na nữ sĩ cùng lão tộc trưởng đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Tống, tâm càng đau đớn hơn, đau nhức như đau dảo, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cũng cứu không được trái tim của ta. Thư Hàng. Đúng rồi, Thư Hàng tiên sinh. Người tại trong lúc hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao? Côn Na nữ sĩ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nghe được vấn đề này về sau, yên lặng nhìn qua Côn Na nữ sĩ, chuyển chức nghi thức kết thúc, Côn Na nữ sĩ người biến mất. Sau đó, ta một mực ở tại chuyển chức không gian bên trong. Sở dĩ, Côn Na nữ sĩ, người có phải hay không quên đem ta mang về? À, Côn Na nữ sĩ một mặt mộng bức, làm sao có thể, cái này nghi thức người chủ trì là ta. Coi ta giải trừ chuyển chức tế đàn nghi thức thời điểm,
cái kia chuyển chức không gian liền sẽ tự động giải tán. Hai người chúng ta ý thức đều sẽ trở về. Sở dĩ, căn bản không tồn tại ta quên đem thư hàng tiên sinh mang về loại chuyện này. Nhưng ta thật sự một mực ở tại chuyển chức không gian bên trong. Tống thư hàng nói, ta còn tưởng rằng cô na nữ sĩ quên mang ta trở về, sở dĩ ta một mực đang bên trong không gian kia, chờ lấy cô na nữ sĩ một lần nữa tiến đến, mang ta ra ngoài. Sau đó, ta một mực đang nơi đó chờ a chờ, cô na nữ sĩ ngươi nhưng vẫn không có xuất hiện. Thật là một cái bi thương cố sự. Thật, thật xin lỗi. Cô na nữ sĩ nói mặc dù không phải vấn đề của nàng, nhưng nghe đến Tống thư hàng miêu tả về sau, nàng luôn cảm giác mình làm kiện rất xin lỗi thư hàng tiên sinh sự tình. Lão tộc trưởng, cái kia về sau, thư hàng tiên sinh ngươi là thế nào đi ra? Tống thư hàng xoa cằm, lại về sau, lại có một bóng người, lấy cô na nữ sĩ bộ dáng xuất hiện tại chuyển chức trong không gian. Nàng thêm ta vì minh hữu về sau, không gian liền sụp đổ rồi, ta liền đi ra. Nói đến đây lúc, Tống thư hàng nhớ lại chuyển chức không gian trong kia cái kỳ quái cô na nữ sĩ. Đôi kia xích kim sắc dựng đồng tử, để Tống thư hàng khắc sâu ấn tượng. Đôi kia xích kim sắc dựng đồng tử, phi thường xinh đẹp. Mà lại rất có cảm giác áp bách. Uy thế như vậy đẳng cấp, tựa hồ không ở nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị phía dưới. Loại chuyện này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cái kia thư hàng tiên sinh, người chuyển chức sao? Cô na nữ sĩ hỏi. Tống thư hàng lắc đầu. Cô na nữ sĩ cau mày, xa vào đến trong trầm tư. Càng là không giống bình thường sự, càng là nàng trước mắt không tiếp xúc qua, không thể nào hiểu được sự tình, càng là có thể gây nên cái kia lòng hiếu kỳ. Không ngừng nắm giữ kiến thức mới, không ngừng thăm dò mới huyền bí, đây là học giả bản năng. Nàng lật ra bản bút ký của mình, thật nhanh ghi chép. Sau đó, cô na nữ sĩ lại nói, thư hàng tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi. Chuyện này, ta cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Ân, chờ sau bữa cơm trưa, người có thể phối hợp ta làm thân thể kiểm tra sao? Không có vấn đề, Tống thư hàng nói. Vậy chúng ta một hồi gặp. Cô na nữ sĩ cười nói. Nàng chuẩn bị thông qua Long Lạc liên hệ bên dưới bản thân mấy vị hảo hữu, cộng đồng nghiên cứu một chút thư hàng tiên sinh hôm nay gặp sự. Tốt nhất, có thể đem sát phách mấy vị Long Lân tiểu thế giới hảo hữu triệu tập tới. Vậy lão phu đi trước an bài đại gia dùng cơm. Lão tộc trưởng cười nói. Chờ lão tộc trưởng cùng cô na nữ sĩ đều sau khi rời đi, Tống thư hàng một tay chống cằm, suy tư. Ý thức của hắn vừa trầm vào đến thứ bảy đan điền bên trong. Kim đan hạch tâm cổ u long phách bên trên, cái kia đốm nhỏ còn tại chớp động. Muốn điểm hắn sao? Như tiên tử nói, vẽ rồng điểm mắt cơ duyên, bỏ qua nói không chừng cả một đời cũng đừng nghĩ gặp lại. Đây cũng là tu chân giới ngũ phẩm các tu sĩ, tại vẽ rồng điểm mắt đốn ngộ sau khi đến, vô luận chuẩn bị như thế nào, đều sẽ lập tức tiến hành vẽ rồng điểm mắt nguyên nhân. Đốn ngộ loại vật này quá phiêu miểu, người hoàn toàn không biết hắn lúc nào đến, cũng hoàn toàn không biết hắn về sau vẫn sẽ hay không tới. Đặc biệt tùy hứng. Còn nữa, tiên tử nhắc nhở qua, điểm trên cuối cùng này một bút, lợi nhiều hơn hại. Tiên tử đối với chuyện như thế này, chắc chắn sẽ không hố hắn. Bọn hắn hiện tại cũng xem như một cái cá thể. Đồ Long bảo đao, điểm kích sẽ đưa sao? Tống thư hàng ha ha cười nói, hắn ý thức ngưng tụ làm hình người. Xuất hiện tại cổ u long phách bên cạnh. Lúc này cổ u long phách từ hình người hóa thành hình cầu, hắn trên người cái kia điểm đỏ lóe lên, hút con người vô cùng. Tống thư hàng đưa tay, điểm hướng hắn, trước đó nói xong đồ long bảo đao thuộc tính nếu là không hợp ta ý, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Ngón tay của hắn, điểm vào cái kia chấm tròn bên trên. Cũng chính là kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới trọng yếu nhất. Trung tâm nhất một cái kia tiết điểm. Tại hắn đưa tay điểm ra đồng thời, công đức xà mỹ nhân chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại hắn ý thức thể sau lưng. Cánh tay của nàng khoác lên Tống thư hàng trên tay phải, phối hợp với hắn đồng thời hướng tiết điểm kia. Ngón tay chỉ bên dưới, vẽ rồng điểm mắt một bút hoàn thành. Cổ u long phách bên trên, cả chương công đức mạng lưới đồ án, bị kích hoạt. Linh lực cùng tinh thần lực cùng công đức xà mỹ nhân điểm ra công đức chi quang. Tại chương này mạng lưới bên trong vận hành. Cổ u long phách biến hóa, một lát sau, hóa thành màu đen lưu ly kim đan. Tống thư hàng thể chất tăng cường. Tống thư hàng linh lực tăng cường. Tống thư hàng thần thức tăng cường.
lại một lần chỉnh thể trên tiểu quy mô thoát thai hoán cốt. Thánh viên số lượng lần nữa tăng lên tới 33 cái này cát tường số lượng. Những thứ này cũng chỉ là cơ sở cường hóa. Đã nói xong đồ long bảo đao đâu, Tống Thư Hàng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức. Phảng phất bị hút vào đến trong máy giặt quần áo, điên cuồng xoay tròn. Thật lâu, loại này xoay tròn cảm giác rút đi. Tống Thư Hàng mở to mắt. Nha, bá Tống đạo hữu, ngươi lại tới rồi, cật qua thánh quân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn, không nghĩ tới lại gặp được ngươi, muốn tấn thăng cửu phẩm trước, có thể gặp ngươi một mặt, cũng là chúng ta duyên phận. Cái gì, cật qua tiền bối sắp độ kiếp trùng kích cửu phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng ăn nhiều một cá voi. Cái này còn cao đến đâu? Hắn hiện tại cũng là có được hai khỏa lưu ly kim đan nam nhân, lúc nào cũng có thể độ kiếp cái chủng loại kia, là khỏa tùy thời có thể lấy bạo tạc không định giờ tạc đạn. Loại tình huống này, hắn cùng cật qua tiền bối ở chung một chỗ, quá nguy hiểm. Thế là, Tống Thư Hàng lộn một vòng nhanh chóng đứng dậy, đối cật qua tiền bối ôm quyền, cáo từ. Cật qua thánh quân, chúc cật qua tiền bối sớm ngày độ kiếp thành tiên, tấn thăng cửu phẩm, uy chấn chư thiên vạn giới. Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn quát to một tiếng, trở về. Đợi đã, người dạng này trốn tránh ta là mấy cái ý tứ. Tiểu tử chạy đâu, hôm nay nếu là không đem lời nói rõ, mơ tưởng rời đi. Cật qua thánh quân há mồm phun một cái lưới lớn bay ra, đem Tống Thư Hàng bao lại. Hắn nhưng là đem Tống Thư Hàng xem như bạn vong niên hảo hữu, mấy lần trước đại gia gặp mặt cũng nói chuyện rất đầu cơ, lần này là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này một bộ muốn trốn tránh bộ dáng của mình, phảng phất bản thân là tai tinh đồng dạng. Hắn thế nhưng là công đức hóa thân được không? Tống Thư Hàng lập tức bị lưới lớn bao lại, không cách nào động đậy, té ngã trên đất. Cái kia, cật qua tiền bối. Tống Thư Hàng giải thích nói, kỳ thật, ta hiện tại cũng ở vào sắp độ kiếp giai đoạn, hai ta tập hợp lại cùng nhau, không phải chết càng nhanh nha. Thì ra là thế, vậy ngươi nói sớm đi, có một số việc, nói rõ không phải tốt, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Cật qua thánh quân cười ha ha một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấm kia bảo bọc Tống Thư Hàng lưới lớn thu hồi lại. Nhưng sau một khắc, cật qua thánh quân đột nhiên sửng sốt một chút. Bá Tống đạo hữu, cật qua thánh quân nhíu mày nói, hỏi thăm vấn đề, hôm nay là năm mấy, ngày mấy tháng mấy rồi? Có lẽ vẫn là 19 năm tháng 10 tả hữu a. Ta hiện tại ở vào một cái đặc thù tiểu thế giới bên trong, cùng ngoại giới thời gian có thể sẽ có chút chênh lệch. Bất quá, hẳn là không kém nhiều. Tống Thư Hàng trả lời, tiền bối người đột nhiên hỏi cái này vấn đề làm gì? Thời gian này không trên phạm vi lớn biến hóa a. Cật qua thánh quân lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, không rõ cật qua tiền bối có ý tứ gì. Ta nhớ được, người không phải thiên niên đệ nhất thánh nha, trước đó không lâu vừa mới tấn thăng bát phẩm a. Cật qua thánh quân nói, người bây giờ nói với ta, người lập tức muốn tấn cấp. Lúc này mới mấy tháng. Ngươi liền muốn từ bát phẩm tấn thăng cửu phẩm rồi. Ngươi chẳng lẽ tại hù ta? Cật qua thánh quân trong lòng đều không thăng bằng. Hắn năm đó bởi vì công pháp không hoàn chỉnh nguyên nhân, một mực bị vây ở bát phẩm cảnh giới không cách nào tấn cấp. Về sau thật vất vả gặp gỡ Tống Thư Hàng cùng Bắc Phương Đại Đế, tìm được tấn thăng bát phẩm. Thậm chí tấn thăng trường sinh giả thời cơ. Rốt cục tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, tìm được cảm giác, muốn tòng bát phẩm tấn thăng cửu phẩm. Mà trước mắt Tống Thư Hàng, thiên niên đệ nhất thánh, rõ ràng vừa mới tấn thăng bát phẩm, nhanh như vậy lại phải tấn thăng cửu phẩm rồi. Nói đùa sao? Năm đó sâu tạc thiên nho gia thánh nhân, đều không có dạng này tấn cấp tốc độ được không? Đằng sau đồng dạng sâu không được viễn cổ thiên đình thiên đế, cũng chưa nghe nói qua tấn cấp nhanh như vậy. Sở dĩ, tiểu tử này không phải là lừa hắn. Tùy tiện mượn cớ che giấu vừa rồi tránh né hắn nguyên nhân. A, à, cật qua tiền bối ta không cùng ngươi đã nói sao? Ta cái kia bát phẩm cảnh giới là rót nước, ta chân thực cảnh giới mới chỉ có ngũ phẩm. Lần trước độ kiếp, nhân tiền hiển thánh là bởi vì một trận ngoài ý muốn. Kỳ thật, đó là lần trước ta độ kiếp thời điểm, không cẩn thận cùng các vị tiền bối cùng một chỗ cuốn vào đến bát phẩm huyền thánh kiếp bên trong, cuối cùng may mắn độ kiếp, nhưng ta kỳ thật cũng không phải thật sự là bát phẩm huyền thánh. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, trả lời. Vấn đề này,
cật qua thánh quân không biết. Cật qua thánh quân, còn có loại này thao tác. Vọng Thiên, ngươi không phải chân chính bát phẩm huyền thánh, đều có thể đem ta nhà bí đao thánh quân treo lên đánh, ngươi đây là mở cái gì hách? Hắn trong ấn tượng, bí đao thánh quân đối bá tống huyền thánh có thể tôn sùng. Bí đao thánh quân mấy lần nhắc qua, bản thân bại vào bá tống dưới tay. Chuyện này, muốn đối bí đao tiểu tử kia giảng sao? Ngẫm lại thôi được rồi, đường đường bát phẩm huyền thánh, hơn nữa còn là phòng ngự hệ huyền thánh, lại bị một cái chỉ có ngũ phẩm gia hỏa treo ngược lên đánh. Tặc mất mặt. Chuyện này, vẫn là không muốn đâm thủng thì tốt hơn. Sau một lúc lâu, cật qua thánh quân nhẹ gật đầu, thì ra là thế, mặc dù không biết cụ thể các ngươi là làm sao vượt qua huyền thánh kiếp, còn cầm xuống huyền thánh xưng hào, thậm chí ngay cả huyền thánh giảng pháp đều lăn lộn đi qua. Nhưng ta minh bạch tình huống, ngươi là hàng lởm huyền thánh. Đâm tâm, cật qua tiền bối. Mặc dù đây là sự thật. Nói cách khác, ngươi bây giờ muốn từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm rồi. Cật qua thánh quân lại hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, rốt cục cũng phải từ ngũ phẩm linh hoàng tấn thăng lục phẩm chân quân. Trong nháy mắt, ta cũng từ một cái tu sĩ tiểu manh tân biến thành tiền bối cấp nhân vật. Lục phẩm chân quân, tại bây giờ tu sĩ giới, đã là chân chính tiền bối, thuộc về manh tân các tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Đợi đã, ta đột nhiên lại có cái điểm đáng ngờ. Mấy tháng trước, ngươi thiên niên đệ nhất thánh thời điểm độ kiếp. Lần kia ngươi cũng là tấn cấp độ kiếp, cật qua thánh quân phát hiện điểm đáng ngờ. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lần kia, là 4 tấn 5 thiên kiếp sao? Này, tiểu tử ăn ta một lưới, lúc này mới thời gian mấy tháng, ngươi lại nhưng từ tứ phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm, hiện tại lại phải từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, tiểu tử ngươi đơn giản không phải là người. Cật qua thánh quân há mồm phun một cái, lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Tống Thư Hàng bao lại. Tống Thư Hàng lôi kéo lưới lớn, nhưng cái lưới này căn bản kéo không ra, dù sao cũng là cật qua thánh quân pháp bảo, bát phẩm tiếp cận cửu phẩm cấp bậc, Tống Thư Hàng có thể mở ra mới là lạ. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật không phải như thế. Cật qua thánh quân nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ lúc ấy, bá Tống đạo hữu không phải độ kiếp, chỉ là bị cuốn vào người khác thiên kiếp. Kỳ thật khi đó, ta là 3 tấn 4 thiên kiếp. Sau đó tháng trước, ta lại độ một lần 4 tấn 5, thuận tiện tại cửu u thế giới cọ sát cái bá nho huyền ma thánh ấn. Tháng này mới chủ bị 5 tấn 6 thiên kiếp. Tống Thư Hàng trả lời đến a, ngươi thương hại ta nhục thân, ta tổn thương ngươi tinh thần. Này, tiểu tử nhận lấy cái chết, cật qua thánh quân dùng sức nhảy lên, dài rộng thân thể hướng phía Tống Thư Hàng nghiền ép xuống tới, nghĩ hắn vây ở bát phẩm huyền thánh cảnh giới mấy ngàn năm, thật sâu thể nghiệm đến đẳng cấp tấn thăng khó khăn. Mà trước mắt tiểu tử này, lại nhưng hung hăng đâm lòng của nó. Đây là đang tự chịu diệt vong. A, tiền bối ta sai rồi, đừng như vậy. Muốn chết người, Tống Thư Hàng hét lớn. Đừng nhìn cật qua thánh quân hiện tại thu nhỏ đến chỉ có dài hơn 3 mét lớn nhỏ. Nhưng nó bản chất là một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ cự kinh. Thân thể nhỏ đi, trọng lượng cũng sẽ không biến hóa. Một hòn đảo nhỏ áp xuống tới, sẽ chết người đấy. Đông, Tống Thư Hàng bị cật qua thánh quân chân áp. A, chết rồi, chết. Tống Thư Hàng nghẹo đầu. Cật qua thánh quân hài lòng đứng dậy, chuyển qua một bên. Đừng giả bộ chết, nơi này là công đức mạng lưới thế giới, ngươi cũng sẽ không chịu đến thực tế tổn thương. Cật qua thánh quân đem tấm kia quái lưới thu hồi. Cật qua tiền bối, ngươi muốn giảm cân. Tống Thư Hàng ngồi dậy, vuốt vuốt cổ của mình, cái thế giới này cũng sẽ không bị thương tổn. Vừa rồi cật qua tiền bối áp xuống tới lúc, cái kia trọng lượng áp bách dưới, thịt nát xương tan thống khổ hiển hiện. Nhưng đau nhức về đau nhức, Tống Thư Hàng không bị đến bất kỳ tổn thương. Sở dĩ, đã sẽ không nhận tổn thương, cái kia có chút lời nói cũng không cần che giấu. Tống Thư Hàng nhanh mồm nhanh miệng yêu thích, tại cái này công đức mạng lưới trong thế giới có thể thỏa thích phát huy. Bá Tống đạo hữu, ngươi không biết mập mạp thể trọng là cấm kỵ sao? Cật qua thánh quân cắn răng nói. Tống Thư Hàng, hừm, biết a, không phải cấm kỵ, ta còn không chọc lấy. Này, tiểu tử nhận lấy cái chết, cật qua thánh quân lần nữa một chiêu thủy tiên dược. Thân thể khổng lồ nghĩ ép hướng Tống Thư Hàng. Ha ha, chiêu thức giống nhau đối với ta nhưng không có hiệu quả. Tống Thư Hàng nhanh chóng lăn lộn, đã sớm đề phòng một chiêu này. Ngây thơ, cật qua thánh quân đột nhiên hiện ra bản thể,
đảo nhỏ lớn nhỏ thân thể ầm ầm đè xuống. A, tiền bối ta sai rồi. Phải chết, phải chết. Tống Thư Hàng kêu thảm nói. Một lát sau, cật qua thánh quân khôi phục 3 mét lớn nhỏ, chuyển qua một bên. Tống Thư Hàng xoa cổ ngồi dậy, đau nhức đau nhức đau nhức, vừa rồi kém chút cảm giác thật đã chết rồi. Người tính cách này, không khỏi để cho ta nhớ tới một cái người. Cật qua thánh quân khóe miệng co giật, nói. Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi, Tống đầu gỗ. Mỗi khi có lão tiền bối nói lên việc này lúc, hắn ngay lập tức sẽ nhớ tới Tống đầu gỗ. Tống đầu gỗ, không phải, ta không biết hắn. Cật qua thánh quân nói, là Tô Thị A Tam, ta mấy trăm năm trước tiếp xúc qua một tên. Đúng, người lần trước bên người tiểu cô nương kia, chính là Thiên Hà Tô Thị A. Tiểu nha đầu kia niên kỷ mặc dù nhỏ một chút, nhưng sau khi lớn lên nhất định là cái đại mỹ nhân, Thiên Hà Tô Thị gen rất không tệ. Bá Tống đạo hữu, người có thể hảo hảo bồi dưỡng nàng. Tống Thư Hàng. Rất xin lỗi, cật qua tiền bối. A Thập Lục hiện tại bộ dáng, đã là sau khi lớn lên bộ dáng. Lại lớn lên, không tồn tại. Mặt khác, vị kia Tô Thị A Tam tiền bối đã đổi tên, hắn bây giờ gọi Tô Thị A Tứ. Tốt, không tán gẫu nữa. Tóm lại, lần này độ kiếp trước có thể nhìn thấy bá Tống tiểu hữu, cùng ngươi hàn huyên một hồi, tâm tình đều tốt rất nhiều. Hiện tại, người ta đều là đợi độ kiếp thân thể, vẫn là sớm điểm tách ra tương đối tốt. Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng ôm quyền, cáo từ. Đợi đã, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc cái gì, thuận tiện về sau liên hệ. Điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng đem số điện thoại của mình, phần mềm chat dãy số đều báo cho cật qua thánh quân. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy cật qua thánh quân móc ra một cái điện thoại di động, bắt đầu đưa vào Tống Thư Hàng tài khoản, cũng lên mạng lục soát Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm tài khoản. Tống Thư Hàng. Đợi đã, chờ một chút dưới. Công đức mạng lưới bên trong, có thể đưa điện thoại di động mang vào. Cật qua tiền bối, điện thoại di động của ngươi có thể đưa vào công đức mạng lưới. Còn có thể lên mạng, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Cật qua thánh quân, đương nhiên cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cái này công đức mạng lưới, rất có thể là vượt qua chúng ta tưởng tượng đại năng xây dựng, có chút ít công năng căn bản không dụng ý bên ngoài. Cái kia ta có phải hay không cũng có thể đưa tay cơ mang vào, sau đó liên hệ ngoại giới. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Mặt khác, rời đi công đức mạng lưới trước, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống chuyển chức trong không gian như thế, đem bản thân mã QR kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra, cật qua tiền bối, người có muốn hay không quét mã thêm cái hảo hữu. Dựa theo xích tiêu kiếm tiền bối phỏng đoán. Muốn quét hình cái này mã QR, cũng thêm hắn hảo hữu, tiền đề chính là có được Hắc Long thế giới long lạc. Thông lưới về sau, mới có thể sử dụng quét mã thêm hảo hữu công năng. Mà cật qua thánh quân cùng hắn ở giữa, đồng dạng có một loại giống như công đức mạng lưới tồn tại. Như vậy vấn đề tới công đức mạng lưới, phải chăng cũng có cùng long lạc giống nhau công năng? Cật qua thánh quân thông qua công đức mạng lưới, có thể hay không thêm hắn hảo hữu? Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, cật qua tiền bối một hồi quét ra tới, lại là tế đàn hình ảnh vẫn là thêm hảo hữu tuyển hạng lại hoặc là cùng xích tiêu kiếm tiền bối đồng dạng, quét ra một cái mời thăng cấp nhắc nhở. Sở dĩ, Tống Thư Hàng đem bản thân mã QR hình chiếu đi ra, muốn thí nghiệm một chút. Cái này thứ gì, mã QR danh thiếp, cật qua thánh quân dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy điện thoại di động của mình, đối Tống Thư Hàng mã QR quét một chút không sai. Mặc dù trên tổng thể là phì kình bộ dáng, nhưng thánh quân còn có một đôi tiểu long chảo. Tống Thư Hàng, hắn còn chưa kịp tới giải thích như thế nào tiến hành tinh thần lực quét mã, cật qua tiền bối hay dùng điện thoại quét. Tích, cật qua thánh quân trên điện thoại di động truyền đến một tiếng quét mã thanh âm. Tiếp lấy, điện thoại đen màn hình. Cật qua thánh quân. Tống Thư Hàng. Này, mập nhát gan tử, cũng dám cho ta loại virus, tiểu tử nhận lấy cái chết. Cật qua thánh quân lần nữa thả người nhảy lên, hung hăng ép hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng dùng sức phất tay, chờ đã, đợi đã tiền bối. Hiểu lầm, phải chết nghe ta giải thích, lần này ta thật không có hố ngươi. Chết rồi, chết rồi. Tống Thư Hàng nghẹo đầu. Thịt nát xương tan. Một lát sau, cật qua thánh quân dịch chuyển khỏi thân thể, cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Cái này thật không phải là virus.
đây là thêm ta hảo hữu Mã Kiêu a. Tống Thư Hàng run rẩy bò lên, vặn vẹo uốn éo cổ của mình, giải thích nói. Cật qua thánh quân, vậy ta điện thoại vì cái gì đen màn hình rồi? Bởi vì cái này Mã Kiêu a, không phải dùng di động quét. Tống Thư Hàng một lần nữa tế ra Mã Kiêu a đồ án, cật qua tiền bối người dùng tinh thần lực bao trùm ở cái này Mã Kiêu a, sau đó, hẳn là liền sẽ bắn ra thêm ta hảo hữu tuyển hạng. Còn có loại này thao tác, cật qua thánh quân hiếu kỳ nói, người mới nghiên cứu ra được pháp thuật. Người trẻ tuổi chính là cùng chúng ta những thứ này lão cổ đồng không giống nhau. Chúng ta những lão gia hỏa này, học được quen thuộc điện thoại đều rất không dễ dàng, nào giống các ngươi, sẽ còn khai phát ra Mã Kiêu a pháp thuật tới. Nói, cật qua thánh quân án lấy Tống Thư Hàng nhắc nhở, dùng tinh thần lực bao trùm Mã Kiêu a đồ án. Tống Thư Hàng khẩn trương nhìn qua cật qua thánh quân. Có thể thành công sao? Có thể thêm hảo hữu sao? Nếu như có thể, cái kia lần sau gặp gỡ cái gì đều có thể bán đại lão thời điểm, còn có thể cùng hắn thêm cái hảo hữu. Cái gì đều có thể bán đại lão, cũng có thể đi vào công đức mạng lưới, Tống Thư Hàng từng tận mắt thấy đối phương tiến vào công đức mạng lưới đọc đến tin tức. Tích! Một thanh âm xuất hiện tại cật qua thánh quân trong đầu. Sau một khắc, một cái tuyển hạng xuất hiện tại hắn trước mắt. Một chuỗi loạn mã. Cật qua thánh quân. Này, tiểu tử nhận lấy cái chết, lại còn dám hố hắn, cái này không phải là virus sao? Đang lúc cật qua thánh quân chuẩn bị lại cho Tống Thư Hàng đến một chiêu thủy thiên dược đả kích, để hắn thể nghiệm bên dưới thịt nát xương tan tư vị lúc, sâu này loạn mã biến động. Sau đó, biến thành một chuỗi văn tự. Phải chăng tăng thêm bá Tống làm hảo hữu? Có, không. Lại còn thật có loại này kỳ quái pháp thuật. Cật qua thánh quân nghĩ nghĩ, điểm vào có cái này tuyển hạng bên trên. Đối với Tống Thư Hàng nhân phẩm, hắn vẫn tương đối có thể tin qua. Điểm kích xác định về sau này văn tự liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân liếc nhau, cảm giác đối phương cùng mình quan hệ biến càng thêm thân thiết, lẫn nhau ở giữa càng thêm có thể tín nhiệm. Thành công, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Cật qua thánh quân sững sờ, người đây là cái gì pháp thuật? Ngay cả ta đều có thể chịu ảnh hưởng. Hắn thế nhưng là tám thanh huyền thánh đỉnh phong tồn tại. Lập tức liền muốn tấn thăng cửu phẩm. Tinh thần lực, đạo tâm đều củng cố đáng sợ. Trước đó cùng Tống Thư Hàng ở giữa, kỳ thật đơn thuần chơi đùa. Mà bây giờ, tăng thêm hảo hữu về sau, loại này chân thực cảm giác thân thiết, là chân chính ảnh hưởng đến hắn. Không phải pháp thuật, là ta kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng giải thích nói. Kim đan cấu đồ, người tại bản thân trên kim đan vẽ Mã Kiêu a, cật qua thánh quân nhướng mắt hiện tại thời đại mới tu sĩ. Thật sự là xem không hiểu. Kim đan cấu đồ loại sự tình này quan cả đời đại sự, hắn đời này tu sĩ, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình vẽ sai, sợ hủy bản thân đại đạo. Một khỏa kim đan định đại đạo, cũng không phải đùa giỡn. Mà bá Tống đạo hữu lại nhưng cầm kim đan cấu đồ vẽ Mã Kiêu a, hắn không biết muốn khích lệ đối phương sáng tạo cái mới đâu. Vẫn là muốn thở dài đối phương không đủ cẩn thận. Nghĩ nửa ngày về sau, cật qua thánh quân nói, bá Tống đạo hữu, kim đan cấu đồ loại chuyện này, mặc dù sáng tạo cái mới cũng rất tốt, nhưng Mã Kiêu a, sẽ có hay không có một chút hí rồi. Yên tâm đi, cật qua tiền bối, ta cái này kim đan cấu đồ, cũng không trò đùa. Mã Kiêu a bên trong, còn ẩn giấu đi ta chân chính kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, hắn lại đưa tay đem Mã Kiêu a kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra. Sau đó chính hắn tinh thần lực bao trùm ở tại bên trên. Tích! Từ Mã Kiêu a kết cấu bên trên, lại bắn ra một chương hào hoa kim đan cấu đồ. Che đậy bầu trời địch nhân, cao vút trong mây sơn phong, cổ phác, to lớn, thần bí tế đàn, huyết chỉ còn có vị kia cắt cổ tay nhỏ máu nam tử. Chương này kim đan cấu đồ trình độ phức tạp, tràng diện hùng vĩ trình độ, tại cật qua thánh quân cả đời tiếp xúc qua kim đan cấu đồ bên trong đều thuộc về tốt nhất phẩm. Loại này Mã Kiêu a bên trong giấu càn khôn, đồ bên trong có đồ kim đan cấu đồ phương thức, để cật qua thánh quân mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, kim đan cấu đồ còn có thể dạng này vẽ. Bá Tống đạo hữu, người quả nhiên là một thiên tài. Cật qua thánh quân cảm thán nói. Tống Thư Hàng không có ý tứ cười nói, kỳ thật, đây cũng chỉ là bởi vì vừa ra thiện duyên nguyên nhân, lấy được kim đan cấu đồ.
Tổng thể tới nói, cái này kim đan cấu đồ sáng ý, đến từ một vị cổ vu tiểu cô nương. Chính ta vẽ kim đan cấu đồ, là lấy mặt khác hình thức tồn tại. Thiện duyên cũng là tu sĩ chúng ta thực lực một bộ phận, thông qua thiện duyên đạt được như thế một chương kim đan cấu đồ, đáng giá. Cật qua thánh quân mỉm cười nói. Duyên, tại tu sĩ tu luyện kiếp sống bên trong, cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Có đôi khi, một cái không đáng chú ý duyên liền có thể cải biến nhân sinh của ngươi. Liền như là lúc trước, hắn cùng Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế gặp nhau là đồng dạng. Không có ý nghĩa gặp mặt duyên phận, lại làm cho hắn rốt cục có cơ hội đột phá bát phẩm, tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, thậm chí có cơ hội thăm dò cái kia trường sinh giả chi cảnh. Cảm thán hoàn tất về sau, Cật Qua Thánh Quân đột nhiên lại phát hiện Tống Thư Hàng trước đó trong câu nói kia mâu thuẫn chỗ. Đợi đã, bá Tống đạo hữu, ngươi mới vừa nói, chính ngươi vẽ kim đan cấu đồ là lấy mặt khác hình thức là có ý gì? Ngươi vẽ lên không chỉ một bộ kim đan cấu đồ, ngươi trên kim đan, vẽ lên hai tấm đồ. Cật Qua Thánh Quân kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ sau nói, kỳ thật cũng không phải cái gì tốt giấu giếm sự, kỳ thật. Ta ngoại trừ bản mệnh kim đan bên ngoài, còn có 7 viên tiểu kim đan. Cật Qua Thánh Quân, a, à. Hừm, 7 viên tiểu trên kim đan, đều có một bức kim đan cấu đồ. Ngoại trừ chương này mã QA bên ngoài, ngoài ra ta còn có 5 tấm kim đan cấu đồ. Cấu họa phương thức cũng đều rất có ý tứ, có chính phản đồ, có bình thường kim đan cấu đồ, có động thái đồ, có 4 omanga đồ, còn có dross hiệu ứng đồ cùng mạng quan hệ đồ. Tống Thư Hàng tổng kết nói. Cật Qua Thánh Quân, làm sao có thể, một cái người làm sao có thể có nhiều như vậy kim đan, người tu luyện là công pháp gì? Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công A, bất quá quyển thứ 5 lúc, tu luyện rất nhiều khâu. Xem như biến dị bản đi, Tống Thư Hàng nói. Cật Qua Thánh Quân, sau một lúc lâu, này, tiểu tử nhận lấy cái chết, Cật Qua Thánh Quân sử dụng thủy tiên dược. Hắc hắc hắc, Cật Qua tiền bối. Đồng dạng chiêu thức đối với ta sử dụng 3 lần về sau, liền không khả năng hữu hiệu. Lãng bất quá tam, không đúng, là quá tam ba bận. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, quả quyết thối lui ra khỏi công đức mạng lưới, ý thức trở về. Tống Thư Hàng ý thức trở về sau, phát hiện mình đã ở vào trong phòng của mình. Là công đức xà mỹ nhân đem hắn mang về. Lúc này công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cũng xếp hàng ngồi. Tiên tử đuôi rắn cuốn thành một đoàn, tạo hóa tiên tử thì hiện lên ôm đầu gối tư thế. Hai vị tiên tử chính ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn trên bầu trời mặt trời. Tống Thư Hàng, ta hôn mê bao lâu? Công đức xà mỹ nhân quay đầu, run đến meo phát. Tạo hóa tiên tử quay đầu nói tiếp, cạch lạp tây nhiều. Nói tiếng người, Tống Thư Hàng nói. Hai vị tiên tử ăn ý lắc đầu. Tống Thư Hàng không khỏi đưa tay. Sờ lên lồng ngực của mình trái tim quặn đau. Tốt ha, xem ra hẳn là sẽ không qua quá lâu, hai người các ngươi đang làm gì? Tống Thư Hàng hỏi. Hai vị tiên tử đồng thời đưa tay, chỉ hướng trên bầu trời mặt trời nhỏ. Há, mặt trời nhỏ chính là ta sắt thép hóa thân, không có vấn đề gì à? Hiện tại nó năng nguyên coi như sung túc, còn có thể không chung treo đoạn thời gian. Tống Thư Hàng trả lời, mặt khác có cái tin tức tốt. Chúng ta có thể điện thoại đưa vào đến công đức mạng lưới bên trong, ở nơi đó còn có thể lên mạng đây. Ta có đoạn thời gian không thượng tuyến, một hồi đi lên liên hệ bên dưới Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Sau đó lại nhìn xem hiện thế có hay không phát sinh tin mới gì. Tống Thư Hàng nói đến một nửa, đột nhiên có chút dừng lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong mặt trời nhỏ. Bởi vì là hắn sắt thép hóa thân hình thành mặt trời nhỏ. Tống Thư Hàng dù cho nhìn thẳng hắn, con mắt cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Sau đó, hắn thấy được mặt trời nhỏ trung tâm, có mấy cái xuất hiện ở lấp lóe, tựa như là chiếu phim đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, vừa rồi ngay tại nhìn những hình ảnh này. Lúc này, mặt trời nhỏ ở trung tâm trên tấm hình, hiện lên một đạo bóng lưng. Đó là một vị tóc rất dài nữ tử bóng lưng. Thật dày tóc dài, tựa như áo choàng đồng dạng. Một mực rủ xuống nàng bắp chân chỗ, chỉ có như thế một cái mơ hồ hình ảnh. Tiếp đó, hình ảnh biến đổi. Một cái nho nhỏ tổ cá cùng nhóm đầu tiên sắt thép quái ngư sinh ra, bọn chúng bắt đầu ở phụ cận lục soát hết thảy có thể sử dụng năng lượng. Năng lượng càng ngày càng nhiều, cá tổ bắt đầu sản xuất càng nhiều quái ngư,
quái ngư số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Liền cùng chơi làm ruộng lưu trò chơi đồng dạng. Theo những hình ảnh này không ngừng triển khai, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại cảm xúc vô hình. Hạch tâm lò phản ứng, bắt đầu cùng thân thể của hắn sinh ra cộng minh, phía trên tấm kia kim đan cấu đồ, bắt đầu sáng lên. Không tốt, nhìn lấy những hình ảnh này, ta hạch tâm lò phản ứng liền lên phản ứng. Càng ngày càng nóng, Tống Thư Hàng bất an nói. Hạch tâm lò phản ứng phảng phất nhận lấy kích thích, không ngừng phóng thích nhiệt lượng. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Tống Thư Hàng liền đầu đầy mồ hôi loại này mồ hôi rầm rề cảm giác, hắn có đoạn thời gian không có kinh lịch. Từ khi tu luyện có thành tựu về sau, thân thể của hắn tự động liền sẽ điều tiết nhiệt độ cơ thể, nóng lạnh bất xâm, một năm không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu điều hòa không khí tiền điện. Nhưng bây giờ, bởi vì tiểu kim đan bị kích thích phát nhiệt, linh lực sôi trào, Tống Thư Hàng trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy mặt, mồ hôi như nước. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn, không ngừng nhỏ xuống, nhỏ tại ban công trên sàn nhà, phát ra xì 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 thanh âm. Loại này mồ hôi rầm rề cảm giác, rất làm cho người hoài niệm. Không tốt, cái này trong nước có độc, công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, miệng niệm kịch truyền hình lời kịch. Tống Thư Hàng, đây là mồ hôi được không? Chỉ là phổ thông mồ hôi, nhiều nhất nhiệt độ cao một chút xíu, không có khả năng có độc có được hay không? Hắn đưa tay lau đi trên mặt mình mồ hôi, yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem sao động máy móc hạch tâm lò phản ứng vuốt lên. Hạch tâm lò phản ứng không còn phóng thích nhiệt lượng, dần dần lắng lại xuống dưới. Bất quá, nó phía trên kim đan cấu đổ sáng tạo và hủy diệt chi tinh còn tại không ngừng tỏa sáng. Tống Thư Hàng lại đem ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời nhỏ. Hạch tâm lò phản ứng biến hóa, hiển nhiên cùng trên bầu trời mặt trời nhỏ có quan hệ. Sắt thép hóa thân cùng hạch tâm lò phản ứng là một thể. Cái này không phải là lại muốn tới một khỏa lưu ly kim đan tiết tấu a? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng những thứ này tiểu kim đan không phải là đã hẹn thời gian, chuẩn bị để hắn một hơi đem tất cả vẽ rồng điểm mắt chi bút điểm trên. Một bên khác, tạo hóa tiên tử nhìn qua mồ hôi chưa khô Tống Thư Hàng, nàng nghĩ nghĩ về sau, đứng dậy, đi vào bên cạnh hắn. Sau đó, nàng lấy ra một đầu khăn tay, đưa cho Tống Thư Hàng, tống mồ hôi. Tạ ơn, Tống Thư Hàng tiếp nhận khăn tay, trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới tạo hóa tiên tử còn có loại này quan tâm thuộc tính, không hổ là nho gia nuôi đi ra tiểu thư khuê các. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, hiện biên hiện hát nói, tống màn ảnh nhỏ lạp 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 toàn thân phát nhiệt đại lượng suất mồ hôi run đến meo phát. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, người biết mình tại hát cái gì không? Người bài hát này tự ý cảnh rất không ổn biết không? Cạch rồi tây nhiều công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, hát tiếp nói. Tống, cần chân chính quan tâm, Thư Hàng. Quả nhiên, bản thân hoàn toàn không nên đối hai vị này hí tinh tiên tử ôm lấy kỳ vọng. Vẻn vẹn chỉ là hai vị tiên tử, đã để tâm ta mệt mỏi mỏi mệt, Hoàng Sơn tiền bối quản lý một cái cửu châu nhất hào quần còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là quá khó khăn. Tống Thư Hàng thật sâu cảm thán nói. Khó trách Hoàng Sơn tiền bối tại cửu châu nhất hào quần, thậm chí tại tu chân trong vòng sẽ như thế được người tôn kính, không phải không có lý. Mặt trời nhỏ bên trong. Những hình ảnh kia còn tại chậm rãi phát ra. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử bên ngoài, long huyết bộ lạc nhỏ những người khác, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới mặt trời nhỏ công chính tại phát ra màn ảnh nhỏ. Hình ảnh bên trong, tổ cá càng xây càng lớn, sắt thép quái ngư quần số lượng cũng càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu tiểu ngư quần biến thành đại ngư quần. Sau đó, bọn chúng lại theo quy luật tách ra, chia mấy cái bầy cá, bắt đầu kiến tạo mới phân tổ. Bạo binh, thu thập tài nguyên, xây căn cứ phụ, sau đó tiếp tục thu thập tài nguyên, bạo binh, xây căn cứ phụ. Lòng vòng như vậy, sắt thép bầy cá phát càng càng lúc càng lớn. Bọn chúng thu thập hết thảy có thể thu thập năng nguyên cùng vật liệu, còn có thể tiến hành bản thân phục chế, có thể tổ kiến mới tổ cá. Chỉ cần ném một quả hạt giống, không cần tưới nước bón phân, chính nó liền có thể phát triển lớn mạnh. Đây quả nhiên là vì người lười chế tạo riêng pháp khí a. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, những thứ này sắt thép bầy cá cùng tổ cá, trong lúc đó nhất định gặp được cái gì tai nạn. Tống Thư Hàng nói, hình ảnh bên trong. Sắt thép bầy cá phát triển chưa từng có to lớn, phân tổ cá số lượng hàng ngàn hàng vạn, bầy cá số lượng căn bản đếm không hết.
Bọn chúng thu tập được năng lượng, đã hoàn toàn đầy đủ công chúa tiến hành cuối cùng Thái Dương Thuyền nghi thức. Thái Dương Thuyền nghi thức tiếp tục thời gian là 500 năm. Mà hình ảnh bên trong, sắt thép bầy cá thu thập năng lượng, đã sớm vượt qua 500 năm mức. Nhưng Hắc Long thế giới trên không mặt trời nhỏ, năng lượng ít đến thương cảm, tổ cá chỉ còn lại có một tòa, bầy cá cũng chỉ còn lại một nhóm. Không cần phải nói, trong lúc đó nhất định phát sinh qua cái đại sự gì. Mặt trời nhỏ hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra. Từ cá con tổ cùng tiểu ngư quần phát triển đến hình ảnh bên trong quy mô, có trời mới biết những thứ này sắt thép quái ngư dùng thời gian bao nhiêu. Bọn chúng trung thành chấp hành công chúa sau cùng mệnh lệnh, chỉ vì chờ đợi một ngày kia, công chúa trở về. Nếu như đem cái này cố sự kéo ra ngoài đập thành phim, nhất định rất cảm động. Tống Thư Hằng nói. Mặt khác, Tống Thư Hằng còn chú ý tới một điểm. Hình ảnh bên trong, tổ cá cùng sắt thép bầy cá vị trí, cũng không tại Hắc Long thế giới phụ cận. Bọn chúng ngay từ đầu thu thập tài nguyên vị trí, tại trong vũ trụ mênh mông. Cùng hiện thế đồng dạng, tinh không mênh mông có vô số tinh cầu, còn có vô số có thể cung cấp sắt thép bầy cá thu thập tài nguyên. Sắt thép bầy cá cùng bọn chúng tổ cá đã thành thế lực lớn nhất, thậm chí là một cái bầy cá đế quốc. Đến cùng là thế nào tai nạn, mới có thể đem cái này sắt thép bầy cá đế quốc hủy diệt chỉ còn lại có chủ tổ cá cùng một bầy nhỏ sắt thép quái ngư. Tống Thư Hằng trong lòng nghi ngờ nói. Là tận thế hình hủy diệt. Vẫn có một vị nào đó siêu cấp cường giả, nóng lòng không đợi được, liền đối với cái này sắt thép bầy cá xuất thủ. Mặt trời nhỏ bên trong hình ảnh tiếp tục biến hóa. Rốt cục, đến Tống Thư Hằng muốn xem đến hình ảnh. Một đầu to lớn vô cùng hắc long, từ xa đến gần, xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Long rực già thiên cái địa, có thể so với tiểu tinh cầu. Hắc long thế giới hắc long, Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên. Hắc long từ sắt thép bầy cá phụ cận xẹt qua. Tống Thư Hằng, chẳng lẽ là hắc long hủy diệt cái này sắt thép bầy cá? Nhưng là, cũng không có. Hắc long cùng sắt thép bầy cá ở giữa, nước giếng không phạm nước sông, từ đầu tới đuôi, song phương đều không có chú ý qua lẫn nhau. Sắt thép bầy cá như trước đang bận rộn chấp hành công chúa lưu lại mệnh lệnh. Hắc long cũng chỉ là đi ngang qua, từ sắt thép bầy cá bên cạnh bay qua. Song phương phảng phất căn bản không có nhìn thấy đối phương. Lại hoặc là nói, cả hai tựa như là ở vào khác biệt thứ nguyên bên trong. Giữa lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Hắc long cùng sắt thép bầy cá sượt qua người, biến mất không thấy gì nữa. Sắt thép bầy cá phảng phất căn bản không có phát giác được hắc long đi qua, như trước đang tiếp tục thu thập tư nguyên của mình, bạo binh, xây phân tổ cá, đâu vào đấy. Sau đó, tại một ngày nào đó, tất cả tổ cá, sắt thép bầy cá đột nhiên toàn bộ dừng lại. Liên quan tới công chúa ghi chép biến mất, Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Đây là sắt thép hóa thân bên kia, trong nháy mắt cùng hưởng tới được tin tức. Sau đó, toàn bộ hình ảnh bên trong tổ cá, sắt thép bầy cá toàn bộ đứng im bất động, thời gian liền phảng phất dừng lại. Tại một sát na, bọn chúng phảng phất đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh lại nhảy lên mấy màn. Thời gian tại cái này mấy màn hình ảnh bên trong vượt qua rất dài khoảng cách. Tổ cá, bầy cá vẫn không có động tác, có rất nhiều sắt thép bầy cá không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, sụp đổ biến mất. Không có sắt thép bầy cá giữ gìn, từng cái phân tổ cá cũng tiến vào vứt bỏ trạng thái. Phân tổ cá bên trong những cái kia bầy cá thật vất vả thu thập năng lượng, có tán loạn ra, có bởi vì ngoài ý muốn trực tiếp bạo tạc. Toàn bộ sắt thép bầy cá quốc độ, lâm vào triệt để tĩnh mịch. Để cho người ta nhìn không được có chút lòng chua xót. Khổng lồ sắt thép bầy cá quốc độ, không phải chết bởi cường địch công kích, không phải hủy diệt tại tai nạn, không ngoại địch cũng vô thiên tai, vẻn vẹn bởi vì đã mất đi mục tiêu, toàn bộ sắt thép bầy cá đế quốc, liền yên lặng ở tuế nguyệt thời gian bên trong. Sở dĩ cái này người nếu là không có động lực, liền sẽ biến thành cá ướp muối đồng dạng, là bực nào chuyện đáng sợ. Tống Thư Hằng tổng kết nói. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử nghe vậy, đồng thời xoay đầu lại, hai vị tiên tử dùng ánh mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Tống Thư Hằng nhìn thấy dạng này làm lòng người chua nội dung cốt truyện, rốt cuộc muốn có bao nhiêu không giống bình thường não mạch kín, mới có thể đạt được phía trên kết luận. Không muốn dạng như vậy nhìn ta, mặc dù nhìn lấy rất đồng tình những thứ này tổ cá cùng sắt thép bầy cá, nhưng chúng nó không phải là bởi vì đã mất đi mục tiêu cho nên mới tĩnh lại sao? Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Người cũng tốt,
Phật cũng tốt, còn sống liền muốn có mục tiêu. Cho dù có hướng một ngày thật sự thành cá ướp muối, vậy cũng nhất định phải làm cá ướp muối bên trong mặn nhất một đầu, đây cũng là cái mục tiêu. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh, tiếp tục nhảy lên. Mỗi một cái hình ảnh hiện lên, sắt thép hóa thân nơi đó liền đạt được càng nhiều lĩnh ngộ, đạt được càng lớn cường hóa. Mà những thứ này lĩnh ngộ cùng cường hóa, đều sẽ phản hồi đến Tống Thư Hàng trên người, phản hồi đến hắn máy móc hạch tâm lò phản ứng bên trong. Hạch tâm lò phản ứng trên kim đan cấu đồ vách quan tài, trong lúc mơ hồ có chút ép không được. Kim đan cấu đồ, sáng tạo và hủy diệt chi tinh, là một chương bất quy tắc 4 ô manga. Bốn cái hình dạng quái dị khoanh tròn, đem hạch tâm lò phản ứng chia ra làm 4. 1, 2, 3, 3 ô đồ án, giảng chính là lấy tổ cá cùng sắt thép 7 cá vì mô bản diệt tinh pháp khí bản thiết kế kết hợp về sau, hình thành diệt tinh 7 cá cùng tổ cá, hóa thành một khỏa mặt trời nhỏ, vì hắc ám thế giới mang đến quang minh cố sự. Mà một cùng 4 đồ tổ hợp lời nói, liền biến thành hủy diệt ngôi sao diệt tinh 7 cá tụ tập, bọn chúng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Họng pháo nhắm ngay một cái phương hướng, mấy ức ức đạo quang mang tập trung, hướng về trong hư không mỗ một chỗ phát động công kích. Mấy tỷ tỷ quang mang, số lượng quá đến cực hạn về sau, tạo thành hủy diệt hết thảy công kích. Mà chương này kim đan cấu đồ thiếu hụt vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay ở chỗ này vị trí của địch nhân. Cái này bị tập kích đối tượng, chính là kim đan cấu đồ cuối cùng thiếu hụt một khối. Hiện tại, theo sắt thép hóa thân không ngừng phản hồi tới được tình cảm. Tống Thư Hàng trong lòng liên quan tới cuối cùng một bút linh cảm càng ngày càng mạnh. Trong lòng loại kia muốn nhảy lên một cái, nâng bút vẽ tranh xúc động khó mà kiềm chế. Bây giờ thiếu hụt, là cuối cùng một đường thời cơ. Mặt trời nhỏ bên trên, nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Tuế Nguyệt thật sự là đáng sợ nhất sát thủ. Khổng lồ sắt thép 7 cá quốc độ, tại mất đi mục tiêu đứng im bất động về sau, không cách nào chống cự Tuế Nguyệt xâm phệ, triệt để sụp đổ. Cuối cùng, chỉ còn sót lại tòa kia ban sơ tổ cá, cùng một nhóm nhỏ đẳng cấp cao nhất, vật liệu mạnh nhất sắt thép 7 cá. Cái này hình thái, đã tiếp cận Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân gặp gỡ sắt thép 7 cá lúc bộ dáng. Như vậy về sau, vì cái gì cái này sắt thép 7 cá sẽ xuất hiện tại Hắc Long thế giới chung quanh? Mà lại bọn chúng phảng phất là mới xuất hiện không bao lâu dáng vẻ. Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói. Trong lúc đang suy tư, trong hư không. Hắc Long thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này hắn, biến càng thêm to lớn. Thân hình của nó, từ sắt thép 7 cá phế tích bên trong xuyên qua. Cả hai vẫn như cũ giống như là tại khác biệt thứ nguyên đồng dạng, không liên quan tới nhau. Nhưng là, tại Hắc Long từ sắt thép 7 cá bên trong xuyên qua trong nháy mắt, nguyên bản tĩnh mịch tổ cá, đột nhiên lại bị kích hoạt. Bọn chúng lần nữa hành động. Dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng 7 cá. Cứng ngắc bắt đầu hành động, bọn chúng bắt đầu một lần nữa thu thập vật liệu, chữa trị thân thể của mình. Bọn chúng bắt đầu một lần nữa vì tổ cá bổ sung năng lượng. Hết thảy, phảng phất bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tại cá ướp muối không biết bao nhiêu cái thế kỷ về sau, tổ cá cùng sắt thép 7 cá, rốt cục lại tìm về sự tồn tại của chính mình ý nghĩa. Lúc này, hẳn là muốn vì bọn chúng điểm cái tán sao. Tống Thư Hàng nói khẽ. Nhưng là... Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời nhỏ, Tống Thư Hàng lại lâm vào đến trong trầm mặc. Sau đó, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Tại tổ cá, sắt thép 7 cá thật vất vả từ cá ướp muối trong trạng thái khôi phục về sau, lại một kiện ngoài ý muốn phát sinh. Bọn chúng vị trí thế giới hủy diệt. Sắt thép 7 cá cùng tổ cá trên tấm hình một vùng tăm tối, khắp nơi là bạo tạc cùng không gian kẽ nứt. Mặt trời nhỏ trên tấm hình, biểu hiện tai nạn. Chỉ là tận thế hình ảnh một góc của băng sơn, nhưng cũng đã đầy đủ kinh ngạc nhân tâm. Cứ như vậy, một đầu thật vất vả tỉnh lại cá ướp muối, còn chưa kịp tới phát huy bản thân ánh sáng cùng nhiệt, liền ngã xuống tận thế bên trong. Bi kịch. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh, còn tại phát ra, nhưng là một đoạn dài rằng giặc đen màn hình. Thế giới hủy diệt cái kia đợt trong tai nạn, tổ cá cùng sắt thép 7 cá, đều sa vào đến treo máy trạng thái. Không cách nào giám sát đến bốn phía đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp, hẳn là bọn chúng đột nhiên xuất hiện, từ Hắc Long thế giới biên giới toát ra, cũng đưa tới Hắc Long thế giới Long Lạc chú ý thời gian đi. Tống Thư Hàng suy đoán nói, Hắc Long thế giới Long Lạc, tạo ra điều tra nhóm này tổ cá, sắt thép 7 cá nhiệm vụ thời điểm, hẳn là tại vài ngày trước đến hơn 10 ngày trước tả hữu.
Đang khi nói chuyện, mặt trời nhỏ trên hình ảnh lại phát sáng lên. Ở một cái thuần trắng trong không gian, sắt thép bầy cá cùng tổ cá lẳng lặng lơ lửng. Nhưng là, bọn chúng tìm không thấy có thể sử dụng năng lượng. Cái này thuần trắng không gian, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì. Không có vật liệu, không có năng lượng. Tổ cá cùng sắt thép bầy cá chỉ có thể duy trì thấp nhất tiêu hao trạng thái, chỉ có chút ít sắt thép bầy cá, tại thuần trắng trong không gian phiêu đãng, tìm kiếm manh mối. Không biết qua bao lâu thời gian, có một bóng người xuất hiện tại sắt thép bầy cá cùng tổ cá bên cạnh. Thân ảnh kia, có được một đầu nhu thuận đến eo tóc dài, dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng. Làm người khác chú ý nhất, chính là nàng như vậy tỷ lệ đặc biệt dài hai chân. Này đôi chân thuộc về sau khi xem, trong thời gian ngắn liền không khả năng quên loại hình. Tống Thư Hàng. Hắn dụi dụi con mắt. Đợi đã, ta không có nhìn lầm a. Hình ảnh bên trong, tóc đen chân dài thiếu nữ xoay người lại, lộ ra một trương bên mặt. Thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt nhỏ. Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng kém chút liền phun ra. Không sai, đột nhiên xuất hiện tại sắt thép bầy cá cùng tổ cá bên trên thiếu nữ, chính là Vũ Nhu Tử. Kỳ thật Tống Thư Hàng nhìn thấy cặp kia đôi chân dài thời điểm, liền đã mơ hồ đoán đến. Chỉ là nội tâm của hắn có chút không thể tin được, Vũ Nhu Tử sẽ cuốn vào đến chuyện này bên trong. Vũ Nhu Tử tại sao lại xuất hiện ở cái này thuần trắng trong không gian, xuất hiện tại tổ cá trước mặt. Tống Thư Hàng trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ. Không sai, thật là Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ, Vũ Nhu Tử chính là Tinh Quốc công chúa chuyển thế? Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một cái ý niệm như vậy. Lại hoặc là, cái này kỳ thật không phải Vũ Nhu Tử, mà là Vũ Nhu Tử một vị nào đó cổ lão trưởng bối. Không đúng, những suy đoán này đều chân đứng không vững. Tìm được, hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Tử nói khẽ thanh âm của nàng, xuyên thấu qua sắt thép hóa thân, truyền lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Là Vũ Nhu Tử thanh âm không sai, cái này thanh tuyến, Tống Thư Hàng tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Tử sắc mặt bình tĩnh, nàng chân đạp hư không, từng bước một tiếp cận tổ cá. Những cái kia đứng im sắt thép bầy cá đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn chúng thật nhanh cuốn về phía Vũ Nhu Tử, muốn ngăn cản nàng tiếp cận tổ cá. Nhưng là, Vũ Nhu Tử thân thể phảng phất là trạng thái hư vô đồng dạng, sắt thép quái ngư nhóm không ngừng từ trong thân thể của nàng xuyên qua đi qua, lại không cách nào tiếp xúc đến nàng. Tống Thư Hàng, đây cũng không phải là ta biết Vũ Nhu Tử. Hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Tử đi tới tổ cá trước mặt. Nàng vươn tay ra, ấn tại tổ cá phía trên, ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta đát á. Từ trên người nàng, linh lực khổng lồ giống như là thủy triều tuôn hướng tổ cá, đây là muốn cưỡng ép đem tổ cá luyện hóa, trở thành nàng pháp khí. Tổ cá yên lặng tiếp nhận rồi Vũ Nhu Tử linh lực. Hắn căn bản không có sức phản kháng. Nhưng mà, theo Vũ Nhu Tử lực lượng không ngừng rót vào về sau, tổ cá hạch tâm đột nhiên lóe sáng. Hắn đem Vũ Nhu Tử truyền tới năng lượng, toàn bộ hấp thu, sau đó bộc phát ra. Tinh Quốc, vạn tuế, từ tổ cá bên trong truyền ra một cái thanh âm nhu hòa. Câu nói này, Tống Thư Hàng có thể nghe hiểu, bởi vì lúc trước sắt thép hóa thân bị hố trước đó, tổ cá bên trong cũng phát ra qua tương tự thanh âm. Sau đó, tổ cá bắt đầu nổ tung lên. Kỳ quái, đến cùng là cái nào trình tự có sai lầm. Vũ Nhu Tử thân hình sau lưng nhảy tới. Tổ cá tụ tập tất cả lực lượng, tất cả sắt thép quái ngư hướng phía cá Nhu Tử đánh tới, vòng quanh vị trí của nàng, điên cuồng tự bạo ra. Tinh Quốc vạn tuế thanh âm như vậy, không ngừng tại màu trắng trong không gian quanh quẩn. Phiền toái, Vũ Nhu Tử thanh âm vang lên. Hình ảnh bên trong, nàng hai tay dùng sức vỗ. Ba. Sau một khắc, trắng noãn không gian vỡ ra. Đang bạo tạc tổ cá, sắt thép quái ngư, toàn bộ bị từ trắng noãn trong không gian vứt ra ngoài. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh, lần nữa lâm vào hắc ám. Sau đó, mặt trời nhỏ trên hình ảnh kết thúc. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói cách khác, xuất hiện tại hắc long thế giới biên giới tổ cá cùng sắt thép quái ngư, là bị từ cái kia trắng noãn trong không gian ném ra. Như vậy, hình ảnh bên trong Vũ Nhu Tử là chuyện gì xảy ra? Trắng noãn không gian xé mở, là không gian lực lượng. Vẫn là nói, Vũ Nhu Tử giống như hắn, đạt được một cái cùng loại hạch tâm thế giới không gian. Đúng rồi, kết nối công đức mạng lưới đi.
Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình. Loại chuyện này, trực tiếp đi hỏi một chút Phũ Nhu Tử bản nhân, chẳng phải sẽ biết sao. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị thông qua tiểu kim đan, lần nữa tiến vào công đức mạng lưới thời điểm, trên bầu trời mặt trời nhỏ bên cạnh, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một đầu đôi chân dài từ trong không gian bước ra. Là Vũ Nhu Tử chân, tuyệt đối không sai. Quả nhiên cùng Tống Thư Hàng nghĩ đồng dạng, một đôi chân dài bước ra cánh cửa không gian, Vũ Nhu Tử cái kia thanh xuân tịnh lệ thân ảnh phù hiện ở trên bầu trời. Vừa nghĩ tới thông qua công đức mạng lưới lên mạng, trước nói chuyện phiếm hỏi thăm bên dưới Vũ Nhu Tử, không nghĩ tới chính chủ lại nhưng trực tiếp đi ra. Mà lại, là trực tiếp thông qua cánh cửa không gian bước ra. Đây tuyệt đối không phải Vũ Nhu Tử, chỉ tuyệt đối không phải ta biết cái kia Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng trong lòng xác định nói. Vũ Nhu Tử vừa mới tấn thăng tứ phẩm không lâu, nhưng không có mở cổng không gian thủ đoạn. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, tạo hóa tiên tử, chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử đưa tay, đem thánh nhân chi nhãn lấy ra ngoài. Công đức xà mỹ nhân đưa tay bao trùm tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái, đem hắn con mắt gỡ xuống. Tạo hóa tiên tử tiến lên, đem thánh nhân chi nhãn chứa vào đến Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Một lần lạ, hai lần, ba lần, bốn lần về sau, liền không thể quen thuộc hơn được. Tống Thư Hàng thân thể đối thánh nhân chi nhãn hoàn toàn không bài xích, cảm giác thánh nhân chi nhãn phảng phất như là chính hắn một phần thân thể. Ngay sau đó, công đức xà mỹ nhân kèm ở Tống Thư Hàng sau lưng. Nàng đem bản thân cây kia biến dị huyết cốt kéo đi ra. Nghĩ nghĩ về sau, nàng lại tế ra công đức bình thiên quan. Bình thiên quan bên trong năng lượng, còn chỉ khôi phục một chút. Công đức xà mỹ nhân đem bình thiên quan đeo lên, bất quá không có đưa nó kích hoạt, chỉ là để phòng không sẵn sàng. Tạo hóa tiên tử, có thể cảm ứng được xích tiêu kiếm tiền bối vị trí sao? Có thể làm phiền ngươi đi đưa nó tìm trở về sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, nàng thân hình lướt lên, thật nhanh hướng long huyết phân bộ lạc bên ngoài một vị trí bước đi. Tống Thư Hàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mặt trời nhỏ án lấy đường ray, vây quanh hắc long thế giới chậm rãi vận chuyển. Vũ Nhu Tử xuất hiện tại mặt trời nhỏ bên cạnh. Sốt cục lại lần nữa đem ngươi khóa chặt, nói qua, ngươi là ta đắt á. Vũ Nhu Tử dứt lời, trực tiếp liền đưa tay hướng mặt trời nhỏ nhấn tới. Tống Thư Hàng có chút nhắm mắt lại, sau một khắc, hắn đem ý thức của mình chuyển rời đến mặt trời nhỏ bên trong sắt thép hóa thân phía trên. Sắt thép hóa thân tay phải có chút một nắm, cái kia tổ vu chúc phúc còn hoàn hảo không chút tổn hại mang trên tay hắn. Có cái này pháp khí tại, Tống Thư Hàng trong lòng thoáng an tâm một số. Mặt trời nhỏ bên ngoài, Vũ Nhu Tử tay tiếp xúc đến mặt trời nhỏ quang mang khu vực, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua mặt trời nhỏ trực tiếp cùng bên trong bị bao khỏa Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đối mặt. Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Ai ra nha, đây không phải Tống tiền bối nha. Vũ Nhu Tử che miệng cười khẽ. Tống Thư Hàng hỏi dò, Vũ Nhu Tử. Không sai a, chính là ta đát. Vũ Nhu Tử đưa tay mơn trớn bản thân bên tai tóc dài, nhẹ nhàng sau này hất lên, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được Tống tiền bối, Tống tiền bối. Ngài thật đúng là ở khắp mọi nơi đây, lại hoặc là nói, quả nhiên giữa chúng ta đặc biệt có duyên. Tống Thư Hàng mặt không biểu tình, sắt thép hóa thân lúc đầu cũng bày không ra biểu tình gì tới. Bất quá Tống tiền bối, tình trạng của ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, sắt thép hóa thân thể, là phân thân hoặc là hóa thân sao? Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, cười vô cùng khả ái. Mặt trời nhỏ quang mang chiếu sáng nàng, càng là làm nổi bật lên nàng như tuyết da thịt. Lại thêm lúc này trên người nàng trong lúc vô tình toát ra tới tuyệt thế khí chất, coi là thật như là cao cao tại thượng nữ thần. Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bình tĩnh nhìn qua Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử trạng thái rõ ràng không đúng. Cái kia trong lúc vô tình toát ra tới khí chất, chính là chứng minh. Như vậy, có mấy cái khả năng. Một, nàng là Vũ Nhu Tử, nhưng là có lẽ, là tương lai cái kia Vũ Nhu Tử lần nữa phụ thân. Nhưng khả năng này không lớn. Hai, nàng không phải Vũ Nhu Tử. Như vậy, nàng có thể là Vũ Nhu Tử trưởng bối. Vũ mụ, Vũ nãi nãi, hoặc là Vũ lão tổ. Hoặc là, Tống Thư Hàng đáy lòng có cái rất tồi tệ suy đoán thiên đế.
đây là Tống Thư Hàng không muốn nhất đối mặt sự. Xem ra ta đoán đúng, đây cũng là Tống tiền bối mẫu cỗ hóa thân. Như vậy, Tống tiền bối bản tôn ở nơi nào đâu? Ở phía dưới cái kia Hắc Long thế giới mỗ một chỗ sao? Vũ Nhu Tử ánh mắt hướng về phía dưới đại địa, ta đoán, Tống tiền bối ngươi bây giờ, có phải hay không âm thầm dùng mang thai ngưng thị tập trung vào ta, còn có ngươi chuôi này rõ ràng là kiếm chém ra lại là đao ý thần binh, cũng cùng ngươi bản thể ở một chỗ sao? Kém nhất tình huống, Tống Thư Hàng cảm giác mình thận lại co rút đau đớn cổ u hỗn độn ý chí chọc vào bên hông hắn đầu thương ẩn ẩn làm đau. Trước mặt Vũ Nhu Tử giảng đến trình độ này, Tống Thư Hàng đương nhiên lập tức xác định thân phận của nàng. Viễn cổ thiên đình thiên đế. Nàng sở dĩ sẽ có được Vũ Nhu Tử bề ngoài, phải cùng Vũ Nhu Tử cái kia bị bắt đi linh quỷ có quan hệ. Thiên đế lúc này, liền nhập thân vào Vũ Nhu Tử linh quỷ trên người. Vừa nghĩ đến điểm này, Tống Thư Hàng tâm liền tốt chua. Hắn cùng Vũ Nhu Tử linh quỷ, đồng dạng số khổ. Hai cái linh quỷ là từ cùng một cái mộ cổ bên trong móc ra, sau đó vận mệnh cũng cực độ tương tự. Tống Thư Hàng bản thân linh quỷ bị Nho Gia Lưu Ly Thư Sinh mượn đi. Có đi không trở lại. Vũ Nhu Tử linh quỷ bị Thiên Đế Cường mượn mà đi. Trước mắt xem ra, cũng là có đi không trở lại. Bất quá, bất kể là thánh nhân con mắt cũng tốt, vẫn là Tống tiền bối ngươi chuôi này sẽ chém xuất đạo ý bảo kiếm cũng được, đều không ngăn cản được ta. Hôm nay, ta thật sự là may mắn đát. Trước mắt Vũ Nhu Tử ngửa đầu yêu kiều cười, nàng đưa tay vạch một cái, liên tiếp lập lòe phù văn hiển hiện nàng trong tay. Đế văn. Đây cũng là viễn cổ thiên đế bị người cho rằng cùng Nho Gia Thánh Nhân là cùng một cấp bậc cường giả tiêu chí một trong. Nho Gia Thánh Nhân, đồng dạng đã từng sáng tạo ra Nho Văn, cái kia Nho Văn trong tay hắn thi triển ra lúc, có được quỷ thần khó lường lực lượng. Mỗi một cái Nho Văn, đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Đế Văn, cũng là như thế. Vốn chỉ là muốn đem cái này tổ cá pháp khí mang về, sau đó cải tạo thành thích hợp pháp bảo. Bất quá không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ Tống tiền bối ngươi sắt thép hóa thân ở bên trong. Tống tiền bối, ngươi cũng là ta đát á. Vũ Nhu Tử thiên đế cười hì hì, đưa tay đem cái kia đế văn ấn về phía mặt trời nhỏ. Ta cự tuyệt, Tống Thư Hàng phản kháng nói. Gia hỏa này chỉ là mượn Vũ Nhu Tử bộ dáng, liền muốn để cho mình đem thân thể giao cho nàng. Nằm mơ. Phía dưới, Tống Thư Hàng bản thể không chút do dự phóng thích mang thai ngưng thị. Cường giả giám định thuật, chứng minh ngươi có phải hay không cường giả thời điểm đến. Tống Thư Hàng đối mang thai ngưng thị cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Lần trước đối mặt thiên đế phụ thân Vũ Nhu Tử lúc, Tống Thư Hàng liền từng dùng mang thai ngưng thị đối qua nàng, kết quả bị nàng tùy tiện dùng đế văn cản trở lại. Mang thai ngưng thị mặc dù bị xưng là cường giả giám định thuật, cũng là bởi vì cường giả có thể đối với nó miễn dịch. 3. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Chỉ cần thả ra ngoài, không nói trước tiến hành tránh né lời nói, liền cơ hồ không cách nào né tránh. Trên bầu trời, thiên đế căn bản không có né tránh. Thậm chí lần này, nàng đều không dùng đế văn đi phòng ngự, mặc cho mang thai ngưng thị rơi ở trên người nàng. Mang thai ngưng thị bắn ở trên người nàng sau, lập tức xuyên thấu đi qua. Liền phảng phất thân thể của nàng là hư vô đồng dạng. Ngay sau đó, mang thai ngưng thị hung hăng rơi vào sắt thép hóa thân trên người. Tống Thư Hàng sắc mặt lập tức tái đi. Ngài sắt thép hóa thân chúng cường giả giám định thuật. Xem xét bắt đầu. Trải qua xem xét, ngài sắt thép phân thân không phải cường giả tuyệt thế, miễn dịch thất bại. Sắt thép hóa thân tiến vào mang thai giai đoạn, 10 giây sau bắt đầu chia vãn. Cảm thụ tình thương của mẹ đi. Tống Thư Hàng thật nhanh đem bám vào sắt thép hóa thân trên cái kia bộ phận ý thức chuyển rời về bản thân bản thể. Lợi hại, liền sắt thép hình thành hóa thân, cũng vô pháp miễn dịch đồng thuật. Nho Gia Thánh Nhân khai phát đi ra pháp thuật, thật sự thật là lợi hại. Thiên đế chậc chậc tán dương. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng đế văn đã đem toàn bộ mặt trời nhỏ bao phủ. Đế văn bên trong mặt trời nhỏ, bắt đầu dập tắt, hắn không còn thiêu đốt không xuất hiện bạo tạc. Theo mặt trời nhỏ quang mang dập tắt, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bên trong năng lượng, bắt đầu khôi phục. Bộ phận mặt trời nhỏ thiêu đốt năng lượng, chảy ngược vào đến sắt thép hóa thân bên trong. Có năng lượng, thì có chạy trối chết cơ hội. Ta đát á, lần này ta chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Thiên đế bản Vũ Nhu Tử hì hì cười nói,
bên trong Tống tiền bối hóa thân, người cũng là ta đát á. Không gian khiêu dược, Tống Thư Hàng lập tức đối sắt thép hóa thân ra lệnh. Khôi phục năng lượng sau sắt thép hóa thân, trước tiên kích hoạt lên tổ vu chúc phúc, không gian ba động sinh ra. Nhưng là, không gian khiêu dược thất bại. Tại đế văn phong tỏa bên dưới, sắt thép hóa thân không thể hoàn thành không gian khiêu dược. Chỉ có cái kia tổ vu chúc phúc quyền sáo, từ đế văn phong tỏa khe hở bên trong lẻn ra ngoài, rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, cái này quyền sáo thẳng tắp hướng Tống Thư Hàng vị trí giáng lâm. Đây là nhận chủ từng tế luyện bảo vật, cảm ứng được Tống Thư Hàng bản thể khí tức về sau, tự chủ trở về. Tống Thư Hàng đưa tay, tiếp được tổ vu chúc phúc, đeo lên tay trái mình bên trên. Lúc này, nếu là bạch tiền bối cùng bạch tiền bối có thể từ cổ u trở về phải có bao nhiêu tốt. Tống Thư Hàng hít trong miệng khí. Mục tiêu quá khó giải quyết. Siêu lúc này, xích tiêu kiếm tiền bối mang theo tiểu âm trúc, tạo hóa tiên tử phi tốc trở về, vững vàng rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Thiên đế, xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi, hắn vừa rồi cũng một mực chú ý mặt trời nhỏ biến hóa, lập tức đoán được trên bầu trời vũ nhu tử thân phận. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Làm sao đến chỗ nào đều sẽ gặp phải nàng. Xích tiêu kiếm nói, bất quá lúc này, ta năng lượng tràn đầy. Đối nàng. Hắn để xích tiêu tử vì nó tràn đầy năng lượng. Vì chính là ứng phó trước mắt loại tình huống này Tống Thư Hàng gia hỏa này, tổng là có thể không chú ý ở giữa cùng tuyệt thế cấp đại lão đối lên. Phần thiên hỏa diễm đao, mạnh nhất hình thái. Xích tiêu kiếm kêu lên. Lửa cháy hừng hực tại trên thân kiếm thiêu đốt mà lên, đao ý sông tiêu mà lên, phần thiên trừ hải. Tạo hóa tiên tử mang theo lý âm trúc, nhanh chóng lui lại. Quanh Tống Thư Hàng chỗ lầu cát, trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn. Chế. Tống tiền bối, trên bầu trời, thiên đế yêu kiều cười, đều là ta đát a, gặp lại á. 3. Trên bầu trời, cái kia vòng mặt trời nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất, còn có mặt trời nhỏ bên trong Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Dùng ngự đao thuật đem ta tế ra đi đỗi nàng, xích tiêu kiếm tiền bối kêu lên. Lần sau gặp, Tống tiền bối, ta hiện tại, vội vàng vì cái thân thể mới này chuẩn bị độ kiếp, lần sau gặp mặt. Người bản thể cũng sẽ là ta đát thiên đế thân hình có chút lui lại, dung nhập vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nàng chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ thân thể, còn cần độ kiếp. Lại bị nàng chạy mất, xích tiêu kiếm tiền bối bất mãn nói. Hắn hiện tại năng lượng tràn đầy, liền đợi đến đối loại này tuyệt thế cấp đại lão. Kết quả còn không đối đến, đối phương liền thông qua không gian thông đạo biến mất. Cái này khiến xích tiêu kiếm có loại dùng sức một quyền lại vung trống không cảm giác, kém chút nín chết. Thiên đế rút lui, thuận tiện còn mang đi mặt trời nhỏ cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng hắc long thế giới, lập tức lại mất đi ấm áp, sắc trời ảm đạm xuống. Cho dù là ban ngày, cũng giống là trời đầy mây đồng dạng, âm u đầy tử khí. Mới hưởng thụ lấy mấy ngày mặt trời, đột nhiên không thấy. Hắc Long thế giới đám người kém chút bi thương đến khóc ra thành tiếng. Có nhiều thứ, không hưởng thụ qua thời điểm, thì cũng thôi đi. Nhưng là một khi hưởng thụ qua về sau, nhưng lại đột nhiên mất đi, liền sẽ làm cho người cảm giác rất bi thương. Tống Thư Hàng đưa tay, thuận tay một phát dưỡng đao thuật trấn an xích tiêu kiếm tiền bối. Đạt được dưỡng đao thuật thoải mái về sau, xích tiêu kiếm trên cái kia phần thiên trừ hải hỏa diễm, mới chậm rãi thu liễm. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua hư không. Thiên đế cứ như vậy rút đi. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kết quả này, không được tốt lắm cũng không tính hỏng. Chí ít không có nhân viên thương vong. Mà hắn sắt thép hóa thân, chỉ cần không bị triệt để phá hư, vẫn có thể thu về, sau đó thông qua tiểu kim đan tẩm bổ để nó khôi phục. Tương lai, còn có cơ hội có thể thu hồi lại. Ngược lại là thiên đế chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ cũng phải độ kiếp. Để Tống Thư Hàng có chút để ý linh quỷ dù cho bị thiên đế cưỡng chiếm đi, nhưng nàng cùng vũ nhu tử ở giữa khế ước vẫn còn ở đó. Nếu như nàng độ kiếp, cái kia vũ nhu tử có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Tống Thư Hàng suy tư trong lòng ngàn vạn. Nơi xa, tạo hóa tiên tử mang theo lý âm trúc, nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng bên người. A Tống, không có sao chứ? Tiểu âm trúc lo lắng hỏi. Không có việc gì. Không cần lo lắng, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng buông ra xích tiêu kiếm tiền bối, bằng hắn bồng bềnh trong hư không. Sau đó,
hắn đưa tay tiếp nhận Tiểu Âm Trúc, đưa nàng phóng tới trên bả vai mình. Lý Âm Trúc nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng tóc, nàng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng tâm tình tựa hồ có chút nặng nề. Cách đó không xa, lão tộc trưởng cùng Côn Na tiên tử cùng mấy vị long huyết tộc chiến đấu pháp sư, thật nhanh chạy tới. Thư Hàng tiên sinh, ngài bên này không có sao chứ? Lão tộc trưởng lo lắng hỏi. Bọn hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng sau lưng cái kia hóa thành cho tàn lầu các, có chút bận tâm. Mặt khác, trên bầu trời mặt trời nhỏ đột nhiên biến mất, quả nhiên cùng Thư Hàng tiên sinh có quan hệ. Mặt trời nhỏ cự ly Hắc Long thế giới mặt đất có rất dài cự ly, lấy lão tộc trưởng cùng Côn Na nữ sĩ tu vi, không cách nào nhìn thấy trước đó xuất hiện tại mặt trời nhỏ bên trên thiên đế. Không sao, vừa rồi có một vị cố nhân xuất hiện, mang đi mặt trời nhỏ. Tống Thư Hàng xoay người lại, đối Côn Na tiên tử cùng lão tộc trưởng mỉm cười nói. Liên quan tới thiên đế sự, không chắc chắn lão tộc trưởng cùng Côn Na tiên tử bọn người cuốn vào. Mặt khác, không có ý tứ, tộc trưởng, bên này lầu các bởi vì ta không khống chế tốt đao diễm nguyên nhân, bị phá hủy. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Lão tộc trưởng phất phất tay nói, lầu các sự tình Thư Hàng tiên sinh không cần để ý, chúng ta long huyết bộ lạc vừa lúc ở trùng kiến, đến lúc đó một lần nữa dựng một tòa lầu các chính là, không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là một tòa lầu các, tại ma pháp sư trong tay trùng kiến rất dễ dàng, cũng không khó khăn. Chân chính để lão tộc trưởng khổ sở chính là thiên không bên trong mặt trời nhỏ. Không có. Hắc Long thế giới mọi người, thật vất vả mới hưởng thụ lấy mấy ngày dương quang, khó chịu, muốn khóc. Mặt trời nhỏ biến mất, nhưng long huyết phân bộ lạc đám người vẫn là làm theo muốn sinh hoạt. Bộ lạc trùng kiến công tác vẫn còn tiếp tục. Lão tộc trưởng mang theo Tống Thư Hàng mấy người, đến bộ lạc bộ môn chiêu đãi khách quý trong chúc lâu dùng cơm. Lý Âm Trúc ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, nàng không có lập tức một lần nữa rời đi. Tạo hóa tiên tử chứng trạc đàng hoàng ngồi ở Tống Thư Hàng khác một bên, không có muốn về đến Tống Thư Hàng thân thể ý tứ. Lão tộc trưởng không biết Tống Thư Hàng vị này hồn sủng có thể ăn được hay không bình thường đồ ăn, nhưng thấy nàng chứng trạc đàng hoàng ngồi, liền cho nàng cũng chuẩn bị một bộ đồ ăn. Lúc này Tống Thư Hàng, tựa hồ có chút thất thần. Hắn hiện tại chính nhất tâm lưỡng dụng. Một bên phối hợp với đại gia ăn cơm dùng cơm, một bên khác thần trí của hắn chính phối hợp với công đức xà mỹ nhân, thông qua kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới, lần nữa nếm thử tiến vào công đức mạng lưới bên trong. Một lát sau, Tống Thư Hàng thần thức cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất bị nhét vào trong máy giặt quần áo lăn lộn. Tiến đến, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Lần này công đức xà mỹ nhân cùng thần trí của hắn cùng một chỗ tiến đến. Đồng thời tiên tử còn đem Tống Thư Hàng điện thoại cho dẫn vào. Để cho ta thử nghiệm cơ ở chỗ này có thể hay không lên mạng, có thể hay không liên hệ với Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Tống Thư Hàng nói ra. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Này, ngu xuẩn bá Tống đạo hữu, ngươi cho rằng hạ tuyến độn liền có thể trốn qua ta ngư tiên dược sao? Quá ngây thơ rồi, ngươi không biết còn có thủ thi. Thủ thượng tuyến điểm loại này thao tác sao? Cật qua thánh quân thanh âm dương dương đắc ý vang lên. Tống Thư Hàng thịt nát xương tan. Cật qua tiền bối tha mạng, phải chết nát, cả người cũng phải nát. Điện thoại di động của ta. Tống Thư Hàng rên rỉ nói. Một lát sau, cật qua thánh quân dương dương đắc ý rời đến một bên, tại sao lại đến đây? Tống Thư Hàng cuồn cuộn lấy từ dưới đất bò dậy. Kém chút cho là mình muốn đi gặp Thượng Đế, ta đây không phải muốn vào đến, thông qua công đức mạng lưới liên lạc một chút Cửu Châu Nhất Hào quần các vị tiền bối nha. Há, tiến đến thẳng võng, cật qua thánh quân nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, điện thoại không có vỡ a. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân bình tĩnh từ một bên toát ra, đưa lên điện thoại. Còn phát không có việc gì. Lại nói ta thật không nghĩ tới cật qua tiền bối ngươi là như thế mang thù cá voi, lại còn hèn hạ thủ thượng tuyến điểm. Nếu như ta gần nhất một mực không online, chẳng lẽ ngài muốn một mực thủ xuống dưới? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Ngươi cho rằng ta thật sự rảnh rỗi như vậy, ta nói thế nào cũng là nhanh độ kiếp cá voi, lập tức muốn về hiện thế bố trí độ kiếp đại trận. Ta đang chuẩn bị hạ tuyến, ngươi liền lên tới. Cật qua thánh quân cười ha hả nói. Tống Thư Hàng. Tiên tử lại tiến hóa một chút, cật qua thánh quân ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân, nói.
Công đức xà mỹ nhân đối với nó giơ ngón tay cái lên. Tốt, không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Lần sau gặp, cợt qua thánh quân nhếch miệng lên, lần sau gặp mặt lúc, ta chính là cửu phẩm kiếp tiên. Hừm, ủng hộ, tiền bối. Chúc ngài sớm ngày phi thăng. Tống Thư Hàng nói. Mặc dù nghe ngươi câu nói này giống như là lời chúc phúc, nhưng vì cái gì cảm giác ngươi lời nói bên trong có chuyện. Cợt qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng. Luôn cảm giác ngươi tại nguyền rủa ta, này, tiểu tử nhận lấy cái chết. Cợt qua thánh quân thân thể to lớn lần nữa nhảy lên thật cao. Tống Thư Hàng. Ta nói sai cái gì? Cợt qua tiền bối nghiền ép hắn nghiện rồi. Ba. Đột nhiên, cợt qua thánh quân thân ảnh, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Hắn hạ tuyến. Tống Thư Hàng. Leng keng. Lúc này, trên tay hắn trong điện thoại di động, vang lên một chuỗi thanh âm dễ nghe. Mạng lưới kết nối thành công. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, y như dĩ vãng náo nhiệt, một điểm mở chính là 999 đầu tin tức. Đồng thời, nhìn thấy hắn sau khi lên nét, lập tức có tiền bối liên hệ hắn. Tích tích lão tư cơ Đông Phương Lục, bá Tống, Thư Hàng, người gần nhất chạy đi đâu rồi? Liên tiếp vài ngày đều không tin tức. Ta cùng bạch tiền bối đi ra ngoài mạo cái hiểm nguy, bây giờ còn đang một cái thú vị tiểu thế giới bên trong ở lại. Thật vất vả mới tìm được thượng phong cơ hội, Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, Đông Phương Lục tiên tử tài khoản tên là chuyện gì xảy ra? Nàng, không phải là đi chạy tới đường tích tích tài xế A. Nàng bằng lái một lần nữa bổ sung trở về rồi. Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, có cái gì thu hoạch sao? Hừm, hiện tại xin gọi ta Tống. Bát tinh bát toàn bát hạch, Thư Hàng, Tống Thư Hàng trả lời. Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu. Tạo hóa pháp vương, lúc nào trở về? Cái này phải xem bạch tiền bối, hẳn là còn muốn mấy ngày đi. Tống Thư Hàng trả lời hai cái bạch tiền bối lúc đầu đi nói đến liền về, kết quả tại cổ u thế giới cắm mắt cắm nghiệt, hiện tại cũng không trở về. Trở về thời điểm gọi một chút chúng ta, nhe răng cười biểu lộ tạo hóa pháp vương nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, không gặp gỡ nguy hiểm gì a. Tống Thư Hàng nhìn thấy trong lời này, trong lòng ấm áp quả nhiên cửu châu nhất hào quần bên trong, vẫn là Hoàng Sơn tiền bối quan tâm nhất người. Không có việc gì, mặc dù hơi nhỏ phiền phức, nhưng đều khắc phục. Tạ ơn Hoàng Sơn mụ mụ quan tâm, Tống Thư Hàng cảm động nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn, mụ mụ. Diệt Phượng công tử, mụ, mụ mụ. Giọng nói mụ mụ là cái quỷ gì? Dược sư tiền bối cười khóc. Cuồng đao tam lãng, chấn kinh, Hoàng Sơn tiền bối chân thực thân phận lại là nàng. Hệ thống nhắc nhở, bá Tống đã bị chủ nhóm cấm ngôn một ngày. Tống Thư Hàng cầm di động tay, cứng lại rồi. Vọng Thiên, quá cảm động, không cẩn thận liền đem lời trong lòng cho đến quần bên trong. Có thể là bởi vì hắn thân ở tại công đức mạng lưới bên trong, nhanh mồm nhanh miệng cái này thuộc tính đạt được tăng thêm. Hoa hạ, Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tiền bối yên lặng móc ra hai khỏa dược hoàn, không cần phối nước một thanh nuốt vào. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Quả nhiên vẫn là đem Tống Thư Hàng, cuồng đao tam lãng, đồng quái tiên sư cái này ba cái nguồn ô nhiễm đá rơi a. Hoàng Sơn tiền bối ngón tay dục dịch ngóc đầu dậy. Quần bên trong bị cấm ngôn cả ngày, không cách nào phát biểu. Ta có phải hay không muốn tại quần bên trong nuôi cái tiểu hào đi? Tỷ như... Ta có thể đem Sở Sở, Tiểu Âm Trúc, Tiểu Thải đều xin một cái tài khoản, đề cử đến Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư. Đồng thời, hắn điểm mở hào hữu liệt biểu, lôi ra Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Thư Sơn áp lực đại, A Thập Lục, mấy ngày nay bắt được cái thứ tốt, đợi đã hẹn gặp lại diện lúc đụng cái gói quà lớn cho ngươi làm lễ vật. Thư Sơn áp lực đại, Vũ Nhu Tử, gần nhất tình trạng của ngươi như thế nào? Mới vừa gặp ngươi linh quỷ đoán chừng muốn độ kiếp tấn cấp, gần nhất ngươi chú ý bên dưới trạng thái bản thân, chú ý linh quỷ phản hồi. Tô Thị A Thập Lục rất nhanh liền hồi phục, Thập Lục đang bế quan đâu, đợi nàng kết thúc bế quan, ta sẽ đem việc này thuật lại cho nàng. Tống Thư Hàng. Không phải A Thập Lục tại thượng tuyến, đó là ai? Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng trong đầu, lập tức nhớ tới thường xuyên sẽ thay nữ nhi treo máy linh điệp tôn giả. A Thất tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Không phải, Tô Thị A Thập Lục trả lời.
Tống Thư Hàng trong nháy mắt hiểu được, Bạch Long tỷ tỷ. Tô Thị A Thập Lục, đúng, ta chính là người Bạch Long tỷ tỷ. Mặt khác, trước đừng có lại phát tin tức đến đây, ta đang chơi game, người đã cắt ngang hai ta lần, dẫn đến ta bỏ qua một cái đầu người. Chờ ta chơi tốt ván này trò chuyện tiếp. Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Công đức xà mỹ nhân lập tức đoạt lời kịch, vọng thiên. Tống, không lời kịch có thể nói. Thư Hàng. Là ảo giác sao, vì cái gì bên cạnh ta xa cổ tiền bối phong cách vẽ đều có điểm gì là lạ. Tích tích tích. Lúc này, Vũ Nhu Tử tài khoản cũng hồi phục. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, người gặp gỡ ta linh quỷ rồi. Có thể đưa nàng mang về sao? Mang không trở lại, Tống Thư Hàng thở dài, trả lời, còn bồi lên ta một bộ sắt thép hóa thân. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử, nén bi thương, lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Tống Thư Hàng, cùng buồn lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Khó trách ta cảm giác gần đây mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, phát hiện mình linh lực liền tăng vọt một mảng lớn, trong đầu còn ra hiện các loại loạn thất bát tao lĩnh ngộ, thực lực tăng nhiều. Ta còn tưởng rằng ta ẩn tàng thiên phú đã thức tỉnh. Nguyên lai là linh quỷ phản hồi tới được nguyên nhân. Vậy ta gần nhất cũng đi ôn tập một chút tấn cấp độ kiếp tin tức, lo trước khỏi họa. Vũ Nhu Tử trả lời. Một hồi nàng muốn đi tư vấn Hạ Lưu Kiếm Nhất sư huynh. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói, cha đến bây giờ còn không có tin tức, hẳn là đi chuẩn bị độ 7 tấn 8 thiên kiếp, nhưng bây giờ còn không có nhân tiền hiển thánh dấu hiệu, không biết hắn bây giờ còn đang âm thầm bế quan, chủ bị lấy độ kiếp đâu. Vẫn là đã ở vào độ kiếp trạng thái. Tống Thư Hàng, ngón tay cái biểu lộ trước chuẩn bị sẵn sàng, không sai. Ấn xong cái tin tức này về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng hồ hồ, hắn khe khẽ lắc đầu. Là tại công đức mạng lưới bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, tinh thần lực không chịu nổi. Không đúng, lần trước hắn tại công đức mạng lưới bên trong cùng cật qua tiền bối cùng một chỗ lúc, dạo chơi một thời gian dài hơn a. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía tiên tử, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ta hiện tại trạng thái, có phải hay không có vấn đề. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra Tống Thư Hàng thanh âm, đây là cái gì rượu. Uống giống nước có ga đồng dạng, mùi vị không tệ. Ngay cả ta loại này không quá biết uống rượu người, đều ưa thích mùi vị kia. Cảm giác không có gì mùi rượu, lại đến một chén. Ha ha, ta cảm giác ta còn có thể tiếp tục uống. Uống, Côn Na nữ sĩ nói đúng, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, rượu ngon trước mắt, hôm nay chúng ta muốn uống thống khoái. Tiểu Âm Trúc không muốn uống, người còn nhỏ. Tiểu Âm Trúc phần, tất cả đều để ta tới thay. Tống Thư Hàng. Trong hiện thực ta, uống nhiều quá. Lão tộc trưởng xuất ra chính là rượu gì, liền hắn lục phẩm cấp thể chất cũng gánh không được. Mà lại nghe công đức xà mỹ nhân thuật lại nội dung đến xem, rượu này uống cùng nước có ga đồng dạng, hương vị rất không tệ. Không được, trong hiện thực uống say thân thể, ảnh hưởng đến công đức mạng lưới bên trong thần thức. Trước tiên lui ra đi, Tống Thư Hàng thở dài, chuẩn bị cùng Vũ Nhu Tử tạm biệt. Đúng rồi. Tống tiền bối, ta vừa nhìn thấy ngươi tại quần thảo luận, ngươi đã 8 kim đan rồi. Muốn tấn cấp sao? Lúc này, Vũ Nhu Tử phát tới hỏi thăm. Tống Thư Hàng hồi phục, hừm, gần nhất có thể sẽ tấn cấp. Bất quá, ta bản mệnh kình đan trên vẫn là trống rỗng, chân chính tấn thăng lục phẩm hẳn là còn có đoạn thời gian. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử, ngươi có muốn hay không thêm ta hảo hữu? Tại cồn dưới sự kích thích, Tống Thư Hàng tư duy biến càng thêm hoạt bát. Tư duy hoạt bát, liền dễ dàng nhảy vọt. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử nghi hoặc hồi phục, ta không phải tăng thêm tiền bối hảo hữu sao? Một loại phương thức khác hảo hữu, kỳ thật cũng không biết ngươi có thể hay không thêm thành công, ngươi không có công đức mạng lưới, bất quá. Có thể thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Nói, hắn đem bản thân mã QA Kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra, vỗ trương chiếu, cũng đem hình ảnh truyền cho Vũ Nhu Tử. Không biết loại phương thức này có thể thành công hay không, thử trước một chút. Vũ Nhu Tử, thử dùng tinh thần lực bao trùm chương này mã QA thử một chút, có cái gì phản ứng? Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Được rồi, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói. Nàng án lấy Tống Thư Hàng phân phó, thử một lần. Một lát sau. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tống tiền bối. Nàng trả lời, Tống tiền bối,
cái này mã QR bên trong là không phải có gì vui đồ vật. Đáng tiếc, Tống Thư Hằng nói. Xem ra, dùng ảnh chụp phương thức đem mã QR gửi đi ra ngoài, không có tác dụng. Không có thêm hảo hữu tuyển hạng, cũng không có nhắc nhở thăng cấp tuyển hạng, không dùng được. Là có chút ý tứ đồ vật, bất quá xem ra phải chờ chúng ta gặp mặt về sau, thử lại thử một lần. Đến lúc đó ta đưa cái ma lực xung chỉ cơ cho các ngươi, lại để cho các ngươi đều thử quét một chút mã QR. Không được, tình trạng của ta có chút nhịn không được, ta phải trước hạ tuyến. Lần sau gặp, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hằng gửi đi nói. Trong đầu của hắn có cái to gan ý nghĩ rời đi Hắc Long thế giới trước, hắn muốn đi thần điện mua một nhóm ma lực xung chỉ cơ mang về hiện thế, sau đó lại làm thí nghiệm. Vậy bọn ta tống tiền bối lễ vật, Vũ Nhu Tử cười nói. Hừm, gặp lại sau, Tống Thư Hằng phát cái phất tay biểu lộ. Tiếp đó, hắn lại mở ra Tô Thị A thập lục khung chít chát, Bạch Long tỷ tỷ, gặp lại. Tô Thị A thập lục tài khoản hồi phục, đã nói với ngươi, ta đang chơi trò chơi A. Chính là bởi vì biết Bạch Long tỷ tỷ đang chơi trò chơi, sở dĩ ta nhịn không được nhắc nhở ngươi, chơi game muốn thích hợp, không thể trầm mê ở trong trò chơi. Tống, tìm đường chết chi hồn không dừng được, Thư Hằng. Kéo đen A, Tô Thị A thập lục tài khoản trả lời. Ta hạ tuyến đúng, cuối cùng cho ngươi phát cái mã QR. Tống Thư Hằng nói. Hạ tuyến trước, hắn lại đem gửi đi cho Vũ Nhu Tử mã QR, một lần nữa phát một lần cho Tô Thị A thập lục. Cuối cùng, tại Tống Thư Hằng chuẩn bị rời khỏi công đức mạng lưới thời điểm, phát hiện có người phát đầu nói chuyện riêng tin tức cho hắn. Thư Hằng, người có phải hay không lại phải độ kiếp rồi? Trăng sáng bao lâu có? Trăng sáng bao lâu có? Là vị nào tiền bối? Đúng, nghĩ tới, là mang thai cư sĩ. Hẳn là cái này đạo hiệu, nhưng phía trước hai chữ có chút không xác định. Bất quá, không quan hệ. Lúc này, chỉ cần cơ trí một điểm, chỉ xưng hô tiền bối vì cư sĩ liền tốt. Quả nhân thần đặc biệt cơ trí. Đúng vậy, khả năng qua không được bao lâu liền muốn độ kiếp rồi, nhưng không nhất định. Mang thai tiền bối, có chuyện gì không? Ta hiện tại muốn hạ tuyến, đã đến giờ, không chịu nổi. Có việc có thể cho ta lưu ngôn, ta ngày mai thượng tuyến liền có thể nhìn thấy. Tống Thư Hằng trả lời. Đưa vào hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng liền nhìn không được, hắn cũng không có tới kịp kiểm tra bản thân đưa vào câu, ý thức bị cưỡng chế từ công đức mạng lưới bên trong lui ra ngoài. Đối diện, cư sĩ nắm điện thoại di động của mình, khung chat bên trong có một câu còn không có thâu xong lời nói, 5 tấn 6 thiên kiếp. Nếu như ngươi không có độ kiếp bảo địa, ta cái này có một chỗ nơi tốt cho ngươi mượn độ kiếp, ta bảo địa, là một chỗ phúc địa, còn nhằm vào hiện đại hóa thiên kiếp làm bố trí. Đến lúc đó, cư sĩ yên lặng nhìn mang thai tiền bối bốn chữ. Sau đó, cư sĩ yên lặng đè lại backspace, đem bản thân vừa đưa vào lời nói cho xóa. Rượu thật là một cái đồ tốt, uống nhiều quá về sau, liền có thể làm thoải mái hơn, chết càng vui vẻ hơn tên gọi tắt tác sảng tử khoái. Khi Tống Thư Hằng chủ ý thức trở về hiện thế thời điểm, phát hiện yến hội hiện trường, đã uống điên rồi. Vốn chỉ là lão tộc trưởng cùng long huyết tộc mấy vị nhân vật trọng yếu, bồi Tống Thư Hằng cùng cô na nữ si ăn cơm. Nhưng không biết lúc nào, phổ thông một bữa cơm, biến thành sung sướng tiệc rượu. Đủ loại đồ ăn bị không ngừng đưa lên, tham gia yến hội nhân viên càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa long huyết bộ lạc thành viên đều xen lẫn vào trong yến hội, đây là long huyết bộ lạc thói quen. Lão tộc trưởng sớm đã bị uống gục. Hắn tự xưng ngàn chén không say, uống đến hưng khởi, liền đem long huyết bộ lạc chân tàng rượu ngon đều rời đi ra. Uống vào, về sau, cô na nữ sĩ cũng uống hưng phấn lên. Nàng từ của mình không gian ma pháp đạo cụ bên trong, lấy ra mấy đàn dị hương xông vào mũi rượu ngon tới. Rượu này, hương mê người. Lão tộc trưởng vẻn vẹn uống một chén, liền nằm. Cái khác long huyết phân bộ lạc thành viên cũng đều không sai biệt lắm, không ai có thể chống nổi ba chén. Tống Thư Hằng bên người tiểu âm trúc, cũng uống không ít, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt mê ly. Tạo hóa tiên tử tựa hồ cũng nằm sấp bất động, nàng cũng uống nhiều. Nàng có thể uống rượu, lấy nàng cảnh giới, cũng sẽ bị uống gục. Tống Thư Hằng trong lòng có chút nghi hoặc. Thời gian dần trôi qua. Tiệc rượu hiện trường, hiện tại chỉ còn lại có Tống Thư Hằng cùng cô na nữ sĩ còn không triệt để nằm xuống. Cô na nữ sĩ lấy ra rượu này, hiệu quả,
không thể so với thực tiên yến trên biệt tuyết thiên cơ tiên nhưỡng kém. Liên Tống Thư hàng lục phẩm tu sĩ thể chất cũng gánh không được tử kinh. Mà lại, trong rượu ẩn chứa khổng lồ, tinh khiết năng lượng, không kém gì thiên tài địa bảo. Thậm chí uống hết về sau, cảm giác sâu trong thân thể phảng phất có ẩn tàng lực lượng, bị khai phát đi ra. Khó trách liền Tiểu Âm Trúc cũng không nhịn được, uống không ít. Rượu này là bảo bối. Hướng về phía rượu này, uống lại say cũng đáng, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Còn có hay không đồ ăn, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Côn Na nữ sĩ cười lên ha hả, nàng lại say. Con mắt của nàng xích hồng như ngọc, lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hàng ý thức có chút mê ly lên, hắn nhớ tới lúc trước xem xét Côn Na nữ sĩ lúc một câu. Rượu là một cái thứ tốt, hắn có thể mở ra tiềm lực của một người. Câu này xem xét, chỉ hẳn là chính là Côn Na nữ sĩ trong tay loại rượu này. Vẫn là ẩn giấu đi ý tứ gì khác. Thư Hàng tiên sinh, không thức ăn, Côn Na tiên tử nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, ý thức càng phát ra mơ hồ. Không đồ ăn, chúng ta liền bản thân tới. Tống Thư Hàng há miệng nhẹ nhàng thổ tức, từng đóa trắng noãn hoa sen rơi xuống, tản ra dị hương. Cuối cùng, Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết đến tột cùng uống bao nhiêu. Mơ mơ màng màng ở giữa, nhìn về phía Côn Na nữ sĩ. Côn Na trong tay nắm lấy một đóa hoa sen, bóc lấy hoa lá. Lúc này, cặp mắt của nàng, không còn là xích hồng sắc, mà là xích kim chi sắc dựng đồng tử. Cảm tạ máu đào thu đao trở thành tu trò chuyện thứ 110 minh lại có tân minh chủ yếu ớt hỏi thăm vấn đề, nãi kỵ mỗi ngày 3 canh, bao nhiêu ngày mới có thể trả xong minh chủ tăng thêm. Đợi đã, con mắt này không đúng. Tống Thư Hàng mặc dù sai tương đối lợi hại, tư duy đã sinh động đến bản thân cũng khống chế không nổi trình độ. Nhưng hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, Côn Na nữ sĩ con mắt, là rất phổ thông nhân loại con mắt bộ dáng. Trước đó uống nhiều quá về sau. Cũng chỉ là tinh thần lực ngoại phóng, dẫn đến con mắt biến thành xích hồng nhan sắc. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, trực tiếp biến thành kim sắc dựng đồng tử, gen cũng thay đổi được không? Côn Na nữ sĩ giống như hắn, có thể tùy thời móc con mắt đổi chơi. Nàng lại không có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử. Vẫn là nói cái kia tới. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu, không tốt, tạm ngừng. Hắn cảm giác mình hẳn là ở nơi nào nhìn qua cái này kim sắc dựng đồng tử hình thức Côn Na tiên tử, nhưng đột nhiên tạm ngừng. Trong lúc đang suy tư, hắn nghe được bên cạnh có một trận nhấm nuốt thanh âm. Tựa như là tằm ăn lá dâu lúc cái chủng loại kia sàn sạt tiếng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Sau đó liền thấy tạo hóa tiên tử nửa ghé vào trên mặt bàn, một tay nắm vuốt bạch liên, đang ngụm nhỏ ăn chính hương, giống như là đang ăn trộm. Nhìn tiếp xúc đến Tống Thư Hàng ánh mắt lúc, nàng nháy nháy mắt, lộ ra một cái ôn hòa hào phóng nho ra thức mỉm cười. Tạo hóa tiên tử quả nhiên từ đầu tới đuôi đều không say, nàng chỉ là đang giả vờ say diễn kịch. Sàn sạt Tống Thư Hàng lại nghe được sau lưng cũng truyền tới đồng dạng thanh âm, hắn nhất chuyển quá mức, liền nhìn thấy công đức xà mỹ nhân nắm vuốt một đóa bạch liên, giống ăn kẹo đường đồng dạng cái miệng nhỏ gặm ăn lấy. Tống Thư Hàng. Tốt a. Hai vị tiên tử vui vẻ là được rồi. Hắn lại nhìn phía kim sắc dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ thận trọng đem tất cả hoa sen lá cây lột bỏ đến, sau đó đưa chúng nó tập hợp, ghép thành bánh hình, một thanh toàn bộ ăn. Sau đó, Côn Na nữ sĩ ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Con người màu vàng óng lập lòe tỏa sáng, tựa như là chằm chằm vào đồ ăn ngon. Tống Thư Hàng thật nhanh thôi động bản thân thiệt sán liên hoa năng lực thiên phú, một đóa lại một đóa hoa sen thật nhanh ngưng tụ ra, rơi vào trên bàn cơm. Côn Na nữ sĩ đứng dậy, cũng không thấy nàng có động tác gì, thân hình của nàng đã xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Sau đó, nàng đối Tống Thư Hàng vươn tay ra, mở ra lòng bàn tay. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nhìn nàng một chút. Nàng đây là muốn cái gì đồ vật? Tống Thư Hàng thử thăm dò đem ma lực xung chỉ cơ lấy ra, đặt ở Côn Na nữ sĩ trong tay. Côn Na nữ sĩ ngẩn người, nàng giơ ma lực xung chỉ cơ, sau đó duỗi ra ngón tay ở phía trên một điểm, có một đạo phức tạp phù văn dung nhập vào Tống Thư Hàng ma lực xung chỉ cơ bên trong. Sau đó, nàng đem ma lực xung chỉ cơ trả lại Tống Thư Hàng, tiếp tục mở ra bàn tay. Không phải ma lực xung chỉ cơ,
cái kia nàng muốn cái gì? Tống Thư Hàng vận chuyển công pháp, cố gắng để cho mình đầu óc biến thanh tỉnh một chút nhỏ. Nghĩ nửa ngày về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn mở ra bản thân vòng tay không gian, từ đó lấy ra một cái hạt giống. Đây là hắn lúc ấy cho vị kia tà linh nữ tử tới một phát mang thai ngưng thị phôi thai ngưng thị về sau, lấy được hạt giống. Giám định thuật kết quả phản hồi, hạt giống này bên trong có một sợi cổ u hỗn độn ý chí. Bên trong hạt giống, chính là lúc trước cái kia tà linh nữ tử phiên bản thu nhỏ, Tống Thư Hàng từng tại nghĩ đến, nếu như đưa nó trồng xuống, mùa thu có thể hay không thu hoạch thật nhiều cái tà linh nữ tử tới. Mắt vàng côn na nữ sĩ thu qua cái này hạt giống về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng thận trọng đem hạt giống này cất kỹ, sau đó, nàng đưa tay dùng sức nhấc lên, đem Tống Thư Hàng quần áo nhấc lên. Tống Thư Hàng hiện tại mặc chính là phổ thông quần áo, cũng không phải là pháp bào. Côn na nữ sĩ cái này nhấc lên, quần áo toàn bộ đều bạo áo. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, kim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ ngồi xổm xuống, nàng đưa tay lấy ra một bình rượu ngon, dùng sức tưới vào Tống Thư Hàng bên hông vết thương. Xì 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 rượu cùng vết thương tiếp xúc lúc, phát ra nước lạnh tưới vào xôi chảo dầu trên thanh âm, lúc thì trắng xương mù bốc lên thương này khẩu, là bị cửu u hỗn độn ý chí đâm vết thương, không cách nào khép lại, bao giờ cũng đều đang cấp Tống Thư Hàng chế tạo thống khổ. Bây giờ bị côn na nữ sĩ rượu một tưới, Tống Thư Hàng kém chút trực tiếp đau nhức ngất đi. Nhưng sau một khắc, theo côn na nữ sĩ trong miệng chú văn, cái này không cách nào khép lại vết thương, chậm rãi khép lại. Thống khổ rút đi. Ta eo khôi phục. Sau đó, côn na nữ sĩ lại dùng phương pháp giống nhau, đem Tống Thư Hàng phía sau vết thương chữa trị. Vết thương khôi phục, Tống Thư Hàng ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Trước đó Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng đã nói, vết thương này bên trong ẩn chứa cường đại pháp tắc, chỉ có cùng cấp bậc tồn tại mới có biện pháp vì Tống Thư Hàng chữa trị. Tống Thư Hàng một mực đang chờ hai vị bạch tiền bối từ cổ u bên trong trở về, nhìn xem hai vị bạch tiền bối có biện pháp nào không chữa trị miệng vết thương của hắn. Như thế suy đoán lời nói. Cùng cổ u hỗn độn ý chí tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Long lạc, hoặc là nói, hắc long thế giới ý chí. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt mắt vàng côn na nữ sĩ, hạ giọng nói. Lúc trước xem xét côn na nữ sĩ phản hồi tới được tin tức, liền rất cổ quái. Trong đó mơ hồ nhắc nhở qua, say rượu trạng thái côn na nữ sĩ tựa hồ sẽ có biến hóa. Hiện tại xem ra, sau khi say rượu côn na nữ sĩ, rất có thể sẽ dẫn dắt long lạc hoặc là hắc long thế giới ý chí, giáng lâm ở trên người nàng. Như vậy, cái này kim sắc dựng đồng tử, là long đồng tử. Không, là ta, béo cầu, côn na nữ sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, lập tức bị hù hắn đều tỉnh rượu. Tống Thư Hàng đột nhiên ngồi dậy, men say tiêu tán không còn một mảnh, hắn cảnh giác nhìn qua côn na nữ sĩ, đưa tay đem tiểu âm trúc ôm lấy, kẹp ở bên hông. Xích Tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng quát khẽ, nhưng Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nhưng không ở tại chỗ, không biết chạy đi đâu rồi. Đối diện, côn na nữ sĩ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng con ngươi màu vàng óng bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng, ta không muốn tổn thương ngươi, chúng ta là đồng minh quan hệ. Tống Thư Hàng, côn na nữ sĩ thân hình lắc lư, lại một lần trống rỗng xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người, nàng vươn tay ra, đặt ở Tống Thư Hàng trên tay, ta cũng đưa ngươi một vật. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, phát hiện một cái hình giọt nước ấn ký. Béo cầu đại lão co lại hình. Tựa như là lúc trước, tại cái kia mai hạt giống bên trong rút lại hình béo cầu đại lão hình thái đồng dạng. Phần lễ vật này, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Côn na nữ sĩ nói khẽ. Tống Thư Hàng tiếp tục cúi đầu, nhìn qua trên lòng bàn tay cái này béo cầu đại lão đồ án. Đây là bây giờ trong lòng của hắn xếp hàng thứ nhất, không muốn nhất gặp gỡ đại lão. Côn na nữ sĩ thân hình chuyển di, trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng một lần nữa nắm vuốt hoa sen, tinh tế nếm. Nếm hai cái về sau, trong mắt nàng kim sắc rút đi, một lần nữa hóa thành xích hồng chi sắc, dựng đồng tử cũng khôi phục vì nhân loại bình thường đồng tử. A Tống lúc này, bị Tống Thư Hàng kẹp ở bên hông Lý Âm Trúc ngẩng đầu lên, ta muốn tấn cấp, ta muốn trở thành ngũ phẩm linh hoàng, ta muốn cùng. Ba ba đồng dạng, trở thành kim đan tu sĩ. Nàng hai gò má hồng nhuận phơn phớt,
lúc nói chuyện trong miệng mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, sẽ, tiểu âm trúc sẽ thành công tấn thăng ngũ phẩm, ta cam đoan. Lý âm trúc đọc lấy ba ba, chỉ là, Lý Thiên Tố đạo trưởng. Không chỉ là kim đan, tương lai ngươi sẽ còn tấn thăng chân quân, tôn giả, thậm chí là huyền thánh cùng kiếp tiên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Lý Thiên Tố đạo trưởng sinh trước khát vọng chữa trị Lý âm trúc lạnh chứng, bây giờ, nàng lạnh chứng đã tìm được chữa trị chi pháp. Lý Thiên Tố đạo trưởng tâm nguyện, xem như hoàn thành. Nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Ngũ phẩm chỉ là mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, Lý âm trúc đại đạo còn rộng lớn vô cùng. Lý âm trúc nhẹ nhàng lên tiếng, tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, ngủ thiếp đi. Tấn thăng ngũ phẩm, ngưng tụ thất long văn phía trên kim đan, trở thành Lý âm trúc ngủ mất trước sau cùng suy nghĩ. Tống Thư Hàng ôm Lý âm trúc, tìm một chỗ ngồi xuống. Chênh choáng lần nữa phun lên, hắn nhìn qua trên lòng bàn tay béo cầu đại lão ấn ký, ngẩn người ra. Một bên khác, Hắc Long thế giới tầng khí quyển bên ngoài. Chuột hamster tà ma ngự kiếm phi hành. Tại tiền phương của nó, là một đầu hình thể to lớn tà thú. Bí kiếm thiên ngoại phi ma, chuột hamster tà ma xoái khí xuất kiếm. Nho nhỏ cây tăm trong kiếm, chém ra là có tính chất hủy diệt kiếm ý, trong đó càng mang theo lấy thượng vị cửu u tà ma uy áp. Thân là cửu u chúa tể yêu sủng, chuột hamster tà ma tại cửu u thế giới địa vị đẳng cấp khá cao. Uy thế như vậy, tại đối phó những thứ này tà thú lúc, lại nhưng cũng có ngoài định mức hiệu quả. Một kiếm chém xuống, tà thú bị cắt chém vì mảnh vỡ, tiêu tán ra. Rơi xuống một cái hắc long linh thạch. Chuột hamster tà ma bắt lấy khối này hắc long linh thạch, đưa tay một nắm, đưa nó chuyển hóa làm ma lực lưu lượng. Ta chủ làm sao còn không trở về, chuột hamster tà ma lẩm bẩm nói. Luôn cảm giác, cảnh giới của mình có chút đè nén không được. Thể nội cửu u tà năng phảng phất tùy thời muốn bộc phát, đưa nó đẩy lên ngũ phẩm cảnh giới. Nhẫn nại nữa một chút thời gian. Chuột hamster tà ma nói khẽ. Kế sách hiện thời, chỉ có đem bộc phát xúc động chuyển hóa làm chiến đấu dục vọng, tiếp tục tàn sát những thứ này tà ma, thuận tiện tích lũy điểm ma lực lưu lượng tốt trả bá Tống Hào nợ. Hiện thế, cật qua thánh quân thân thể, từ công đức mạng lưới bên trong rời khỏi, hắn hóa thành nhân loại hình thái, cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn bắt đầu đeo lên từng kiện pháp khí, phù bảo, trận pháp bàn, đan dược. Linh thạch, công đức lô. Không sai biệt lắm, những vật này, đã sớm chuẩn bị mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn có dùng tới thời điểm. Cật qua thánh quân mỉm cười nói. Trước kia hắn, kẹt tại bát phẩm cảnh giới không cách nào tấn cấp. Nhưng lại một mực đang chủ bị tấn thăng cửu phẩm lúc khả năng dùng tới pháp khí, phù bảo, độ kiếp trận pháp bàn loại hình đồ vật. Hiện tại, cuối cùng đã tới sử dụng bọn chúng thời điểm. Sau đó, tới đi, thiên kiếp. Cật qua thánh quân bắt đầu vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật, dẫn bên dưới thiên kiếp. 7 tấn 8 lúc, tu sĩ sẽ bị chuyển rời đến độ kiếp không gian bên trong, bởi vì thiên kiếp uy lực quá lớn, đối hiện thế sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. 8 tấn 9 lúc, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Oanh! Trong hư không, có kiếp vân hiển hiện. Nhưng không có kiếp lôi rơi xuống, mà là tạo ra một cái không gian, trực tiếp đem cật qua thánh quân cuốn vào trong đó. 8 tấn 9 kiếp thiên kiếp, mở ra. Tại cật qua thánh quân tiến vào thiên kiếp không gian tức thì, hiện thế bên trong có mấy vị đại lão cấp nhân vật, lòng có cảm giác. Có đạo hữu muốn tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên. Vậy mà lại ở thời điểm này tấn thăng cửu phẩm, cái này thời cơ cũng không quá diệu a. Đương kim thiên thay đổi sắp đến, sắp biến thiên. Trường sinh giả cùng kiếp tiên tất cả đều tị thế không ra, lúc này lựa chọn tấn thăng cửu phẩm, không vừa vặn hướng họng súng đụng lên sao. Là vị nào huyền thánh muốn tấn thăng cửu phẩm rồi? Năm nay thật sự là giới tu luyện thịnh niên, ngàn năm khó gặp một lần. Mấy tháng trước bên trong, một tôn tiếp một tôn tân huyền thánh sinh ra, chư thiên vạn giới giảng pháp. Hiện tại lại có huyền thánh bước ra một bước cuối cùng, trùng kích kiếp tiên cảnh giới. Có lẽ, tại năm nay đại thế cùng số mệnh bên dưới, vị đạo hữu này thật có cơ hội tấn cấp thành công. Lại là cái nào tu luyện hệ huyền thánh tấn cấp đâu? Hiện thế bên trong, mấy vị đại lão ý niệm chợt lóe lên. Sau đó, bọn hắn bắt đầu chú ý cật qua thánh quân độ kiếp chỗ.
mong mỏi trước tiên thu đến độ kiếp kết quả. Thiên kiếp không gian bên trong. Cật qua thánh quân thân ảnh xuất hiện. Hắn trước ngẩng đầu chung quanh, dò xét bản thân lần này thiên kiếp không gian sân bãi. Đây chính là hắn chờ mong đã lâu 8 tấn 9 thiên kiếp, tuyệt không cho phép thất bại. Sở dĩ, tại độ kiếp trước hắn muốn làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Độ kiếp sân bãi khác biệt, sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ phát huy, bản thân khi độ kiếp, có thể hay không từ đó chiếm được địa lợi rất trọng yếu, không thể bỏ qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, cật qua thánh quân phát hiện mình thân ở một khỏa hành tinh hoang vu bên trên, bất quá bốn phía linh lực dồi dào đến cực điểm. Đứng ở đây, hắn liền cảm giác mình giống như là tắm rửa tại linh mạch sông lớn bên trong, toàn thân trên dưới không nói ra được thư sướng. Nếu như nơi này không phải độ kiếp không gian, đây tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Đỉnh đầu chỗ, kiếp vân ngưng tụ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi quang, hỏa diễm tại kiếp vân trong du tẩu, phảng phất là tận thế. Ngay sau đó, 8 tấn 9 thiên kiếp đệ nhất kiếp giáng lâm. Tới đi, cật qua thánh quân cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Chờ đợi ngàn vạn năm, chờ chính là một ngày này. Đi qua, hắn vô số lần trong mộng, đều mơ tới bản thân trùng kích 8 tấn 9 thiên kiếp một màn. Có lẽ có người tu luyện sẽ sợ thiên kiếp, nhưng cật qua thánh quân lại khát vọng cái này 8 tấn 9 thiên kiếp. Một đạo lôi quang hạ xuống, đây là thiên kiếp ân cần thăm hỏi cùng nhắc nhở, uy lực cũng không mạnh. Cho dù là vừa tấn thăng bát phẩm tu sĩ đều có thể đón lấy. Trước mắt mà nói, còn chưa từng nghe qua có vị nào độ kiếp tu sĩ, sẽ chết tại đợt thứ nhất nhắc nhở thức dưới thiên kiếp. Kiếp lôi rơi vào cật qua thánh quân trên người hắn có một mặt long lân đại thuẫn hiển hiện, tùy tiện đỡ được thiên kiếp. Bát phẩm đỉnh phong cấp bậc long lân đại thuẫn, dùng chung 188 mai long lân luyện chế mà thành, phòng ngự kinh người. Giống như thế sâu long lân đại thuẫn. Cật qua thánh quân trên người còn có 11 mặt. Cái này long lân đại thuẫn, nhưng thật ra là cật qua thánh quân trước kia nhàn rỗi nhàm chán lúc, dùng trên người mình lân phiến luyện chế mà thành. Mặc dù là phì kình bộ dáng, nhưng nó trên người có long loại huyết thống, có long chảo, có long lân. Thần thú hệ huyền thánh, ở phương diện này thật sự đặc biệt chiếm tiện nghi. Tại nhân loại huyền thánh vì luyện chế một kiện bát phẩm pháp khí tìm khắp nơi tài liệu thời điểm. Thần thú hệ huyền thánh chỉ cần tùy tiện trên người mình lột ít đồ xuống tới, liền có thể luyện chế ra từng kiện cùng tự thân cực độ phù hợp pháp khí. Lân phiến A, lợi chảo A, sừng thú A, lông tóc A, đều là luyện khí đồ tốt. Thậm chí có chút năng lực tái sinh đặc biệt mạnh, móc con người xuống tới luyện khí cũng không phải vấn đề. Ngăn lại đạo thiên kiếp thứ nhất về sau, cật qua thánh quân toàn bộ cá voi đều sôi trào lên. Thiên lôi đánh vào long lân đại thuẫn trên cảm giác. Truyền lại đến trên người hắn. Lần này, không phải là mộng. Ta là thật tại độ 8 tấn 9 thiên kiếp. Lúc này, thật nghĩ cùng người chia sẻ ta vui vẻ. Cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, trong đầu hắn nhớ tới hai người. Một cái là cùng hắn phi thường hữu duyên nguyên Tây Phương Thánh kỵ sĩ hệ người tu luyện bí đao. Một cái khác, thì là Tống Thư Hàng. Lúc đầu, Tống Thư Hàng cùng hắn quan hệ trong đó cũng rất phổ thông. Nhiều nhất là Tống Thư Hàng nếm qua nhục thể của hắn. Về sau, bởi vì công đức mạng lưới nguyên nhân, hắn cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó tăng lên không ít. Phần này vui sướng, chờ ta tấn thăng cửu phẩm về sau, lại cùng bọn hắn chia sẻ đi. Cật qua thánh quân mỉm cười nói. Thiên kiếp, sắp chính thức bắt đầu. Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc trong nhà ăn. Tống Thư Hàng ôm Lý Âm Trúc, chính choáng lần nữa dâng lên. Bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Công đức xà mỹ nhân nâng thân thể của hắn, đem hắn đặt ngang đến một chương trên ghế dài, lại đem Lý Âm Trúc phóng tới bên cạnh hắn. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng híp mắt nói. Tiên tử mỉm cười, lần này nàng không có phát ra loạn thất bát tao lời kịch Tống Thư Hàng đều say thành dạng này, loại tình huống này, đoạt lời kịch, thẻ lời kịch một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Một bên khác, Côn Na nữ sĩ đã trở về hình dáng ban đầu. Nàng đông một tiếng, ghé vào trên mặt bàn, đã ngủ say. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, sau đó, nàng đưa tay đem trên mặt bàn tất cả bạch liên toàn bộ Phật đến trước mặt mình tất cả mọi người say, không có người sẽ lại cùng nàng tranh đoạt những thứ này hoa sen. Nửa ngủ nửa tỉnh thời khắc, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác đến,
bản thân phục sinh kim tệ CD làm lạnh kết thúc. Theo lý thuyết, phục sinh kim tệ CD còn có 2 ngày rưỡi tiếp cận 3 ngày thời gian. Hiện tại, phục sinh CD lại sớm khôi phục. Là trước kia cô na nữ sĩ nguyên nhân sao Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nghĩ đến hôm nay tiếp xúc người trong, cũng chỉ có mắt vàng hình thức cô na nữ sĩ, có thủ đoạn này. Nhưng bất kể như thế nào, phục sinh CD cuối cùng buộc, Tống. Trong lòng lại an tâm đi lên, Thư Hàng. Lại nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối đi nơi nào, làm sao còn chưa có trở lại. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nghĩ đến. Lại nói, từ vừa rồi cũng cảm giác trong bụng khá nóng. Là uống nhiều quá nguyên nhân sao? À, không đúng, là ta thứ 7 tiểu kim đan cùng thứ 6 tiểu kim đan lập lòe tỏa sáng. Vẽ lấy công đức mạng lưới cùng mã QA kim đan cấu đổ, hai khỏa lưu ly kim đan hình thành tổ hợp, lóe lên, hướng Tống Thư Hàng truyền lại một cái tin tức. Cật qua thánh quân ý đồ cùng ngươi chia sẻ hắn lúc này vui sướng, phải chăng tiếp thu? Có, hay không? Đều sai thành dạng này. Chia sẻ vui sướng cho ta cũng vô dụng thôi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có đi lựa chọn. Có cũng tốt, không cũng được, đều theo nó đi thôi. 20 giây sau. Thời gian dài không có lựa chọn, ngầm thừa nhận lựa chọn kết quả vì có, cật qua thánh quân vui sướng, đối với ngươi chia sẻ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc thân thể, hư không tiêu thất. Công đức xà mỹ nhân sững sờ. Thân thể nàng nhanh chóng hóa thành hạt, đồng dạng biến mất ở trong hư không. Tạo hóa tiên tử. Nàng lại bị một cái người vứt xuống à nha. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn, để Tống Thư Hàng không thể không mở to mắt. Ai vậy, thất đức như vậy, lúc này thả cái gì lôi. Còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ. Sau đó, hắn thấy được nơi xa, một chương kinh dị biểu lộ mặt ước chừng tại 500-600 mét bên ngoài. Nhân loại hình thái cật qua thánh quân, chính chừng to mắt, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Mặt khác, tại hắn khác một bên 20 mét bên ngoài, Tiểu Âm Trúc co lại thành một đoàn, đang ngủ say. Tống Thư Hàng đầu óc lập tức còn không quay lại. Trên bầu trời, có hai đạo thiên lôi rơi xuống, hướng về chỗ hắn ở bổ xuống dưới. Cái này lôi kiếp có được bát phẩm cấp bậc uy lực, là đến từ thiên kiếp ân cần thăm hỏi cùng nhắc nhở. Kiếp lôi uy lực, so đánh vào cật qua thánh quân trên người cái kia đạo cường lực hơn một điểm, thiên kiếp cường hóa. Độ kiếp không gian bên trong, nhiều hai cái đang đứng ở độ kiếp biên giới nhân vật, Tống Thư Hàng cùng Tiểu Âm Trúc. Thiên lôi. Lập tức, Tống Thư Hàng bị hù lại tỉnh rượu. Hắn đối thiên kiếp đại lão quá quen thuộc, bình quân mỗi tháng đều gặp một lần, thân thể đều đối thiên kiếp đại lão sinh ra bản năng phản ứng. Hai đạo kiếp lôi. Một đạo tập trung vào Tống Thư Hàng, một đạo khác tập trung vào Lý Âm Trúc. Bát phẩm cấp kiếp lôi, Lý Âm Trúc nếu như bị lao tới, liền hẳn phải chết không toàn thây. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, Tống Thư Hàng hét lớn. Đồng thời, hắn lấy trong cuộc đời tốc độ nhanh nhất, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tế lên, ném ra ngoài, một cổ não toàn bộ ném tới Lý Âm Trúc trước người. 600 mét bên ngoài cật qua thánh quân, đồng dạng ném đến hai mặt tấm chắn. Cơ hồ trong cùng một lúc, công đức xà mỹ nhân hóa thành hạt ánh sáng, một lần nữa ngưng tụ. Ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, nàng liền tiếp thu được đến từ Tống Thư Hàng cưỡng chế chỉ lệnh. Thân thể của nàng lẻn đến Lý Âm Trúc bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực, thủ hộ. Ầm ầm, thiên lôi rơi đập. Lý Âm Trúc cau mày, trở mình. Đến từ thiên kiếp ân cần thăm hỏi, toàn bộ bị tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng công đức xà mỹ nhân ngăn lại. Lý Âm Trúc hảo phát vô thương. Một bên khác Tống Thư Hàng, bị thiên lôi bổ vừa vặn. Cật qua tiền bối đại thuẫn cách hắn chỉ kém 5 mét không đến cự ly, nhưng cái này 5 mét lại thành lạch trời, không cách nào trợ hắn ngăn lại thiên kiếp. Đao ý khôi giáp tự động hiển hiện hộ chủ, 8 nhân trong kim đan linh lực cùng nhau bộc phát hình thành hộ thể linh lực, linh quỷ tiên tử đồng dạng đưa nàng tồn trữ linh lực toàn bộ phóng thích, ngưng tụ làm một mặt màu xanh lam hộ thuẫn. 33 con viễn cổ thánh viên tay nâng nho ra thánh điển, một mặt nghiêm túc. Biến dị cương thủ hóa thành màu đen kịt, đem Tống Thư Hàng toàn thân độ lên tầng một màu đen kịt. Đây là đạo thiên kiếp thứ nhất, là hỏi đợi nhắc nhở loại hình, có lẽ ta có thể chống đỡ qua. Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, thiên lôi rơi ở trên người hắn. Ước tương đương bát phẩm trung đẳng uy lực kiếp lôi, nổ tung lên.
Cái này nhất lôi uy lực, chẳng khác gì là một cái thiên kiếp đạn hạt nhân trực tiếp ở bên người dẫn bạo. Hộ thể đao ý dây, màu xanh lam hộ thuẫn, hộ thể linh lực, dịch thể công pháp đều có được lục phẩm cấp phòng ngự, nhưng lục phẩm cùng bát phẩm trung đẳng chênh lệch quá xa. Tống Thư Hàng mắt tối sầm lại, ầm vang ngã xuống đất. Quá vội vàng. Tống, ăn thiệt thòi tại không có chút nào chuẩn bị. Thư Hàng. Sau một khắc, ý thức của hắn trong biển, có một cái kim tệ xoay chậm chậm, không nhanh không chậm. Phục sinh kim tệ bị kích hoạt. Tống Thư Hàng. Nhật ngươi, ta phục sinh CD vừa mới kết thúc a, hỗn đản. Cùng một thời gian, hiện thế trung quan chú lấy thiên kiếp tình huống mấy vị đại lão, trong lòng hơi động. Xong, nguội. Quá nhanh đi, tính toán thời gian, hẳn là thiên kiếp đợt thứ nhất ân cần thăm hỏi thức công kích a. Vị đạo hữu này, liền hỏi đợi cùng nhắc nhở thức đợt thứ nhất thiên kiếp, đều không vượt qua đi. Đó là cái gì cho hắn lòng tin, đi độ kiếp tiên thiên kiếp tới. Mấy vị này đại lão nội tâm lão phức tạp. Trước một khắc, trong lòng bọn họ còn cảm giác năm nay là tu sĩ giới thịnh thế, huyền thánh một tôn tiếp một tôn toát ra, lại có người trùng kích kiếp tiên cảnh giới, là khí vận hưng thịnh thịnh vượng một năm. Kết quả sau một khắc, vị này trùng kích kiếp tiên cảnh giới đạo hữu sẽ chết ở đợt thứ nhất nhắc nhở ân cần thăm hỏi thức dưới thiên kiếp. Vị này độ kiếp đạo hữu là đi ra khôi hài sao? Dùng sinh mệnh tại khôi hài. Hắn có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở đợt thứ nhất ân cần thăm hỏi thức dưới thiên kiếp đạo hữu, danh thủy thiên cổ. Nhưng một lát sau, mấy vị đại lão lại nhíu mày, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Cảm giác có chút không ổn, ấn lý tới nói, đợt thứ nhất thiên kiếp, liền xem như vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh, đều có thể kháng đi qua. Vị đạo hữu này, thực lực đã đạt tới tấn thăng cửu phẩm cảnh giới, liền xem như nằm bất động, cũng không có khả năng chết ở đợt thứ nhất dưới thiên kiếp. Trừ phi, là đương kim thiên trong bóng tối động tay chân. Đương kim thiên thay đổi sắp đến, có lẽ hôm nay vị đạo hữu này, thật sự đụng hỏng súng lên. Chuyện này, lập tức tuyên dương ra ngoài, để gần đây bên trong chuẩn bị độ kiếp đạo hữu gấp bội cẩn thận. Đặc biệt là 8 tấn 9 đạo hữu, tốt nhất lại hoãn một đoạn thời gian. Nghĩ biện pháp tra một chút hôm nay độ kiếp đạo hữu là ai. Mấy vị đại lão tâm niệm vừa động thời khắc. Từng đạo chỉ lệnh bị truyền đạt xuống dưới. Cật qua thánh quân tấn cấp địa phương, chính là chính hắn động phủ phụ cận. Mấy vị đại lão nếu là có tâm muốn tra, rất nhanh liền có thể tra ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa giờ thời gian cật qua thánh quân độ kiếp thất bại, chết bởi đạo thiên kiếp thứ nhất bên dưới, mời các vị 8 tấn 9 đạo hữu nghìn vạn lần cẩn thận tin tức, đem truyền khắp toàn bộ tu sĩ giới. Thậm chí là chư thiên vạn giới. Tống Thư Hàng tâm tắc nhìn qua cái viên kia không ngừng xoay tròn kim tệ, ta lại chết a. Hắn sâu kín thở dài. Cũng không biết muốn nói bản thân vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí quá kém. Phục sinh kim tệ CD vừa mới kết thúc được không, sau đó liền bị thiên kiếp cho dây bi kịch. Nhưng là, nếu như không phải vận khí tốt, cô na nữ sĩ giúp hắn sớm kết thúc phục sinh CD vậy hắn hiện tại đã nguội. Sở dĩ, từ hướng này đến xem. Vận khí của hắn lại tính không tệ. Còn nữa, thiên kiếp dưới, có 99% phía trên tỷ lệ, là hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Hắn lần này còn có thể tiến vào phục sinh trạng thái, đã là thắp nhang cầu nguyện, bạch tiền bối phù hộ. Cái khác đều không trọng yếu là ta còn chưa nguội thấu, ta còn có thể phục sinh. Tống Thư Hàng bản thân an ủi. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái viên kia kim tệ. Lại đến 7 ngày một lần cược nhân phẩm thời điểm. Chính diện 10 tháng, mặt trái 10 năm, đứng lên 10 phút đồng hồ liền phục sinh. 10 phút đồng hồ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng nội tâm vẫn tương đối chờ mong 10 tháng sau lại phục sinh. 10 phút đồng hồ thời gian quá ngắn, phục sinh sau khẳng định còn tại cật qua thánh quân 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong, một phục sinh lại được chết. Mà lại lần này, chết mất sau liền không có cơ hội lại sống lại. Lần này không ai lại vì hắn sớm CD phục sinh kim tệ. Không đúng, âm trúc còn tại thiên kiếp không gian đâu. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hắn nhất định phải nhanh lên phục sinh trở về. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng công đức xà mỹ nhân, chỉ có hắn có thể điều khiển. Hắn nhưng là hướng âm trúc cam đoan qua, nhất định sẽ làm cho nàng tấn thăng đến ngũ phẩm, thậm chí chân quân, tôn giả, huyền thánh một đường đến kiếp tiên. Bạch tiền bối.
chúc phúc ta đi. Tống Thư Hàng ý niệm nhấc lên kim tệ, cho ta đứng lên. Phục sinh kim tệ thật nhanh chuyển động. Sau đó, đốt một tiếng, hạ xuống tại đất. Mặt trái. Tống Thư Hàng sắc mặt lập tức tái nhợt. Mặt trái, 10 năm. Hôm nay hắn quả nhiên là bất hạnh. Xong, nguội. 10 năm sau, Tiểu Âm Trúc đều muốn mát thấu. Sớm biết ta hẳn là cho Tiểu Âm Trúc lưu một cái phục sinh kim tệ. Rõ ràng trên người mình nhiều như vậy phục sinh kim tệ, nên cho Tiểu Âm Trúc, Sở Sở, Tước Yêu Tiểu Thải cùng Hành Yêu đều thả một cái mới đúng. Đang lúc Tống Thư Hàng tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, hắn ma lực xung chỉ cơ xuất hiện ở cái này phục sinh kim tệ không gian bên trong. Tòng ma lực nạp tiền cơ bên trên, có một cái phủ văn có chút lóe lên. Sau một khắc, phục sinh kim tệ phát nổ ra. Phục sinh quá trình triển khai. Liền 10 phút đồng hồ thời gian đều không cần chờ đợi, Tống Thư Hàng tiến vào nguyên địa cấp tốc phục sinh trạng thái. Là Côn Na nữ sĩ lúc ấy tại điện thoại di động ta trên lưu ấn ký. Tống Thư Hàng tỉnh ngộ lại. Ấn ký này, chính là dùng để giảm bớt phục sinh kim tệ thời gian CD. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, hắn ý thức đã về tới độ kiếp không gian bên trong. Cật qua thánh quân thiên kiếp không gian. Toàn thân trần trùng trục Tống Thư Hàng, từ dưới đất bò dậy. Tại đỉnh đầu hắn chỗ, có một mặt long lân đại thuẫn lơ lửng. Tiểu Âm Trúc không có sao chứ. Tống Thư Hàng cấp tốc quay đầu đi, hướng Lý Âm Trúc vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, công đức xà mỹ nhân có chút khuất thân, nằm tại mặt đất, đem Tiểu Âm Trúc bảo hộ trong ngực. Tại đỉnh đầu của nàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự động thể hiện ra vĩnh bất hãm lạc thánh thành hình thức, chống lên bền chắc không thể phá được phòng ngự. Càng phía trên hơn, còn có một mặt long lân đại thuẫn lơ lửng, là cật qua thánh quân ném qua viện trợ. Gặp Tiểu Âm Trúc không có việc gì, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người từ dưới đất nhặt lên bạch tiền bối vì hắn luyện chế cái viên kia vòng tay pháp khí. Ngươi không chết, nơi xa, truyền đến cật qua thánh quân thanh âm. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, khổ sở nói, chết một lần, bất quá vận khí tốt, ta phục sinh pháp khí kích hoạt lên, may mắn bảo vệ một mạng. Nhưng bây giờ, phục sinh về sau, làm lạnh CD dài đến 7 ngày. Bị thiên kiếp đánh giết, còn có thể có cơ hội tiến vào phục sinh trạng thái, đã là người thắp nhang cầu nguyện may mắn. Cật qua thánh quân trả lời. Mà lại, đây chính là cấp cao nhất 8 tấn 9 thiên kiếp. Chết ở loại thiên kiếp này hạ người tu luyện, 99.999% đều là thập tử vô sinh, thần hình câu diệt. Chỉ ít cật qua thánh quân sống lâu như vậy thời gian, liền không có nghe qua còn có người có thể tại 8 tấn 9 ngày kiếp bên dưới, phục sinh. Quả nhiên, tích lũy công đức chi quang nồng đậm người, vận khí liền sẽ không kém. Cật qua thánh quân nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, kiếp lôi chấn động, kiếp hỏa thiêu đốt, lại có gió lốc cùng băng tinh trên không trung ngưng tụ, chân chính tận thế cảnh tượng. Vì cái gì Thư Hàng tiểu hữu ngươi sẽ xuất hiện tại ta thiên kiếp không gian bên trong? Cật qua thánh quân ngẩng đầu, nhìn trời kiếp. Tốt tại Tống Thư Hàng chỉ là 5 tấn 6 tiêu chuẩn. Cái kia tóc bạc tiểu cô nương chỉ là 4 tấn 5 tiêu chuẩn, thiên kiếp trên tổng thể tăng cường cũng không lớn, cật qua thánh quân cảm giác mình còn có thể chịu đựng được. Ta nhận được một cái nhắc nhở cật qua thánh quân ý đồ cùng ngươi chia sẻ hắn lúc này vui sướng, phải chăng tiếp thu. Sau đó, ta bởi vì hôm nay uống hơi nhiều, không có tiến hành lựa chọn. Lại nói tiếp, ta liền bị đưa trở vào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, rất muốn đi chết. Không cần nói, đây hết thảy, khẳng định là cái kia trương kim đan mã kiêu an nồi. Nhưng là, chỉ là một trương ngũ phẩm cấp kim đan cấu đồ. Vì cái gì có thể đem hắn trực tiếp kéo vào đến cật qua thánh quân 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong? Trên lý luận giảng không thông. Chỉ là một trương kim đan cấu đồ, khẳng định không lợi hại như vậy hiệu quả. Ở trong đó, hẳn là còn ẩn giấu đi càng sâu liên hệ. Hắn cùng cật qua thánh quân ở giữa, nhất định còn có càng sâu tầng kết nối, mới có thể để hắn trực tiếp bị kéo vào cái này thiên kiếp không gian. Là công đức mạng lưới, lại hoặc là... Tống Thư Hàng nghĩ đến một cái rất tồi tệ khả năng. Hắn đã từng nếm qua cật qua thánh quân thần thú cá voi thân. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này công đức mạng lưới ở giữa kết nối mã QA kim đan cấu đồ hảo hữu công năng, ba hợp một phía dưới, mới đưa hắn cuốn vào đến thiên kiếp thế giới. Thậm chí, sự kiện này bên trong, còn có thần bí kim sắc dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ nhúng tay dấu hiệu.
cật qua thánh quân. Cái này làm cho người không thể thở nổi thao tác, khiến cho hắn không lời nào để nói. Đợt tiếp theo thiên kiếp muốn tới a. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn tự vòng tay không gian bên trong lấy ra cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn khoác lên người. Sau đó vượt vọt mấy bước, đi vào Tiểu Âm Trúc bên người. Lập tức liền muốn tới. Cật qua thánh quân nói, thiên kiếp vô tình, 8 tấn 9 thiên kiếp, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối vượt qua. Phản lấy, hậu kỳ, ta khả năng không cách nào cố kỵ đến các ngươi. Chính ngươi, cẩn thận đi. Cật qua tiền bối ngài chuyên tâm độ kiếp đi, không muốn bởi vì chúng ta nguyên nhân, quấy nhiễu được ngươi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Quấy nhiễu người khác độ kiếp, luôn luôn là tu sĩ giới tối kỵ. Cật qua thánh quân không có trách cứ hắn nhóm, Tống Thư Hàng liền đã rất cảm kích, huống chi cật qua thánh quân còn phân ra hai mặt long lân tấm chắn bảo hộ hắn cùng Lý Âm Trúc. Chính các ngươi cẩn thận, chịu đựng đi. Cật qua thánh quân thở dài nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn bên trong đã vì Tống Thư Hàng đánh di di. Tống Thư Hàng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới, nhiều nhất lục phẩm chiến lực. Tại 8 tấn 9 ngày kiếp chung, lại có thể chống đến bao lâu? Hoa! Trên bầu trời, một tiếng nổ vang. Đúng nghĩa đợt thứ nhất thiên kiếp, hạ xuống. Đầy trời dông tố tung xuống, đại địa bị tạc mở, sụp đổ. Phong ấn giải trừ, Tống Thư Hàng tế ra bá Tống Thánh Ấn cùng bá Nho Ma Ấn. Một hơi đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phong ấn toàn bộ giải khai, để chúng nó một hơi tuôn ra bát phẩm cấp bậc lực phòng ngự tới. Hai cái hô hấp sau, cật qua thánh quân cái kia hai mặt long lân hộ thuẫn bị tạc bay, mất đi hiệu quả phòng ngự. Thiên lôi trực tiếp đánh vào tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên. Đây là tiếp cận cửu phẩm cấp thiên lôi. Mà lại không phải một kích, là như mưa rơi nổ rơi. Tống Thư Hàng tám nhân kim đan toàn lực phát động. Liên tục không ngừng vì pháp khí cung cấp linh lực. Linh quỷ cái kia phần dự bị năng nguyên cũng một hơi lấy ra, duy trì vĩnh bất hãm lạc thánh thành tiêu hao. Công đức xà mỹ nhân mang lên bình thiên quan. Bình thiên quan bên trong công đức chi lực, chỉ khôi phục một chút. Nhưng bây giờ, đã không quản được nhiều như vậy. Nàng trước tiên kích hoạt lên bình thiên quan, tiến vào công đức nữ đế hình thức. Tiếp lấy nàng đưa tay đặt tại vĩnh bất hãm lạc thánh thành bên trên. Đem sức mạnh của bản thân ra chỉ đến bên trong tòa thánh thành. Trọn vẹn 10 hơi thời gian. Đầy trời dông tố kết thúc. Chịu đựng được sao? Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, công đức nữ đế hình thức giải trừ. Bình thiên quan bên trong công đức chi quang đã tiêu hao sạch sẽ. Đừng buông lỏng, vừa rồi dông tố chỉ là kiếp nổ. Chân chính cửu phẩm đệ nhất kiếp, hiện tại mới bắt đầu. Nơi xa. Truyền đến cật qua thánh quân thanh âm. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Tuổi thọ của hắn, đang bị liên tục không ngừng ép. Cửu phẩm đệ nhất kiếp, hóa phàm vi tiên. Cửu phẩm kiếp tiên cùng bát phẩm huyền thánh, mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng giữa hai bên thọ nguyên chênh lệch cực lớn. Bát phẩm huyền thánh thọ nguyên có thể đạt tới mấy chục vạn năm, trường thọ có thể đạt tới trăm vạn năm. Mà phần lớn huyền thánh phần lớn tại 4-50 vạn năm thọ nguyên bình quân trị bồi hồi. Đoàn mệnh, chỉ công việc mười mấy vạn năm cũng có khả năng. Cái này cùng huyền thánh nhóm đối pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc loại hình, số lượng đều có quan hệ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bát phẩm huyền thánh đều nắm giữ lấy thiêu đốt thọ nguyên bộc phát loại bí thuật. Trên thực tế, huyền thánh chân chính có thể sống thọ nguyên, xa xa thấp hơn lý luận thọ nguyên. Trước mắt tu sĩ giới đại bộ phận thọ nguyên gần huyền thánh. Đều từng nhiều lần sử dụng thiêu đốt thọ nguyên bí thuật. Đặc biệt là huyền thánh nhóm tại lĩnh ngộ pháp tắc, dung hợp pháp tắc tăng lên tiểu cảnh giới quá trình bên trong, cơ hồ mỗi lần đều cần sử dụng thiêu đốt thọ nguyên bí thuật đến phối hợp, đến kích thích tự thân. Mà một khi tấn thăng kiếp tiên, thọ nguyên trực tiếp lấy ngàn vạn năm cất bước. Kiếp tiên, cơ hồ có rất ít chết già. Cửu phẩm đệ nhất kiếp hóa phàm vì tiên, chính là thọ nguyên chi kiếp. Tại một kiếp này bên trong, bát phẩm huyền thánh tuổi thọ sẽ bị rút lấy, chậm rãi ép khô, mãi cho đến tử vong mới thôi. Có thể hay không tại thọ nguyên bị ép khô trước đó, tử trung cầu sinh, phối hợp với thiên kiếp chi lực, dẫn xuất trong thân thể hoàn toàn mới sinh cơ, chính là phá kiếp mấu chốt. Cũ đồ vật cuối cùng rồi sẽ bị bỏ qua, thuộc về huyền thánh thọ nguyên, cực hạn chính là trăm vạn thời hạn, không có khả năng lại có đột phá. Mà tại hóa phàm vì tiên thiên kiếp lực lượng bên dưới.
tu sĩ có thể dẫn xuất trong thân thể một đạo khác sinh cơ, thuộc về kiếp tiên sinh cơ. Chỉ cần đem đạo này sinh cơ dẫn đạo đi ra, độ kiếp sau khi thành công, đương thực lực từ huyền thánh cảnh giới tăng lên tới kiếp tiên cảnh giới lúc, thọ nguyên trực tiếp có thể bước vào ngàn vạn năm cấp độ. Đương nhiên, nếu độ kiếp sau khi thành công, tu sĩ thực lực nhưng không có đạt tới kiếp tiên cấp độ, cái kia ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ. Kiếp tiên sinh cơ, kiếp tiên thực lực ngàn vạn năm thọ nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ, tấn thăng kiếp tiên trước đó, bát phẩm huyền thánh thọ nguyên càng phong phú liền càng có ưu thế. Thọ nguyên trưởng, bị rút lấy, ép khô quá trình cũng liền tương đối dài, lĩnh ngộ thời gian thì càng nhiều. Cật qua thánh quân nói, nếu là lúc trước hắn, không có trước khi trùng sinh hắn, coi như tiến vào 8 tấn 9 thiên kiếp, cũng rất có thể sẽ đổ vào một kiếp này bên dưới, bởi vì hắn đã từng tiêu hao đại lượng thọ nguyên, vì tìm kiếm đột phá cửu phẩm thời cơ, hắn nhiều lần sử dụng thiêu đốt thọ nguyên bộc phát thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn công đức hóa thân thể, sau khi sống lại dài dằng dặc thọ nguyên, đủ để cung cấp hắn tiêu xài. Cật qua thánh quân ngồi xếp bằng, mặc cho cũ thọ nguyên bị rút lấy, bị ép. Hắn toàn lực vận chuyển công đức phương diện pháp tắc, dẫn dắt đến thiên kiếp chi lực, phối hợp với hắn, tại trong thân thể của mình tìm kiếm hoàn toàn mới sinh cơ. Cũng không biết Tống Thư Hàng tiểu hữu có thể hay không vượt qua một kiếp này. Cật qua thánh quân lòng đang ý nghĩ này chợt lóe lên. Một kiếp này, trực tiếp rút khô thọ nguyên. Nói cách khác, dù cho Tống Thư Hàng còn có phục sinh pháp khí, cũng vô dụng. Một khi thọ nguyên bị rút khô, phục sinh pháp khí liền không cách nào lại đưa đến tác dụng. Mà lại, Tống Thư Hàng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới, thọ nguyên chỉ có ngàn năm đến mấy ngàn năm. Điểm ấy thọ nguyên, mấy cái liền sẽ bị thiêu đốt trống không. Cật qua thánh quân khe khẽ thở dài, một kiếp này, hắn lực bất tòng tâm. Công đức khổng lồ người, vận khí tổng sẽ không quá kém, hy vọng hôm nay, vận khí có thể đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó, cật qua thánh quân khu trục tạp niệm, toàn lực đột phá. Một bên khác, đại lượng thọ nguyên bị rút lấy, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, phát lạnh. Mỗi một giây, đều có đại lượng thọ nguyên sói mòn. 8 tấn 9 thiên kiếp, quá quỷ dị. Không phải chính diện đối loại hình thiên kiếp, là chơi quy tắc. Còn không bằng chính diện đối hăng hái. Tống Thư Hàng thà rằng đối mặt béo đại bản thiên kiếp bom hydro. Cái này hoàn toàn không phải ta am hiểu đồ vật a. Tống Thư Hàng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, nhét vào Tiểu Âm Trúc trong tay. Lý Âm Trúc còn tại ngủ đông, lúc này còn có thể ngủ ngon ngọt, Tống Thư Hàng ngược lại là có chút hâm mộ nàng. Giống như Tống Thư Hàng, Tiểu Âm Trúc trên người thọ nguyên, cũng đang không ngừng giảm bớt, bị rút sạch. Lý Âm Trúc cảnh giới, chỉ có tứ phẩm, tổng cộng thọ nguyên cũng chỉ có hơn 600, căn bản chịu không được tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Âm Trúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không có biện pháp. Tống Thư Hàng nói, hiện tại, chỉ có sử dụng lúc trước bạch tiền bối phân thân cứu hắn phương thức. Để Lý Âm Trúc nắm chặt phục sinh kim tệ, sau đó đưa nàng đánh giết. Chết ở trong tay hắn, Lý Âm Trúc còn có phục sinh cơ hội, cũng không cần lo lắng thọ nguyên làm kiệt. 10 tháng hoặc là 10 năm đều tốt. Chỉ cầu kim tệ không muốn đứng lên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, ô tặc bạo quân song đao bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hảo hảo sống sót, Tống Thư Hàng đem mũi đao nhắm ngay Lý Âm Trúc, cắn răng một đao đâm tới. Loại này muốn đem bản thân nữ nhi đâm chết cảm giác, nội tâm đơn giản bi thống đến không cách nào hình dung. Nhưng hắn lại không thể không làm như thế, đây là để Lý Âm Trúc có thể sống sót phương pháp duy nhất. Đốt, Tống Thư Hàng đao, bị cản lại. Là công đức xà mỹ nhân, nàng nắm qua một cái khác chuôi ô tặc bạo quân song đao, đỡ được Tống Thư Hàng một kích. Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn về phía nàng. Công đức xà mỹ nhân thở dài, sau đó nàng lộ ra một mặt đau lòng vô cùng biểu lộ. Nàng run rẩy đưa tay, lấy xuống trên cổ mình treo viên kia công đức kim toản. Kim toản dùng hai đầu tóc dài bện mảnh dây thừng treo. Một đầu là bạch tiền bối. Một cái khác đầu là bạch tiền bối. Công đức xà mỹ nhân một bên xoay đầu lại, hai mắt rưng rưng nhìn qua Tống Thư Hàng, một bên khác đem đầu này công đức kim toản vòng cổ treo ở Lý Âm Trúc trên cổ. Nàng hai mắt rưng rưng, một mặt đau lòng bộ dáng, liền phảng phất tại không âm thanh kể ra,
ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, thiên đại nhân tình. Ta hiểu được, Tống Thư Hằng nói, nếu có hiệu quả, chờ chúng ta lần này còn sống từ thiên kiếp thế giới ra ngoài, ta liền đi bạch tiền bối cùng bạch tiền bối nơi đó, thay ngươi đòi hỏi mấy đầu tóc tới. Gấp đôi cho ngươi. Bạch tiền bối tương đối tốt nói chuyện, mời hắn cho hai đầu tóc, hắn bình thường sẽ không cự tuyệt. Bạch tiền bối, cần chuẩn bị hai cái chất lượng tốt trò cười, mặc dù Tống Thư Hằng cảm giác bản thân không giảng trò cười thiên phú, nhưng hắn có thể cố gắng. Công đức xà mỹ nhân dùng sức gật đầu. Nàng đưa tay tại công đức kim toản trên có chút một điểm. Sau một khắc, viên này công đức kim toản dung nhập vào Lý Âm Trúc thể nội. Tống Thư Hằng, đợi đã, bởi như vậy, Âm Trúc sẽ không cũng giống như ta, đến lúc đó thêm ra một khỏa kim đan A. Công đức xà mỹ nhân nhún vai, biểu thị mình cũng không cách nào xác định. Công đức kim toản chỉ là cái kíp nổ, trọng yếu nhất chính là cái kia hai sợi tóc. Bọn chúng bện thành mảnh nút buộc, treo ở Lý Âm Trúc trên cổ, bắt đầu phát huy bọn chúng hiệu quả. May mắn, cùng một sợi thuộc về cửu u chúa tể ý chí dẫn đạo. Sau một khắc, đầu kia thuộc về bạch tiền bối tóc dài, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là thiên kiếp thế giới, rời đi công đức xà mỹ nhân cùng công đức kim toản về sau, căn này tóc dài nếu là tiếp tục giữ lại, thiên kiếp sẽ bão nổi. Cường đại may mắn, cùng một sát na bên trong. Chính xác dẫn đạo, phối hợp thêm công đức kim toản phụ trợ. Lý Âm Trúc thể nội, tại cỗ thọ nguyên không ngừng tiêu hao đồng thời. Có một cổ hoàn toàn mới sinh cơ dâng lên. Cỗ này mới dũng mãnh tiến ra sinh cơ, trong nháy mắt đền bù Lý Âm Trúc bị ép khô thọ nguyên, đồng thời còn một hơi đưa nàng thọ nguyên chống đến ngàn năm cấp độ. Thậm chí tương lai, nếu như Lý Âm Trúc lại độ cái này 8 tấn 9 thiên kiếp lúc, cái này cửu phẩm đệ nhất kiếp, nàng có thể nằm qua. Bởi vì trong cơ thể nàng sinh cơ, đã chuyển hóa làm kiếp tiên sinh cơ. Trước không đề cập tới kiếp tiên, chờ tương lai nàng tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh lúc, thọ nguyên khả năng đều sẽ phá trăm vạn hạn chế. Một kiếp này, quá trình hữu kinh vô hiểm, Lý Âm Trúc đều ngủ thơm ngọt. A Tống, ta còn muốn uống, thậm chí nàng còn bắt đầu giảng chuyện hoang đường, tay nhỏ một mực nắm lấy Tống Thư Hằng cái chăn, lại như mèo con đồng dạng tại Tống Thư Hằng trên cánh tay cọ sát. Tống Thư Hằng, tiểu nhi tử, người không biết không ngờ, người vừa rồi kém chút liền bị ta một đao đâm chết. Tống Thư Hằng nội tâm đậu đen rau muống nói. Hắn đem cái viên kia phục sinh kim tệ đặt tại Lý Âm Trúc trong tay. Một kiếp này, Lý Âm Trúc xem như vượt qua. Nhưng là, chính hắn còn không vượt qua a. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, còn có hay không cái khác thủ đoạn, để cho ta thể nội cũng toát ra một cổ tân sinh cơ đến. Tống Thư Hằng hỏi. Công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lắc đầu. Công đức kim toản ngược lại là có thể thông qua uống tử mẫu hà suối nước một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tóc, nàng chỉ có một phần. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình, không ngừng tiêu hao, trong nháy mắt thọ nguyên đã bị ép một nửa. Mà lại, phục sinh kim tệ CD còn không kết thúc, liền để công đức xà mỹ nhân một đao đâm chết bản thân đi phục sinh tỷ kiếp đều không được. Thật sự phiền não. Đến nghĩ biện pháp mới được. Tống Thư Hằng cau mày suy tư, hắn phát hiện, dù là thọ nguyên không ngừng giảm bớt, nội tâm của hắn lại vô cùng chấn định. Có lẽ, là chết nhiều nguyên nhân. Đừng nóng vội, người bây giờ chỉ cần bình thường tiến hành độ kiếp. Công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói, nàng dùng chính là mình chân thực thanh âm. Chủ yếu là lời kịch kho bên trong tìm không ra thích hợp lời kịch. Nàng cảm giác mình lời kịch kho cần gấp thăng cấp. Người đối sinh. Tự lý giải, viễn siêu phổ thông tu sĩ. Đây là ngươi ưu điểm lớn nhất, sở dĩ trên thực tế, một kiếp này đối với ngươi mà nói, là có cơ hội chịu đựng được. Ngươi bây giờ, tỉnh táo lại, công đức xà mỹ nhân ôn nhu nói. Tống Thư Hằng, nguyên lai chết nhiều, còn có tác dụng kiểu này. Thật có lỗi chết nhiều, thật có thể muốn làm gì thì làm. Công đức xà mỹ nhân giơ ngón tay cái lên, phát ra một cái đại thúc âm, rốt cuộc tìm được một câu thích hợp thay từ. Tống Thư Hằng nhắm mắt lại. Sau đó, trong đầu hắn hiện ra bản thân lần lượt phục sinh hình ảnh. Từ sinh đến tử, từ tử nhập sinh. Liên quan tới sinh tử lĩnh ngộ, thật sự là hắn viễn siêu bình thường tu sĩ, không ai chết giống như hắn chăm chỉ. Nhưng là, còn chưa đủ. Tống Thư Hằng cảm giác bản thân còn thiếu khuyết một điểm thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống Thư Hằng thọ nguyên nhanh chóng giảm bớt. Tại tuổi thọ của hắn. Mất đi một phần tư lúc,
trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Nho gia thánh nhân, tại trên tầng mây đi tới. Hắn ở phía sau đi theo. Đi tới, thánh nhân đột nhiên xoay người lại, kỳ thật ta là trời sinh song đồng. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, tại song bào thai mang thai trên cơ sở, ta còn có thể khai phát ra tứ bào thai ngưng thị tới. Thánh nhân nói. Đây là cái gì quỷ ý nghĩ? Hắn không khỏi đột nhiên mở mắt, sau một khắc hắn cảm giác đến bụng của mình, có một đạo hoàn toàn mới sinh cơ hiện ra tới. Tống Thư Hàng. Thành công. Một bên khác. Cật Qua Thánh Quân nhíu mày. Tuổi thọ của hắn như trước đang không ngừng thiêu đốt, nhưng hắn chính là tìm không thấy tân sinh cơ khế ước. Hắn cần trợ giúp. Cật Qua Thánh Quân hiện tại trạng thái, tựa như là một cái khổng lồ văn bản tài liệu download đến 99%, còn kém sau cùng 1%. Nhưng hắn hiện tại liền kẹt tại cái này 1% bên trên, vô cùng bắt cấp. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thọ nguyên bị ép khô tốc độ tăng tốc. Cật Qua Thánh Quân cau mày. Trong lúc đó, hắn thử nghiệm sử dụng một chút thiêu đốt thọ nguyên phương thức, mượn nhờ thọ nguyên thiêu đốt bộc phát trong nháy mắt, hy vọng có thể đạt được cuối cùng một tia lĩnh ngộ. Nhưng là không có hiệu quả, ngược lại một giây ở giữa giảm mấy ngàn năm thọ nguyên, để hắn giật nảy mình. Cật Qua Thánh Quân cảm giác mình cần trợ giúp. Hắn cần phải có người đến đẩy hắn một thanh, cho hắn một tia cảm ngộ. Chỉ cần một chút như vậy cảm ngộ, là hắn có thể một hơi đạt tới 100% cảnh giới. Nhưng là, hiện tại là thiên kiếp thế giới, không ai có thể giúp đỡ hắn. Ở chỗ này, liền công đức mạng lưới cũng liền tiếp không lên, không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn. Chẳng lẽ, ta phải ngã tại một kiếp này bên dưới? Cật Qua Thánh Quân trong lòng không cam lòng đến cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn năm chờ đợi, thật vất vả rốt cục tiến vào 8 tấn 9 thiên kiếp. Bây giờ lại phải ngã tại đệ nhất kiếp bên dưới sao? Một bên khác, Tống Thư Hàng mở to mắt, hắn cảm giác trán mình có chút mồ hôi lạnh, bụng dưới tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn chứng đau ảo giác. Gặp quỷ, trời sinh song đồng là cái quỷ gì? Tứ bào thai ngẫm lại đều đáng sợ. Tống Thư Hàng cảm giác mình cả một đời cũng sẽ không muốn tiếp xúc đến cái này đáng sợ pháp thuật. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện mình thứ 6. Bảy tiểu kim đan lại lập lòe tỏa sáng, có tin tức mới nhắc nhở. Cật Qua Thánh Quân cần trợ giúp, hắn hy vọng có người có thể đẩy hắn một thanh, trợ hắn lĩnh ngộ được kiếp tiên sinh cơ một bước cuối cùng. Phải chăng lựa chọn hỗ trợ, là, hay không? Tống Thư Hàng. Cật Qua tiền bối cần trợ giúp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cật Qua tiền bối. Lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy Cật Qua tiền bối bộ dáng già đi rất nhiều, vốn là 20 tuổi ra mặt nam tử bộ dáng. Lúc này đã biến thành 40 tuổi khoảng chừng tang thương nam tử. Đây là hắn trong thời gian ngắn thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, lại không tới đến điều chỉnh bản thân trạng thái đưa đến. Trên thực tế, Tống Thư Hàng lúc này bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, chỉ là chính hắn không có cảm giác đến. Hắn lúc này, thể nội mặc dù ra đời kiếp tiên sinh cơ, trước đó tại thiên kiếp bên dưới bị ép khô thọ nguyên cũng bù đắp lại, thậm chí thọ nguyên còn tăng lên không ít. Nhưng hắn bộ dáng nhưng không có khôi phục. Lúc này hắn bề ngoài trên nhìn, ước 40 tuổi khoảng chừng, tóc còn có chút xám trắng, nhìn so Tống Ba Ba còn muốn lão rất nhiều. Hắn hiện tại, tâm lý tuổi cùng bề ngoài rốt cục không sai biệt lắm bằng nhau. Sẽ không còn có người sẽ nhìn lầm tuổi của hắn. Từ trẻ biến lão dễ, từ già trở lại trẻ khó. Già đi chỉ cần thiên kiếp dừng lại mãnh liệt ép, muốn để bề ngoài một lần nữa biến trẻ, lại cần tu sĩ tại thiên kiếp sau khi kết thúc. Chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, dẫn đạo kiếp tiên sinh cơ thoải mái thân thể của mình. Bởi vì không soi gương, sở dĩ Tống Thư Hàng tạm thời không biết mình bề ngoài cải biến sự. Hắn chỉ thấy Cật Qua tiền bối không ngừng già đi, trong lòng một mảnh cảm khái. Đây chính là sức mạnh của tháng năm. Có, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cật Qua tiền bối là cái tốt đạo hữu, là cái tốt tiền bối, mặc dù hắn trước đó tổng là ưa thích dùng thủy tiên dược nghiền ép chính mình. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn là cái tốt tiền bối sự thật. Cật Qua tiền bối, người cần trợ giúp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nơi xa, Cật Qua Thánh Quân nghe vậy, ngẩng đầu lên, sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy Tống Thư Hàng lại nhưng đã chống nổi cửu phẩm đệ nhất kiếp, thể nội hiện ra một đạo mới sinh cơ. Cật Qua, lại nói, lần này độ kiếp người là ta vẫn là bá Tống A. Vì cái gì rõ ràng phải là của ta thiên kiếp,
bá tống là đến cọ thiên kiếp. Nhưng bá tống độ lên kiếp đến, lại so ta còn thuần thục. Không chỉ có là bá tống, còn có cái kia còn đang ngủ tiểu cô nương, thể nội lại nhưng cũng hiện ra mới sinh cơ. Điều này nói rõ, bá tống nắm giữ lấy sinh ra kiếp tiên sinh cơ đặc thù kỹ thuật. Bá tống đạo hữu, người có thể giúp ta? Cật qua thánh quân hỏi. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời, có thể thử một lần, nhưng không thể cam đoan 100% thành công. Ta chỉ có thể nói, ta vừa rồi chính là mượn loại phương pháp này, lập tức ra đời kiếp tiên sinh cơ. Cật qua thánh quân nghiêm túc gật đầu, mời bá tống đạo hữu giúp ta. Có lẽ, đây là thiên ý. Có thể là hắn công đức tề thiên, sở dĩ, liền thế giới đều không đành lòng nhìn thấy hắn vẫn lạc tại cửu phẩm đệ nhất kiếp bên dưới, mới có thể an bài bá tống đạo hữu cũng cọ nhập thiên kiếp của hắn. Cật qua tiền bối xin hãy chuẩn bị tốt, Tống Thư Hàng nhắm lại mắt trái còn tốt, trước kia đỗi xong thiên đế về sau, nho ra thánh nhân chi nhãn không có gỡ xuống. Nếu không, dựa vào Tống Thư Hàng thực lực bản thân đến phát xạ mang thai ngưng thị, bởi vì cùng cật qua thánh quân ở giữa chênh lệch đẳng cấp khá lớn, trực tiếp sẽ bị miễn dịch. Mà thánh nhân chi nhãn liền không đồng dạng. Chỉ cần không phải cường giả tuyệt thế, liền không cách nào miễn dịch. Cật qua tiền bối mặc dù rất mạnh, nhưng cự ly cường giả tuyệt thế còn có chút cự ly. Cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Sau đó, mang thai ngưng thị quang mang chợt lóe lên, rơi vào cật qua thánh quân trên thân. Mang thai ngưng thị, cật qua thánh quân cả kinh kêu lên nhật đấy. Cái quỷ gì cường giả giám định thuật, đừng tưởng rằng hắn không biết pháp thuật này a. Sau một khắc, cật qua thánh quân bụng nhanh chóng bành trướng. 10 giây về sau, sinh nở thống khổ giáng lâm. Cật qua thánh quân ngồi xếp bằng tại rừng, 10 ngón tay của hắn cắm ở trong lòng đất, cắn chặt răng. Ngay tại lúc này, cật qua tiền bối, Tống Thư Hàng kêu lên. Cật qua thánh quân, ta muốn làm thế nào? Cẩn thận cảm ứng. Sau đó ngươi sẽ cảm giác có một loại sinh cơ từ trong bụng sinh ra. Trong nháy mắt đó, chính là phá kiếp thời điểm, Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Hy vọng chắc lần này cường giả giám định thuật có thể giúp đỡ cật qua tiền bối. Nếu như không được, Tống Thư Hàng cũng không có biện pháp khác. Cật qua thánh quân nghe vậy, cưỡng ép nhẫn nại thống khổ, nhắm mắt tinh tế cảm ứng. Ước chừng 30 hơi thở sau, cật qua thánh quân trong lòng đột nhiên xông lên một loại lĩnh ngộ. Cái kia kẻ tại 99% cảnh giới, theo đạo này lĩnh ngộ bị xông phá. Thế như trẻ tre, lập tức đạt đến 100%. Tại cật qua thánh quân trong bụng, có một đạo vô cùng to lớn sinh cơ bạo phát đi ra. Chân chính kiếp tiên sinh cơ. Sinh cơ hiện lên, đồng thời lập tức đền bù cật qua thánh quân tiêu hao hết thọ nguyên. Khổng lồ sinh cơ khí tức tiết ra ngoài đi ra, tại cật qua thánh quân ngồi thổ địa bên trên, lại có từng đám cỏ non. Không ngừng mọc rễ nảy mầm, thật nhanh sinh trưởng. Mà cật qua thánh quân cái kia 10 tháng hoài thai phần bụng, cũng thật nhanh rút về, khôi phục như lúc ban đầu. Lại qua mấy phút sau, cật qua thánh quân ngẩng đầu lên, con mắt màu vàng óng nhìn về phía Tống Thư Hàng, tràn đầy cảm kích, tạ ơn bá Tống đạo hữu. Chỉ đạo tri ân, suốt đời khó quên. Lần này, nếu là bọn họ ba người có cơ hội từ cửu phẩm thiên kiếp còn sống ra ngoài, hắn nhất định phải lấy dũng tuyển chi thủy báo đại ân này. Thậm chí, tiếp xuống thiên kiếp, hắn sẽ tận chính mình toàn lực, đi che chở bá Tống đạo hữu cùng vị tiểu cô nương kia. Tống Thư Hàng mỉm cười, âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra mang thai ngưng thị hữu hiệu thật sự là quá tốt. Cật qua thánh quân đứng lên, nghĩ nghĩ sau lại đưa tay một tế. Có 6 diện long lân tấm chắn bay ra, rơi vào Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc trên đầu. Bá Tống đạo hữu nhất định phải sống sót, cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng, tiền bối cũng thế, chúc tiền bối sớm ngày phi thăng. Cật qua thánh quân, nếu không phải nơi này là độ kiếp không gian, nếu không phải nơi này cũng không phải là công đức mạng lưới, lão phu không phải để ngươi từng một phát thủy tiên dược 2 lần thăng cấp bản kình tiên dược không thể. Mặt khác, cật qua thánh quân lại nhìn mắt nho nhỏ Lý Âm Trúc. Lại nói, bá Tống tiểu hữu cũng đối tiểu nha đầu này dùng mang thai ngưng thị sao? Trong lòng của hắn nổi lên một cái ý niệm như vậy. Ngẫm lại còn cảm giác, bá Tống đạo hữu tại một ít địa phương, vẫn là rất đáng sợ. Cửu phẩm đệ nhất kiếp, theo cật qua thánh quân kiếp tiên sinh cơ sinh ra, liền kết thúc biến mất. Trên bầu trời, kiếp lôi ngưng tụ, hóa thành một khỏa khỏa lôi cầu. Đen kịt kiếp vân hóa thành từng cái khổng lồ bàn tay,
những cái kia lôi cầu phảng phất như là thiên kiếp đang thi triển trường tâm lôi đồng dạng. Loại này thiên kiếp phương thức, Tống Thư Hàng lần trước cũng được chứng kiến. Kiếp vân vì tay, kiếp lôi vì pháp. Theo thiên đạo đại biến sắp đến, thiên kiếp hoa văn càng ngày càng nhiều. Hiện đại tiên thiên kiếp, pháp khí thần binh thiên kiếp, thi pháp hình thiên kiếp. Thậm chí lúc trước, Tống Thư Hàng còn được chứng kiến thiên kiếp hóa thành nhân hình xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, thiên kiếp hoa văn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng tương lai, thiên kiếp đại gia sẽ đích thân xuống ngựa, hóa thân thành mắc cấp chiến sĩ, toàn thân thần trang xuống tới dây người. Sở dĩ, độ kiếp phải thừa dịp sớm. Tới, đợt thứ hai thiên kiếp, có cái gì thủ đoạn toàn bộ dùng tới đi, cật qua thánh quân trầm giọng nói. Trên bầu trời, từng cái thiên kiếp đại thủ, đột nhiên đè xuống. Theo kiếp vân tới gần về sau, Tống Thư Hàng phát hiện thiên kiếp đại thủ bên trong trường tâm lôi, không phải đơn thuần kiếp lôi. Có trường tâm lôi bên trong, ẩn chứa hỏa kiếp, lửa cùng lôi dây dưa, hỗ trợ lẫn nhau. Có ẩn chứa băng kiếp, phong kiếp hoặc vàng kiếp, thậm chí còn có mấy cái trường tâm lôi bên trong, ngũ hành đều đủ. Luôn có một cái thích hợp ngài. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên bật lên ra một câu như vậy quảng cáo từ. Trường tâm lôi lại còn có thể chơi như vậy. Tống Thư Hàng đem cái này hình ảnh một mực ghi lại. Nếu là lần này, ta có thể còn sống từ cửu phẩm thiên kiếp bên trong ra ngoài, lập tức liền tìm Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối, cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối, mọi người cùng nhau nghiên cứu khai phát trưởng tâm lôi đại pháp. Lần sau thiên kiếp, ta liền muốn cùng thiên kiếp lẫn nhau đổi trưởng tâm lôi. Đa nguyên hóa trưởng tâm lôi thiên kiếp bên trong, có 365 cái, là hướng phía cật qua thánh quân ép đi. Chỉ có hai cái, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc vị trí đập tới. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Khóa chặt Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc hai cái trưởng tâm lôi, trước đụng phải cật qua thánh quân bố trí 6 cái long lân tấm chắn. Ầm, ba ba ba, tiếng nổ mạnh, hồ quang điện âm thanh, còn có rợn người tiếng va đập. Thuần từ uy lực mà nói, đến gần vô hạn cửu phẩm cấp. Tống Thư Hàng tính toán thiên kiếp trưởng tâm lôi uy lực không sai biệt lắm tương đương Xích Tiêu kiếm tiền bối chém ra cửu phẩm hỏa diễm đao. Nếu không có long lân tấm chắn ngăn cản, cái này hai phát thiên kiếp trưởng tâm lôi, liền đủ phá vỡ vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Đây không phải thánh thành không góp sức, là Tống Thư Hàng cảnh giới, kéo thánh thành chân sau. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là nguyên bộ bát phẩm trang bị. Bởi vì là bản mệnh pháp khí, bọn chúng cường độ phẩm chất muốn đấu qua phổ thông pháp khí. Lại bởi vì là tổ hợp pháp khí, tổ hợp sau khi đứng lên, bọn chúng phẩm chất cùng đẳng cấp lại có thể tiến thêm một bước. Trên lý luận tới nói, dù cho hiện tại vẫn chỉ là bát phẩm sơ cấp vĩnh bất hãm lạc thánh thành, tổ hợp sau khi đứng lên, chỉ cần cung cấp cho hắn đầy đủ linh lực, hắn liền có thể chống lên bát phẩm đỉnh phong phòng ngự. Chỉ cần linh lực đầy đủ, đối mặt trước mắt loại trình độ này thiên kiếp phòng trường tâm lôi, hắn có thể không gì phá nổi. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng cảnh giới chỉ có ngũ phẩm, cho dù là bát hạch tâm, có thể cung cấp linh lực có hạn. Còn nữa, Tống Thư Hàng nghèo, không linh thạch, lúc này, cũng vô pháp khắc kim đốt linh thạch vì thánh thành cung cấp linh lực. Trung Quy tới nói, vẫn là quá nghèo. Tống Thư Hàng lòng chua xót nói, nếu là Xích Tiêu kiếm tiền bối có thể mang vào liền tốt. Hiện tại bổ sung năng lượng về sau, năng lượng toàn mãn Xích Tiêu kiếm tiền bối, hoàn toàn có thể chính diện mạnh đối những thứ này thiên kiếp trưởng tâm lôi. Bất quá, Xích Tiêu kiếm tiền bối dù sao cũng là ngoại viện, nếu như đưa nó cuốn vào thiên kiếp uy lực trực tiếp sẽ tăng lên gấp bội, đối độ kiếp đại gia tới nói, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ken két, một tiếng kim loại bị va chạm vặn vẹo thanh âm vang lên, long lân tấm chắn thành công đỡ được cái này hai phát thiên kiếp trưởng tâm lôi. Sau đó thiên kiếp cùng long lân tấm chắn trùng kích dư ba, cũng bị vĩnh bất hãm lạc thánh thành ngăn lại. Phía dưới Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc, bình yên vô sự. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí. Lần này độ kiếp, hắn hoàn toàn không có cái gì chuẩn bị. Át chủ bài một trong công đức xà Mỹ nhân bình thiên quan, bây giờ còn chưa có bổ sung năng lượng hoàn thành có cơ hội muốn tìm cái gì đều có thể bán đại lão hỏi một chút, có hay không nhanh chóng bổ sung năng lượng phương pháp. Trên người lại không có dư thừa linh thạch, không cách nào trèo chống vĩnh bất hãm lạc thánh thành thời gian dài giải phóng bát phẩm hình thức. Bởi vì không linh thạch, Bạch Tiền Bối năm đó tặng môn kia diệt thần pháo, hiện tại cũng không có đất dụng võ. Bảo mệnh át chủ bài hạch tâm thế giới,
gặp gỡ thiên kiếp thế giới lúc, vĩnh viễn là túng không được. Xích Tiêu kiếm tiền bối lại không thể mang tới sử dụng. Hố! Công đức đại nhật, bên cạnh truyền đến cật qua thánh quân nặng nề giống lên một tiếng. Sau một khắc, trên thân thể của hắn bộc phát ra chói mắt công đức chi quang, hóa thành mặt trời nhỏ. Đánh tới hướng hắn cái kia hơn 300 mai thiên kiếp trưởng tâm lôi, toàn bộ bị dẫn bạo. Công đức chi quang tiêu tán, cật qua thánh quân duy trì hai tay vỗ tay tư thế, trên người hào phát vô thương. Thực lực của hắn, so với mấy tháng trước, tăng lên rất nhiều. Lột đi thân thể cũ, đem thân thể chuyển hóa làm thuần công đức chi thể sau chỗ tốt, vượt quá tưởng tượng. Tại cật qua thánh quân một hơi dùng công đức đại nhật, bạo chết hơn 300 cái thiên kiếp trưởng tâm lôi về sau, trên bầu trời lại là một trận tiếng oanh minh. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân mắt thường có thể nhìn thấy bầu trời kiếp vân, toàn bộ ngưng tụ. Cuối cùng, kiếp vân hóa thành một chỉ già thiên đại thủ. Kiếp lôi tại đại thủ này bên trong ngưng tụ, hóa thành rung động đùng đùng trưởng tâm lôi. Cái này đoàn trưởng tâm lôi bên trong, có ngũ hành thiên kiếp chi lực, lại có tâm ma kiếp quỷ dị dụ hoặc, trong lúc mơ hồ còn có không gian cắt chém cảm giác. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa phảng phất có từng đạo pháp tắc ngưng tụ, dung nhập vào cái này đoàn trưởng tâm lôi bên trong. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Cái này đoàn trưởng tâm lôi, mơ hồ tính ra, có một cái thị lớn như vậy. Tống Thư Hàng thân thể cùng cái này đoàn trưởng tâm lôi so ra, liền cho bụi cũng không bằng. Nói đùa cái gì, cái đồ chơi này nếu là nện xuống đến, cái kia chính là chân thị cấp địa đồ pháo. Một cái thị đều muốn bị xóa đi. Liền xem như tăng lớn, to thêm bản cường hóa biến dị thiên kiếp bom hydro bạo tạc, uy lực cũng hoàn toàn so ra kém cái này trưởng tâm lôi. Mà lại, từ thị giác kinh ngạc hiệu quả đến xem, cái này siêu cự hình thiên kiếp trưởng tâm lôi muốn càng kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Mà cũng là 7 tấn 8, 8 tấn 9 thiên kiếp, muốn chuyển rời đến chuyên môn độ kiếp không gian nguyên nhân. Đẳng cấp này thiên kiếp đối hiện thế tới nói, quả thực là tận thế hình tai nạn. Chân chính phấn đấu thời điểm đến, cật qua thánh quân trầm giọng nói. Hắn lắc mình biến hóa, hiển hóa ra bản thân hòn đảo nhỏ kia lớn thân thể tới. Nhưng cùng trên bầu trời thì cấp địa đồ pháo trưởng tâm lôi so ra, cật qua thánh quân thân thể, vẫn là lộ vẻ quá nhỏ bé. Cật qua thánh quân, loại trình độ này uy lực, hẳn là ước tương đương cửu phẩm kiếp tiên ra sức một kích. Hơn nữa còn là loại kiệu uy tín lâu năm kiếp tiên. Bình thường tới nói, loại này đẳng cấp thiên kiếp, sẽ không xuất hiện tại bình thường 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong. Trừ phi là loại kia tại bát phẩm cảnh giới. Liền có được cửu phẩm cấp sức chiến đấu yêu nghiệt người tu luyện, tại khi độ kiếp mới có thể đụng tới loại trình độ này thiên kiếp. Mà lại, liền xem như loại kia yêu nghiệt nhân vật độ kiếp, loại trình độ này thiên kiếp, cũng căn bản là cuối cùng một kích, làm áp trục ra sân mới đúng. Hôm nay thiên kiếp, đặc biệt nhiệt tình a. Cật qua thánh quân tự hỏi tuyệt đối không phải loại kia tuyệt thế hình yêu nghiệt thiên tài. Chí ít hắn cảm giác mình thực lực bây giờ, còn không có đạt tới cửu phẩm cấp bậc. Chỉ sợ đây mới là được cường hóa sau thiên kiếp, chân chính lộ ra sắc bén nanh vuốt. Thiên kiếp thứ này, quả nhiên vĩnh viễn so với trong tưởng tượng muốn càng tàn bạo. Sau đó, cật qua thánh quân lại nhắc nhở Tống Thư Hàng, tại loại trình độ này công kích đến, ta cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Bá Tống đạo hữu, toàn lực ứng phó đi. Tống Thư Hàng, ta cảm giác, dù cho ta toàn lực ứng phó, cũng không có quá lớn hiệu quả. Lời tuy như thế, đối mặt cái kia làm người tuyệt vọng thì cấp địa đồ pháo thiên kiếp, Tống Thư Hàng cũng không có thất kinh. Chết nhiều, ở phương diện này năng lực chịu đựng thật sự rất mạnh. Hắn không hề từ bỏ, còn tại suy tư giải quyết chi pháp. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu có đầy đủ công đức lực lượng, người có nắm chắc ngăn lại trên bầu trời một kích này sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng tiên tử hát nói. Tống Thư Hàng. Tốt a. Mặc dù nghe lạc đề, nhưng Tống Thư Hàng ước chừng có thể hiểu được tiên tử ý tứ. Nàng ý tứ hẳn là, nếu có đầy đủ năng lượng, vậy thì có nắm chắc. Ầm ầm, trên bầu trời, thì cấp địa đồ pháo trưởng tâm lôi nghiền ép xuống. Công đức đại nhật, cật qua thánh quân gầm thét lên, trên người hắn công đức chi quang toàn lực bộc phát. Cái kia vòng công đức mặt trời nhỏ lần nữa bay lên. Mặt trời nhỏ thể tích càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn. Chống đến trên bầu trời cái kia siêu cự hình trưởng tâm lôi một nửa lớn nhỏ trình độ. Cự hình trưởng tâm lôi và công đức mặt trời nhỏ,
cuồng bạo sóng xung kích, kém chút đem phía dưới Tống Thư Hàng bọn người tung bay. Không tốt, muốn xong. Đột nhiên, không trung cật qua Thánh Quân hét lớn. Tống Thư Hàng bị một cái quỷ dị thanh âm quấy nhiễu được, đây không phải tâm ma, đây là vật gì? Cật qua Thánh Quân cắn răng nói. Sau một khắc, hắn bị thiên kiếp trưởng tâm lôi hung hăng ép xuống. Trưởng tâm lôi đột phá công đức đại nhật, ép trên người nó. Đảo nhỏ lớn cật qua cùng cự hình trưởng tâm lôi, từ không trung giáng xuống. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, chuẩn bị kỹ càng công đức phụ thân hình thức. Tống Thư Hàng nói. Toa cáp, thắng liền sống sót, thua liền chuẩn bị viết di chúc. Xin lỗi, bá Tống Tiểu Hữu, lần này chỉ sợ không cách nào bảo vệ các ngươi. Cật qua Thánh Quân thầm cười khổ. Hắn bây giờ thân là công đức thân thể, hắn chính là công đức chi quang, ấn lý thuyết tâm ma kiếp đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng ở cùng siêu cự hình trưởng tâm lôi đối kháng thời điểm, cái kia trưởng tâm lôi bên trong đột nhiên có cái quỷ dị thanh âm phát ra, đột nhiên quấy nhiễu cật qua Thánh Quân công đức đại nhật trạng thái. Mặc dù cật qua Thánh Quân nhanh chóng điều chỉnh xong, nhưng cao thủ tranh chấp, cho dù là một sát na phân thần, cũng là chí mạng. Nguyên bản thế lực ngang nhau trạng thái bị đánh phá, cật qua Thánh Quân bị trưởng tâm lôi cưỡng chế lấy rơi xuống. Một kích này ăn hết, cật qua Thánh Quân tự mình ngã còn có thể kháng đi qua. Công đức hóa sau thân thể, bất kể là phòng ngự vẫn là thể chất đều tăng cường rất nhiều, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng phía dưới Tống Thư Hàng cùng tiểu cô nương kia, ở vào tránh cũng không thể tránh trạng thái. Hắn rơi xuống về sau, Tống Thư Hàng cùng tiểu cô nương kia, muốn làm sao chống cự. Cật qua Thánh Quân trong lòng phun lên một loại cảm giác thất bại. Cật qua tiền bối, ta muốn lên. Cái này lúc, phía dưới Tống Thư Hàng kêu lên. Sau đó, hắn triệt để kích hoạt thể nội viên kia công đức kim toàn kim đan lực lượng, toàn bộ rót vào đến công đức xà mỹ nhân trên người. Lần này độ kiếp không gian, linh khí phi thường dồi dào. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, làm ít công to. Chính vì vậy, Tống Thư Hàng mới có thể duy trì lấy tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chống đến hiện tại, thậm chí công đức kim toàn bên trong còn có thể gạt ra một điểm lực lượng tới. Đi thôi, tiên tử, trợ giúp cật qua tiền bối đi. Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực gầm thét lên, hắn dùng khó chịu viễn cổ ngôn ngữ, ý đồ kêu lên tên công đức xả mỹ nhân. Là, cho ta thật tốt đi học viễn cổ ngôn ngữ. Công đức xà mỹ nhân nhún người nhảy lên, lướt về phía cật qua Thánh Quân. Nàng phần eo đôi kia cánh mở ra, cự đại hóa. Cái đuôi bên dưới, lại có một đầu cỡ nhỏ phì kình được triệu hoán đi ra. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng tiếp cận cật qua Thánh Quân, tại ở gần thời điểm, nàng cái đuôi cuốn một cái, ba một chút, đem dưới chân phì kình hướng phía cật qua Thánh Quân quăng tới. Anh anh anh, cái kia cỡ nhỏ công đức phì kình phát ra cổ quái tiếng kêu, một đầu đụng vào đến cật qua Thánh Quân trên thân, sau đó dung hợp đi vào. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân hai tay kết ấn, thi pháp một môn pháp thuật thế gian song toàn pháp công đức thuật chi công đức phụ thể hóa thân pháp. Đã từng cật qua Thánh Quân liền sử dụng qua một chiêu này, viễn trình giáng lâm đến người khác công đức chi quang bên trên, ngưng tụ ra một tôn viễn trình hóa thân, cùng bí đao Thánh Quân tiến hành đêm trăng tròn quyết đấu. Về sau, công đức xà mỹ nhân cũng sử dụng một chiêu này. Ngay lúc đó nàng, trực tiếp dung nhập vào cật qua Thánh Quân trên thân thể, mạnh khống thân thể của nó, để nó trở thành một đầu bì bì cá voi. Cũng chính bởi vì lần kia thần kỳ thao tác, công đức xà mỹ nhân tiến hóa, mới biến ra một đầu công đức phì kình. Mà cái này, chính là Tống Thư Hàng cuối cùng có thể nghĩ tới phương pháp. Hắn muốn cho công đức xà mỹ nhân hiệp trợ cật qua tiền bối, tăng cường cật qua tiền bối sức chiến đấu, dạng này thì có cơ hội chính diện đối bạo thiên kiếp. Tống Thư Hàng ý nghĩ rất tốt. Lý luận của hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng thực tế thao tác lúc, lại xảy ra chút sai sót nhỏ. Công đức xà mỹ nhân đem công đức tiểu phì kình, dung nhập vào cật qua Thánh Quân trong thân thể. Hiện tại cật qua Thánh Quân thân thể chính là công đức chi thể, chẳng khác nào là lớn đống công đức chi quang. Mà cái kia tiểu phì kình cũng là công đức xà mỹ nhân bộ phận thân thể kéo dài, tiểu phì kình cùng cật qua Thánh Quân hợp thể, nàng liền có thể thi triển bí pháp. Công đức phụ thể hóa thân bí pháp, rất thuận lợi liền thành công. Nhưng sau đó, công đức xà mỹ nhân phản phụ làm chủ, trực tiếp tiếp nhận chỉnh thể quyền khống chế. Nàng căn bản là không định chơi phụ trợ. Phía dưới thiên kiếp, ta tới, ngươi nghỉ ngơi, tiên tử nói. Cật qua Thánh Quân. Đợi đã,
cái này 8 tấn 9 thiên kiếp, thật là thiên kiếp của ta sao? Có phải hay không có chỗ nào tính sai? Khả năng, ta mới là cái kia cọ thiên kiếp người. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Cật Qua Thánh Quân vẫn là lựa chọn đem quyền chủ đạo giao cho tiên tử. Bởi vì, hắn biết tiên tử thân phận. Từ hắn tiếp xúc đến công đức mạng lưới về sau, hiểu được tiên tử là ai. Cũng biết thế gian song toàn pháp công đức thuật quyển thứ 9, chính là Bắc Phương Đại Đế mấy vị tuyệt thế đại lão, vì tiên tử chế tạo riêng. Hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, may mắn mà có vị này tiên tử. Thậm chí, công đức mạng lưới bên trong lưu lại đầu kia con đường trường sinh, cũng là công đức xà mỹ nhân không muốn, Cật Qua Thánh Quân mới có cơ hội tiếp xúc đến đầu kia con đường trường sinh. Công đức xà mỹ nhân phì kình cùng Cật Qua Thánh Quân hợp thể về sau, liền từ Cật Qua Thánh Quân trên người rút ra đến liên tục không ngừng công đức chi lực. Nàng đẩy trên đầu mình bình thiên quan, đại lượng công đức chi lực rót vào bình thiên quan bên trong. Công đức nữ đế hình thức mở ra, bình thiên quan hơi rung nhẹ, sau đó một thân hoa lệ đế bào xuất hiện tại tiên tử trên người. Nhìn kỹ, công đức đại nhật sử dụng phương thức, có rất nhiều biến hóa. Ta chỉ biểu thị một lần, ngươi có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi. Công đức xà mỹ nhân nói. Sau một khắc, nàng tiếp thủ Cật Qua Thánh Quân chống lên cái kia to lớn công đức đại nhật. Vốn chỉ là hiện lên hình cầu, cùng cự hình trưởng tâm lôi đối kháng công đức đại nhật, đột nhiên xoay tròn. Điên cuồng xoay tròn công đức đại nhật quả thực là đỡ được siêu cự hình thiên kiếp trưởng tâm lôi lực lượng, Cật Qua Thánh Quân thân thể, ổn lại, không còn hạ xuống. Cật Qua Thánh Quân yên lặng tiến vào học tập hình thức. Xoay tròn công đức đại nhật. Bắt đầu không ngừng triệt tiêu siêu cự hình thiên kiếp trưởng tâm lôi. Thư Hàng, đao, công đức xà mỹ nhân kêu lên. Tống Thư Hàng đưa tay đem ô tặc bạo quân song đao quất ra, trước thuận tay hai phát dưỡng đao thuật, để song đao tỉnh lại. Sau đó, thi triển ngự đao thuật, đưa chúng nó tế hướng công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân tiếp nhận song đao, một đạo đường đường chính chính đế nói đao ý hiện lên. Sau đó, nàng hai tay cổ tay có chút chuyển động. Hoa hoa song đao trên bốc cháy lên kim sắc đao diễm. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Tiên tử lúc nào nắm giữ đao pháp này? Nhớ kỹ đoạn thời gian trước, nàng đều còn không cách nào thi triển một chiêu này, nắm xích tiêu kiếm tiền bối cũng chảm không ra phần thiên hỏa diễm đao tới. Mà bây giờ, nàng tay trái tay phải song đao trên đều bốc cháy lên phần thiên hỏa diễm, đùa nghịch có thể chuồn đi. Này, tiểu tử nhận lấy cái chết. Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra Cật Qua Thánh Quân tiếng kêu, sau đó nàng huy động song đao, hung hăng hướng phía trên không chém tới. Hai đạo màu vàng đao diễm phóng lên tận trời, chém về phía siêu cự hình trưởng tâm lôi. Nhìn kỹ có thể phát hiện, tiên tử phần thiên hỏa diễm đao cùng nguyên bản vẫn có một ít khác nhau, đặc biệt là cái này hai đao bên trong lẫn vào đại lượng công đức chi lực. Hai đạo chém ra, trên đường hội tụ làm một đạo kim sắc dòng lũ. Đao diễm đụng vào thiên kiếp trưởng tâm lôi, đột nhiên nổ tung, đốt cháy. Bầu trời, biến thành một mảnh kim sắc biển lửa. Chân chính phần thiên chi đao. Thị cấp địa đồ pháo thiên kiếp trưởng tâm lôi, bị cái này hai đao chém ra. Ngay sau đó, công đức xà mỹ nhân khống chế xoay tròn công đức đại nhật một đầu đụng vào, đem trưởng tâm lôi triệt để vỡ nát. Liền trùng kích dư ba, đều bị công đức đại nhật toàn bộ ngăn lại. Chịu đựng được. Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lại chống nổi một đợt. Hiện tại, hắn đã không đi nghĩ lúc nào mới có thể độ xong 8 tấn 9 thiên kiếp. Hắn chỉ có toàn lực chống nổi một đợt lại một đợt, kiên trì đến cuối cùng. Địa đồ pháo trưởng tâm lôi kết thúc. Không trung kiếp vân bắt đầu một lần nữa lăn lộn, càng nhiều kiếp vân hiển hiện, bắt đầu tích xúc đợt tiếp theo thiên kiếp lực lượng. Đồng thời, thiên kiếp thế giới linh lực sinh động. Toàn thế giới linh lực. Toàn bộ ngưng tụ, hướng về không trung Cật Qua Thánh Quân dũng mãnh lao tới. Cửu phẩm thiên kiếp cùng phía trước thiên kiếp, có được khác biệt rất lớn chỗ. Cửu phẩm thiên kiếp không chỉ có là một loại khảo nghiệm, càng là tiến hóa quá trình. Đệ nhất kiếp qua đi, huyền thánh có thể tại thể nội ngưng tụ kiếp tiên sinh cơ. Thứ nhị kiếp qua đi, huyền thánh thì lại ở thể nội tạo ra kiếp cốt, cái này kiếp cốt cũng được xưng là không gian xuyên toa giấy thông hành. Cùng kiếp tiên sinh cơ đồng dạng. Chờ độ kiếp kết thúc, huyền thánh tấn thăng kiếp tiên về sau, phối hợp cái này kiếp cốt liền có thể sử dụng không gian lực lượng. Toàn bộ thiên kiếp thế giới, cái kia khổng lồ vô cùng linh lực, toàn bộ dung nhập Cật Qua Thánh Quân thể nội,
ở trong cơ thể nó mở kiếp cốt. Thứ nhị kiếp uy lực càng lớn, đản sinh kiếp cốt khối lượng lại càng tốt. Ở điểm này, thiên kiếp một mực là rất công bằng. A Cật Qua Thánh Quân trong miệng phát ra một tiếng đè thấp thân ngâm. Mở kiếp cốt quá trình, là ban thưởng, nhưng cũng là thiên kiếp một bộ phận. Kiếp cốt sinh ra thời điểm sẽ bổ sung cực hạn thống khổ, là liền bát phẩm huyền thánh cường giả cũng vô pháp nhẫn nại kịch liệt đau nhức. Từng đợt cực hạn đau đớn, sẽ kịch liệt tiêu hao huyền thánh thể lực. Cật Qua Thánh Quân cắn răng, gắt gao chống đỡ thống khổ, miệng một mực nhắm độ kiếp không gian bên trong, còn có Tống Thư Hàng cùng tiên tử, nếu là hắn phát ra một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết, nhiều mất mặt. Trong lúc đang suy tư, trên lưng hắn công đức xà mỹ nhân phát ra trầm bồng du dương kêu thảm, kinh điển Tống Thư Hàng thức 4 tiếng kêu thảm pháp. Cật Qua Thánh Quân. Không biết tại sao, đột nhiên hắn liền kêu thảm dục vọng cũng bị mất. Căn bản không cần nhẫn nại, hắn căn bản không muốn gọi. Bất quá, chỉ có trong cơ thể của ta tại mở kiếp cốt sao. Cật Qua Thánh Quân lại nhìn dưới mắt phương Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc không có chịu ảnh hưởng. Xem ra, liền xem như cùng một chỗ độ kiếp, nhưng thực lực nếu không có đạt tới bát phẩm, kiếp cốt liền không có cách nào mở ra đi ra. Cật Qua Thánh Quân trong lòng hiểu được. Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc cảnh giới không tới, không có đủ mở kiếp cốt cơ sở. Dù sao, Tống Thư Hàng là cái hàng lởm kiếp tiên. Cật Qua Thánh Quân trên lưng, công đức xà mỹ nhân nắm lấy ô tặc bạo quân song đao nắm đấm, cầm gắt gao. Nàng vừa rồi kêu thảm cũng không phải là diễn kịch, là thật kém chút kêu lên thảm thiết đến lúc này, nàng cái kia công đức tiểu phì kình còn cùng Cật Qua Thánh Quân duy trì hợp thể trạng thái. Kiếp cốt đản sinh thống khổ, thông qua tiểu phì kình cùng Cật Qua Thánh Quân liên hệ, truyền lại đến trên người nàng. Nàng hôm nay nằm thương. Tốt ủy khuất. Thân là công đức chi thân nàng, rõ ràng thân thể vỡ vụn cũng sẽ không cảm giác đến thống khổ, nhưng hôm nay nhưng bởi vì giác quan cùng hưởng nguyên nhân, đã lâu thưởng thức một lần. Bất quá, có nỗ lực thì có hồi báo. Một trận này trận thống khổ, có lẽ cũng không phải khổ sở uổng phí. Nàng tiểu phì kình thể nội, giống như cũng toát ra một đoạn tiểu kiếp cốt. Chờ kiếp cốt ngưng tụ hoàn thành sau, chính là cửu phẩm cuối cùng một kiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dựa theo viễn cổ lưu truyền xuống tiền bối đại lão kinh lịch, bình thường cửu phẩm thiên kiếp, phân tam kiếp. Một kiếp hóa phàm vì tiên, để bát phẩm huyền thánh thể nội sinh ra kiếp tiên sinh cơ. Hai kiếp hoán cốt, ngưng tụ kiếp cốt, có được không gian thông hành bằng chứng. Tam kiếp được xưng là ngàn ngày chi kiếp, bình thường kiếp tiên cuối cùng một kiếp. Độ kiếp sau khi thành công, kiếp tiên nguyên thần đem có thể ký thác hư không, lấy pháp tắc cô đọng một khỏa bổn mạng tinh thần. Từ đó về sau, kiếp tiên lực lượng không còn câu thúc tại bản thể. Thậm chí, đơn thuần đánh giết kiếp tiên thân thể đã rất khó đem bọn hắn chém giết. Mà một kiếp này, cùng tên nó đồng dạng, đem tiếp tục ngàn ngày lâu. 80% phía trên bát phẩm huyền thánh, tại tấn thăng kiếp tiên lúc, liền đổ vào một kiếp này dưới. Lúc này, giữa không trung, Cật Qua Thánh Quân ngửa mặt lên trời thét dài, đinh tai nhức óc cá voi minh thanh vang vọng toàn bộ độ kiếp thế giới. Trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, ngũ hành lôi kiếp oanh minh, phảng phất tại vì Cật Qua Thánh Quân phối nhạc. Tống Thư Hàng một mực chú ý bầu trời. Nếu như tạo hóa tiên tử tại chỗ, nói không chừng còn có thể thừa cơ vì Cật Qua Thánh Quân biên một bài người BGM. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Âm Trúc. Tiểu Âm Trúc chờ mình. Tiếp tục mộng đẹp của mình, trong mộng nàng khả năng đang ăn tiên chân yến bởi vì trong miệng nàng thỉnh thoảng kêu biệt tuyết tiên cơ danh tự, còn mút lấy ngón tay của mình, mút say sưa ngon lành. Tống Thư Hàng. Cật Qua Thánh Quân thét dài hoàn tất về sau, thể nội cây kia kiếp cốt cấu thành. Hắn căn này kiếp cốt bên trên khắc vẽ lấy thần bí nhất không gian pháp tắc phù văn, so phổ thông độ cửu phẩm thiên kiếp huyền thánh sinh ra kiếp cốt muốn càng thô to, dù sao vừa rồi cái kia một phát siêu cự hình trường tâm lôi thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Thiên kiếp mạnh bao nhiêu, kiếp cốt thì có nhiều tráng, cái này rất công bằng. Cá voi trên người, công đức xà mỹ nhân nho nhỏ thở ra một hơi. Cái kia từng lớp thống khổ cuối cùng kết thúc. Sau đó, nàng cái kia phì kình tỏa kỵ thể nội, cũng sinh ra một cây kiếp cốt. Cùng Cật Qua Thánh Quân kiếp cốt so ra. Căn này tiểu kiếp cốt phảng phất là rau cải trắng cùng ngọn rau giá khác nhau. Nhưng ngọn rau giá cũng là kiếp cốt, có thể sẽ yếu rất nhiều, nhưng trên bản chất không có khác nhau.
cái này khổ cuối cùng không có phí công ăn. Mặt khác, công đức xà mỹ nhân cảm giác mình trên người cái kia đợt thống khổ, hẳn là muốn từ Tống Thư Hàng đến tiếp nhận mới đúng. Dù sao nàng chỉ là công đức chi quang, Tống Thư Hàng mới là bản thể. Mà lại, tiếp nhận thống khổ mới là Tống Thư Hàng thiên phú A. Cật qua thánh quân thân thể, trên không trung chậm rãi du tẩu một vòng. Tinh thần hắn trên hơi có chút mỏi mệt, vừa rồi cái kia một đợt đau khổ kịch liệt vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, kém chút để hắn đau nhức ngất đi. Nhưng là, hắn không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Đệ tam kiếp, lập tức liền muốn tới. Theo cật qua thánh quân thân thể du tẩu, độ kiếp thế giới bên trong có gió lớn thổi lên. Tống Thư Hàng trên người cái chăn bị thổi bay phất phới, hắn cảm giác đến toàn thân rét căm căm không hổ là cửu phẩm thiên kiếp, đệ tam kiếp còn chưa bắt đầu, hắn liền toàn thân phát lạnh. Tống Thư Hàng nắm thật chặt trên người cái chăn, cho mượn đầu này đơn bạc cái chăn vì chính mình mang đến từng tia ấm áp. Bá Tống Tiểu Hữu, kế tiếp là cuối cùng một kiếp. Trên bầu trời, cật qua thánh quân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, cái này cuối cùng một kiếp rồi. Cửu phẩm thiên kiếp kiếp số, ít như vậy. Cái kia chính là nói, lại chống nổi cuối cùng một kiếp, Tống. Hôm nay liền lại còn sống, Thư Hàng. Nhưng là, nếu như cửu phẩm thiên kiếp cũng chỉ có ba chiêu, cái kia chiêu thứ ba rất mạnh có thể là tất sát. Đệ tam kiếp, dựa theo các tiền bối kinh lịch, kỳ danh là ngàn ngày chi kiếp. Cật qua thánh quân chậm rãi lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Nghe xong danh tự, trong lòng của hắn thì có loại dự cảm không ổn. Cái này đệ tam kiếp, sẽ kéo dài dòng dã 1000 ngày tả hữu, có đôi khi sẽ dài hơn, có đôi khi sẽ khá ngắn một điểm. Chịu đựng được, liền vũ hóa vi tiên, trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất một nhóm người tu luyện cấp độ. Nếu như thất bại, cái kia liền biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, lại không phục sinh cơ hội. Cật qua thánh quân trầm giọng nói. Ngàn ngày chi kiếp bên dưới, không có phục sinh tỷ lệ. Một khi bỏ mình, liền tuyệt đối thân tử đạo tiêu, tự cùng thiên phạt không sai biệt lắm, lại không chuyển kiếp mấy sẽ. 1000 ngày, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tâm tình phức tạp. Đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp cộng lại đều không qua 1 ngày, hắn liền đã cửu tử nhất sinh. Dài đến ngàn ngày lâu đệ tam kiếp, làm sao chống đỡ? Muốn hay không trước viết phần di chúc? Mặt khác, cảm giác thật là đúng dịp. 3 năm sau, hắn vừa vặn từ tốt nghiệp đại học. Nếu như, hắn có thể còn sống ra ngoài, có phải hay không còn có thể tới đến tham gia bản thân tốt nghiệp nghi thức? 3 năm sau, muội muội của mình hẳn là đều 2 tuổi đi, nhất định sẽ rất khả ái a. 3 năm sau, công tử Hải tên kia khẳng định đã tấn cấp thành công, quay đầu cũng không biết có cơ hội hay không bắt hắn. Tống Thư Hàng tư duy, lại vượt lên rồi. Trên bầu trời, cật qua thánh quân lại chậm rãi nói, sở dĩ, mặc dù bí đao phòng ngự chi đạo nhìn rất cực đoan, vì phòng ngự hắn cơ hồ từ bỏ tất cả thủ pháp công kích. Nhưng là, ta ngược lại cảm giác tương lai hắn tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên lúc, sẽ có ưu thế. Bí đao thánh quân loại kia mai rùa thức bị động phòng ngự, chính thích hợp đánh lâu dài. Ngàn ngày chi kiếp, quả thực là vì bí đao thánh quân chế tạo riêng. Đến rồi, cật qua thánh quân kêu lên. Trên bầu trời, kiếp vân biến càng thêm dày hơn nặng, cả thiên không đều phảng phất thấp mấy tầng. Đầy trời kiếp lôi hóa thành lôi đình chi hải, khắp nơi đều là điện quang, chiếu sáng cả thế giới. Oanh một tiếng vang rền. Cả mảnh trời trống không kiếp lôi đồng thời hạ xuống. Nhưng kiếp lôi rơi vào một nửa lúc, lại quỷ dị dừng lại. Bọn chúng ngưng mà không phát, vô số kiếp lôi quấn quýt lấy nhau. Hồ quang điện rung động đùng đùng. Cái này không phải là trực tiếp muốn phóng thích trên 100 cái thị cấp địa đồ pháo trưởng tâm lôi a. Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm không ổn. Ngàn ngày chi kiếp, đây vẫn chỉ là đợt bắt đầu được không? Oanh long long long. Tiếng sấm cuồn cuộn. Kiếp lôi ngưng tụ thành một đoàn, cuối cùng hóa thành đen tím nhan sắc. Cái này màu tím đen kiếp lôi bên trong, tràn ngập thuần túy phá hư chi lực, hắn phảng phất như là tu sĩ thiên địch. Lực lượng khắp nơi nhằm vào tu sĩ. Thiên lôi ẩn tàng thuộc tính đối độ kiếp tu sĩ tổn thương không? Tử tiêu thần lôi, nghe nói chỉ có loại kia có được thiên mệnh chi tư nhân vật tuyệt thế khi độ kiếp, mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Cật qua thánh quân chậm rãi lên tiếng nói. Loại kia thiên mệnh chi tư nhân vật tuyệt thế, từng cái đều không đi đường thường. Mỗi một cái tại bát phẩm lúc, thì có chính diện cứng rắn cửu phẩm đại lão thực lực.
chỉ cần để bọn hắn tấn thăng cửu phẩm, cơ hồ từng cái đều sẽ bước ra chính mình đạo, bước vào trường sinh giả cảnh giới. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời tử tiêu thần lôi đã hạ xuống. Mỗi một đoàn tử tiêu thần lôi đều có đảo nhỏ lớn nhỏ, cùng cật qua thánh quân bản thể không chênh lệch nhiều. Mà đầy trời tử tiêu thần lôi, chừng 10 ức nhiều số lượng. Duy nhất may mắn chính là, ngàn ngày chi kiếp vừa mới bắt đầu, tử tiêu thần lôi không có một hơi toàn bộ rơi xuống. Công đức điện, tiên tử khẽ quát một tiếng. Tòa kia viễn cổ thiên đình công đức điện hình chiếu ngưng tụ ra, hình chiếu ở trong hư không. Bởi vì có thể số lượng lớn đủ, tòa này công đức điện hình chiếu vô cùng to lớn, đem cật qua thánh quân thân thể khổng lồ bao phủ. Nhưng là, công đức điện hình chiếu căn bản ngăn không được bao nhiêu thời gian, 10 phát tử tiêu thần lôi rơi xuống, liền đem công đức thần điện hình chiếu oanh diệt. Thập trọng công đức điện, tiên tử không chút hoang mang, vô cùng chấn định. Tầng thứ nhất công đức điện hình chiếu vừa mới bị nện diệt, đằng sau có 10 tầng công đức điện hình chiếu đã hiển hiện. Nhưng là, đối với tử tiêu thần lôi tới nói, công đức điện 10 tầng cùng tầng 1 không có nhiều khác nhau. Một sát na thời gian, 10 tầng công đức điện cũng hóa thành cho bụi. Tiên tử còn có thể chống đỡ được sao? Cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một cái rất mang cảm giác giọng nữ điện âm. Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết, nàng là từ đâu bóp cũ dích lời kịch. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu lên. Nàng chỗ mi tâm cái viên kia ngạch sức hoa văn sáng ngời lên. Đây là tốt nhất về nàng tiến hóa thời điểm, thêm ra hoa văn. Rất xinh đẹp, ẩn chứa trong đó một cái năng lực thiên phú, nhưng công đức xà mỹ nhân chưa từng có sử dụng tới hắn. Mi tâm ngạch sức hoa văn chậm rãi trợn ra, tựa như là một con mắt. Tống Thư Hàng chỗ đứng mặc dù không nhìn thấy hình tượng này, nhưng hắn cùng xà mỹ nhân là một thể, có thể cảm ứng được hành động của nàng. Con mắt thứ ba, Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi nhớ tới thánh nhân lão gia tử, tốt nhất về cùng thánh nhân lão gia tử tại trên tầng mây dạo bước thời điểm, hắn nhất chuyển quay đầu lại, mi tâm thì có như thế một con mắt. Không ổn, phần bụng phảng phất đều chướng đau. Hiện thân đi, giao chỉ tiên cảnh, công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói. Cật qua thánh quân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, trong nháy mắt bị rút ra hơn phân nửa trở lên. Sau một khắc, Trình Lâm nữ đế giao chỉ tiên cảnh hình chiếu hiển hiện ra. Không phải Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối mạo hiểm lúc cái kia gần như sụp đổ giao trì, mà là như tiên cảnh phồn hoa nhất thời kỳ giao trì tiên cảnh. Giao trì tiên cảnh to lớn vô cùng, đặc biệt là trong đó cái kia giao trì đơn giản như là hải dương đồng dạng bao la. Ầm ầm. Đầy trời tử tiêu thần lôi rơi xuống, toàn bộ bị giao trì nhận thầu. Từng cái đảo nhỏ lớn tử tiêu thần lôi rơi vào giao trì lúc, phảng phất như là châu đất xuống biển, toàn bộ bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Công đức xà mỹ nhân cái này thiên phú năng lực, từ sinh ra lên vẫn chưa bao giờ dùng qua cũng không phải là nàng không muốn dùng, mà là căn bản dùng không nổi. Bình thiên quan bên trong năng lượng hao hết, Tống Thư Hàng lại không cách nào cung cấp khổng lồ như thế lực lượng. Sở dĩ, cho tới nay kỹ năng này, liền để đó không dùng lấy, hôm nay mới là lần thứ nhất hiện ra trước mắt thế nhân. Lợi hại, nhưng là, không học được, cật qua thánh quân lẩm bẩm nói. Công đức xà mỹ nhân rút đi năng lượng, chỉ là huyền thánh cấp bậc, nhưng bày ra giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, đã hoàn toàn là cửu phẩm cấp uy năng. Tiếc nuối là, cái này thao tác, hắn không học được. Trên bầu trời, tiếng sấm vẫn như cũ. Thiên kiếp phảng phất cảm ứng được độ kiếp người biến hóa, hắn cũng bắt đầu biến động. Một sát na, có hơn ngàn vạn mai tử tiêu thần lôi, đồng thời hạ xuống tới. Theo sát phía sau là 50 triệu mai tử tiêu thần lôi. Lại ngay sau đó, là hơn 100 triệu mai tử tiêu thần lôi. Số lượng hiện lên cầu thang trạng lên cao. Nhật ngươi đấy, công đức xà mỹ nhân cả giận nói nàng phát ra thanh âm, là Tống Thư Hàng. Ngàn ngày chi kiếp vừa mới bắt đầu, liền làm như thế tuyệt. Đằng sau còn độ cọng lông mao bụi thiên kiếp. Trận này thiên kiếp, thế nhưng là có 1000 ngày a. Tử tiêu thần lôi điên cuồng rơi xuống. Giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, miễn cưỡng đỡ được nấc thang thứ nhất 1000 vạn lần mai thần lôi. Nhưng tùy theo mà đến 50 triệu mai thần lôi, lập tức đem tiên cảnh hình chiếu nổ bạo. Công đức xà mỹ nhân ôm đầu, phát ra 4 tiếng tống thị kêu thảm. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết của nàng, để cật qua thánh quân trong lòng bịt kín bóng tối muốn, phải xong đời sao?
Cái này giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, đều vỡ vụn, hắn tự nhận là thân thể của mình khẳng định so ra kém giao chỉ tiên cảnh ra sức. 50 triệu mai thần lôi, ước mai thần lôi một hơi nện xuống, hắn sợ rằng cũng phải ngăn không được. Tốt tại, ta đã chuẩn bị kỹ càng di chúc, cật qua thánh quân nói khẽ. Hắn tại độ kiếp trước đó, tại bản thân một chỗ bí ẩn động phủ bên trong, chuẩn bị một cái phi kiếm. Nếu là chính hắn độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy cái này mai phi kiếm liền sẽ bị kích hoạt, tự động khóa chặt bí đao thánh quân, hướng hắn phát xạ dù sao lấy bí đao thánh quân lực phòng ngự, chỉ là một cái phi kiếm khẳng định không đả thương được hắn. Phi kiếm kia trên liền bổ sung lấy một phong di chúc, phía trên có lưu cho bí đao, còn có lưu cho. Bá Tống đạo hữu lời nói. Bây giờ nghĩ lại, liên quan tới Bá Tống đạo hữu lời đã là dư thừa. Dù sao hắn nếu là chết rồi, Bá Tống khẳng định cũng phải cùng một chỗ nguội. Ngoại trừ phong thư này bên ngoài, trên phi kiếm còn có một cái ấn ký, chỉ có bí đao có thể nhìn hiểu ấn ký. Đến lúc đó bí đao có thể dựa vào ấn ký này bên trong tin tức đi kế thừa di sản của hắn. Mặt khác, vì để phòng vạn nhất, nếu như thanh phi kiếm này phát xạ thất bại, trong hiện thực 6 năm sau, điện thoại di động của hắn sẽ tự động cho bí đao gửi đi một phong bưu kiện, bên trong đồng dạng có di chúc cùng ấn ký tin tức. Nhưng là, ta di chúc còn không viết xong à, còn có thời gian sao? Tống Thư Hàng bắt vội la lên. Di chúc thứ này muốn làm sao viết, viết sau muốn làm sao gửi đi ra ngoài. Hắn có rất nhiều lời muốn viết. Muốn viết cho ba mẹ, muốn viết cho hai vị bạch tiền bối, A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, bản thân Linh Quỷ, Xích Tiêu Tử tiền bối, muốn viết cho Thông Nương, Sở Sở, Tiểu Thải. Còn có Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà Tán Nhân, A Thất tiền bối các loại tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Nhưng hắn hiện tại viết, cũng không phát ra được đi a. Ngoài ra còn có cái vấn đề, nếu như hắn chết về sau, hạch tâm thế giới sẽ như thế nào? Sinh hoạt trong hạch tâm thế giới quy tiền bối, Thông Nương, có thể từ bên trong rời đi sao? Sầu. Đang lúc cái này lúc, công đức xà mỹ nhân đột nhiên trở mình, đứng lên, đi theo ta, tinh thần đại hải, tâm hướng phương xa đời đời. Mộng vẫn còn, quang niên chi ngoại, kiêu ngạo từ trước tới giờ không chấp nhận ngôn bại. Cật qua thánh quân. Theo công đức xà mỹ nhân phóng khoáng lời kịch, vỡ vụn giao trì trong tiên cảnh, có một đóa bạch liên sinh ra, nở rộ ra. Bạch liên bên trong, có một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện, từ dáng người nhìn lại, hẳn là vị nữ tử. Nữ tử hiển hiện về sau, đưa tay tại đỉnh đầu của mình chỗ đẩy. Mặc dù đỉnh đầu nàng không có vật gì. Ngay sau đó, lấy nàng làm trung tâm, có tầng một quang mang như là nước chảy kéo dài ra. Vỡ vụn giao trì tiên cảnh, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại tại giao trì bên trong, mọc ra một đóa lại một đóa bạch liên, làm cho cả giao trì tiên cảnh hình chiếu biến càng thêm cường đại, giao trì tiên cảnh cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Cái kia 5.000 mai tử tiêu thần lôi, còn chưa kịp tới đột phá vỡ vụn giao trì vị trí, liền bị tân sinh giao trì tiên cảnh quấn lấy, bị tùy tiện thôn phệ. Công đức xà mỹ nhân đem ô tặc bạo quân song đao cắm đến bên hông, ngửa đầu cười to, tại hạ Bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Tống Thư Hàng. Tốt a, nhìn thấy công đức xà mỹ nhân còn như thế nhảy, liền biết tạm thời không có chuyện. Ầm ầm, cái kia một đợt hơn 100 triệu mai tử tiêu thần lôi ngay sau đó giáng xuống. 100 triệu số lượng tử tiêu thần lôi, thể tích dung hợp được so giao chỉ tiên cảnh còn muốn to lớn. Nhưng là bọn chúng tương hỗ ở giữa, cũng không quấy nhiễu. Cái thứ nhất tử tiêu thần lôi cùng cái khác tử tiêu thần lôi, lại nhưng có thể chồng hợp lại, uy lực ngược lại tăng nhiều. Kể từ đó, mặc kệ là bao nhiêu mai tử tiêu thần lôi, đều có thể cam đoan cùng một thời gian đồng thời nện vào mục tiêu trên người. Quả thực là ác mộng thao tác, thiên kiếp tại một số phương diện, chính là không nói lý lẽ như vậy. Hơn 100 triệu mai lôi quang dung hợp, đột nhiên đánh xuống. 100 triệu số lượng, đủ để gây nên chất biến. Uy lực này cũng không phải một đơn giản như vậy, so với 50 triệu mai uy lực mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng tân sinh giao chỉ tiên cảnh, so trước đó vỡ vụn muốn thắng một bậc. Hơn 100 triệu mai tử tiêu thần lôi rơi xuống về sau, vẫn như cũ bị toàn bộ bị cuốn ở, trong nháy mắt, liền thôn phệ không còn một mảnh. Giao chỉ tiên cảnh tòa cung điện kia trên vương tọa, tôn này từ hoa sen bên trong đản sinh nữ tử, nghiêng nghiêng nằm tại vương y bên trên, một tay chống cằm,
trên người của nàng, ăn mặc một bộ hoa lệ phượng bào. Chính là Tống Thư Hàng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiên tử bản thể lệ trí mỹ nhân lúc, trên người nàng mặc bộ kia phục sức. Hiện tại, bộ này phượng bào tại Bạch Tiền Bối trong tay, là Bạch Tiền Bối trở thành giao trì tiên cảnh người quản lý chìa khóa. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Tiền Bối mặc vào bộ này phượng bào lúc, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người tâm động. Thậm chí, liền tiên tử, đều trong lúc mơ hồ bị Bạch Tiền Bối so không bằng. Dù sao chính là mỹ. Đợi đã, tư duy lại quá nhảy. Tống Thư Hàng nhìn qua giao trì tiên cảnh hình chiếu bên trong, trong cung điện cái vị kia nữ tử hiển nhiên, vị nữ tử này mới là giao trì bí cảnh hình chiếu hạch tâm. Trình Lâm tiên tử hình chiếu sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Liên quan tới Trình Lâm ký ức, hắn tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng là tiếp xúc đến cùng nàng có liên quan đồ vật về sau, lại sẽ một lần nữa rõ ràng. Có lẽ, có thể chống đến cuối cùng. Trong hư không, Cật Qua Thánh Quân lấy ra một cái bình nhỏ, hướng trong miệng của mình lấp mấy cái đan dược, khôi phục linh lực trong cơ thể. Hiện tại hắn chừng đảo nhỏ lớn nhỏ, bình nhỏ kia lại chỉ là phổ thông lớn nhỏ. Tống Thư Hàng có chút hoài nghi, Cật Qua tiền bối ăn hết đan dược, có thể hay không đưa đến khôi phục linh lực hiệu quả. Trong hư không, 100 triệu mai số lượng tử tiêu thần lôi, bị thôn phệ. Đợt tiếp theo 200 triệu số lượng tử tiêu thần lôi. Vẫn như cũ không cách nào đột phá giao trì tiên cảnh hình chiếu phòng ngự. Thậm chí 300 triệu số lượng, 400 triệu số lượng, đều vô công mà trở lại. Công đức xà mỹ nhân giấy ruộng nàng thân hình như thủy xà, gọi ta ba ba. Tống Thư Hàng khuyên nhủ, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử đừng như vậy, lại khiêu khích xuống dưới, ta sợ thiên kiếp đại lão sẽ phát cuồng. Oanh! Trong hư không, gần 1 tỷ mai tử tiêu thần lôi, đột nhiên một hơi hạ xuống tới. 1 tỷ số lượng, là trên bầu trời kiếp vân một lần có thể tạo ra tử tiêu thần lôi, lớn nhất số lượng. Thiên kiếp đại lão quả nhiên bão nổi. Công đức xà mỹ nhân khiêu khích tựa hồ có hiệu lực. Cùng trước đó đồng dạng, 1 tỷ mai tử tiêu thần lôi tương hỗ điệp ra, toàn bộ điệp ra đến cùng một chỗ, lít nha lít nhít kiếp lôi rơi vào giao trì tiên cảnh bên trên, không ngừng nổ tung. Lần này, giao trì tiên cảnh nhịn không được. Tiên cảnh lần nữa sụp đổ ra. Không tốt. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nhanh trọng sinh giao trì. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Giao trì tiên cảnh trong cung điện, tôn này Trình Lâm tiên tử hình chiếu dậm chân mà ra. Nàng mỗi một bước ra, liền sẽ có một đóa trắng noãn hoa sen phù hiện ở nàng dưới chân, nâng thân thể của nàng. Bộ sinh liên, thánh liên bản. Cái kia Trình Lâm tiên tử hình chiếu xuất hiện tại giao trì tiên cảnh chính giữa. Nhưng lần này, nàng không tiếp tục trọng sinh giao trì, mà là đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích. Trong hư không, công phá giao trì tiên cảnh hình chiếu về sau, còn thừa lại gần 600 triệu tử tiêu thần lôi, điên cuồng hướng Trình Lâm tiên tử hình chiếu đập tới. Trình Lâm tiên tử hình chiếu bị nện thành vỡ nát, mà cái kia 600 triệu tử tiêu thần lôi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một số nhàn nhạt hồ quang điện rơi xuống từ trên không. Những thứ này hồ quang điện, Cật Qua Thánh Quân dựa vào cường hãn nhục thân, liền có thể kháng trụ, liền pháp khí đều không cần tế ra. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nhanh bổ cái giao trì. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Giao trì không có, nhanh bổ phòng. Công đức xà mỹ nhân yên lặng xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng, phát ra một cái ngữ văn sách giáo khoa đọc thanh âm, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà không có. Bất quá thanh âm này đọc được cuối cùng mấy cái từ lúc, thay thế thành tiên tử thanh âm của mình. Cật Qua Thánh Quân, cái gì? Tống Thư Hàng. Nói cách khác, cái này giao trì tiên cảnh hình chiếu, trong thời gian ngắn chỉ có 2 lần hiệu quả. Triệu hoán 1 lần, trọng sinh 1 lần, sau đó liền tiến vào thời gian cooldown. Thời gian cooldown dài bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi. Công đức xà mỹ nhân, 10 giờ về sau chúng ta là bằng hữu. Còn có thể ân cần thăm hỏi chỉ là loại kia ôn nhu, cũng tìm không được nữa ôm lý do. Tống Thư Hàng. Ta biết hát ca ít, người đừng gạt ta. Bài hát này không phải như thế viết. Bất quá chí ít biết rồi, công đức xà mỹ nhân muốn lại triệu hoán giao trì tiên cảnh hình chiếu, muốn 10 giờ thời gian cooldown. So với hắn phục sinh kim tệ CD muốn ngắn nhiều. Nhưng là, 10 giờ tại cửu phẩm thiên kiếp loại này tranh đoạt từng giây tình huống bên dưới. Cảm giác cũng có chút quá dài. Trên bầu trời,
một tỷ mai tử tiêu thần lôi một hơi đập nát về sau, một lần nữa ngưng tụ cần một chút xíu thời gian. Cái này chút điểm thời gian, có thể làm cho Tống Thư Hàng cùng Cật Qua Thánh Quân thở một ngụm. Đợt tiếp theo, nếu như vẫn là một tỷ mai số lượng tử tiêu thần lôi, có thể ngăn được sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cật Qua tiền bối, chỉ có thể lấy mạng đi liều. Công đức xà Mỹ nhân nghĩ nghĩ, nàng hai tay ôm đến trên đầu, bình thiên quan lay động, sau đó, cái đuôi của nàng cuốn thành cầu. Cái này, chẳng lẽ là cái kia ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp bí pháp? Cật Qua Thánh Quân hỏi hắn đương nhiên cũng chú ý qua thiên niên đệ nhất thánh nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Lúc đó thiên niên đệ nhị, tam, tứ thánh, độ bát phẩm huyền thánh kiếp, dựa vào là chính là một chiêu này. Chiêu này, tại đối mặt cửu phẩm cảnh giới, cũng hữu hiệu. Nhưng là, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người chừng nào thì nắm giữ một chiêu này rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Một chiêu này là khôi lỗi tiên tử bản gốc độ kiếp pháp. Sau đó Bắc Phương Đại Đế cũng đã biết, Đại Đế lúc trước bối thân phận hiệp trợ khôi lỗi tiên tử sáng tạo ôm đầu ngồi xổm phòng pháp lúc, nắm giữ cái này một bí pháp. Sau đó, Tống Thư Hàng đệ tử Tiểu Thải cũng đã biết, lần trước Đại Đế dạy nàng. Công đức xà Mỹ nhân đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Oanh! Trên bầu trời, mới một nhóm tử tiêu thần lôi một lần nữa sinh ra. Nhóm đầu tiên hơn 20 mai thần lôi, không kịp chờ đợi rơi xuống. Công đức xà Mỹ nhân tiến vào ôm đầu ngồi xổm phòng hình thức. Nhưng sau một khắc, nàng và Cật Qua Thánh Quân liền bị nổ bay. Tiên tử, không có chân, sở dĩ, ngồi xổm không đúng tiêu chuẩn. Công đức xà Mỹ nhân. Công pháp này là kỳ thị mọc đuôi rắn ba người tu luyện đúng hay không? Thế nhưng là thần thiếp làm không được, thần thiếp làm không được a. Công đức xà Mỹ nhân cùng Cật Qua tiền bối liền chịu 10 phát tử tiêu thần lôi. Cật Qua Thánh Quân trên người có vài kiện phòng ngự pháp khí tự động bật lên đi ra, có tấm chắn trạng, có cái bàn hình thái, có khôi giáp trạng. Mỗi một kiện đều có bát phẩm phía trên lực phòng ngự, là huyền thánh cấp bậc tinh phẩm. Nhưng đối mặt có được cửu phẩm lực phá hoại tử tiêu thần lôi, những thứ này tinh phẩm pháp khí từng cái bị tạc nát. Cật Qua Thánh Quân đau lòng như đau rảo. Cái này một đợt nổ xuống dưới, chính là mấy triệu cửu phẩm linh thạch. Thập trọng công đức điện, công đức xà Mỹ nhân nhanh chóng bổ sung công đức điện, ngăn cản một đợt, tranh thủ đến một chút điểm điều chỉnh thời gian. Ngay tại như thế mấy hơi thời gian bên trong, trên bầu trời kiếp vân trong, có hơn 100 triệu số lượng tử tiêu thần lôi đã trọng sinh. Tống Thư Hàng chỉ cần thần thức thoảng qua quét qua, liền có thể cảm giác đến hơn ức tử tiêu thần lôi tại dục dịch. Tiền bối, ta tới đón chống đỡ một đợt, Cật Qua Thánh Quân lớn tiếng kêu lên. Cửu phẩm thiên kiếp cường độ, đã hoàn toàn như thoát cương ngựa hoang, uy lực toàn bộ triển khai cái này đã hoàn toàn không phải 8 tấn 9 thiên kiếp. Nếu như là Cật Qua Thánh Quân bản thân một mình độ kiếp, thiên kiếp uy lực chắc chắn sẽ không mạnh đến loại trình độ này. Bây giờ mới là ngàn ngày chi kiếp ngày đầu tiên, nhưng cái thiên kiếp này uy lực, đều mấy lần tại phổ thông 8 tấn 9 ngàn ngày chi kiếp cuối cùng ngày uy lực. Tâm tắc. Bất quá, đối mặt loại uy lực này thiên kiếp, Cật Qua Thánh Quân trong tay vẫn có mấy chương lá bài tẩy. Không lá bài tẩy, hắn làm sao lại chạy tới độ kiếp? Hắn đã sớm qua loại kia nhất thời xúc động tuổi tác. Chính là lá bài tẩy của hắn sử dụng thời điểm, đại giới so sánh lớn, là tương đối muốn mạng át chủ bài. Bình thường tới nói, chờ thiên kiếp bước đến hắn dùng lá bài tẩy thời điểm, không sai biệt lắm là ngàn ngày chi kiếp cuối cùng ngày, liều một phen, tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên. Không nghĩ tới, hiện tại mới ngàn ngày chi kiếp ngày đầu tiên, át chủ bài liền bị bước đi ra. Công đức xà Mỹ nhân trả lời, người tiếp nhận, chống đỡ một hồi, đợi ta chuẩn bị một cái bí pháp. Ta tận lực chống đỡ, Cật Qua Thánh Quân nói. Công đức xà Mỹ nhân chuyển di quyền chủ đạo. Cật Qua Thánh Quân hét dài một tiếng, hình thể của nó bắt đầu kéo dài. Vốn là phì kinh làm chủ, dựa vào hình rồng dáng người, trong khoảng thời gian ngắn, kéo thành một đầu béo long bộ dáng, đồng thời tại sau lưng nó, một cặp cánh khổng lồ mở rộng ra tới. Đây là Cật Qua Thánh Quân huyết mạch đầu nguồn kình thần hình thức ban đầu, mặt khác lại dựa vào chân long hình thái. Ngoại trừ kình thần huyết thống bên ngoài, Cật Qua Thánh Quân tổ tiên còn có chân long. Dùng hắc long thế giới lời nói tới nói, hắn là chân quý hỗn huyết loại. Kéo dài đến béo long hình thái về sau, Cật Qua Thánh Quân thân hình linh hoạt ở du động một vòng, lấy thân bày trận.
Trên người hắn công đức chi quang tản ra hóa thành một từng cái hình đường thẳng, lại trải thành một tấm lưới lạc. Công đức võng lạc, Tống Thư Hàng nói khẽ. Nhìn lấy cật qua thánh quân bày ra công đức võng, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân thứ bảy mai tiểu kim đan cổ u long phách trên kim đan cấu đồ, bắt đầu cộng minh. Hắn kim đan cấu đồ bị kết nối thế giới, chính là lấy công đức võng lạc làm nguyên mẫu. Cuối cùng, công đức võng lạc tiết điểm, cho ta sáng. Cật qua thánh quân quát khẽ nói, trên người hắn, có vô cùng to lớn năng lượng bộc phát. Đây là thiêu đốt thọ nguyên bộc phát pháp thuật. Cật qua thánh quân một hơi liền thiêu đốt gần 5.000 năm thọ nguyên, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng. 5.000 năm thọ nguyên, ngẫm lại liền đau lòng đến không thể thở nổi. Đây chính là 5.000 năm, không phải 5.000 khối. Tốt tại, kiếp tiên về sau, trực tiếp liền có thể đạt được ngàn vạn năm trở lên dài dằng dặc thọ nguyên. Hiện tại không thiêu đốt thọ nguyên, chết ở dưới thiên kiếp, nên cái gì cũng bị mất. Trên thực tế, thiêu đốt thọ nguyên bộc phát phương thức, mỗi một vị bát phẩm huyền thánh tại tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên lúc, đều sẽ dùng. Dài dằng dặc ngàn ngày chi kiếp, không liều mạng, làm sao chống đỡ đi qua. Độ chính là mệnh, đốt chính là thọ nguyên. 5.000 năm thọ nguyên đổi lấy lực lượng khổng lồ, toàn bộ rót vào đến công đức võng lạc bên trong. Cả chương công đức lưới lớn bên trên, có cái này đến cái khác tiết điểm, sáng lên. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng thứ bảy tiểu kim đan cùng trên bầu trời cật qua thánh quân bày ra công đức võng lạc ở giữa cộng minh càng ngày càng mạnh, tiểu kim đan bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Xong rồi, cật qua thánh quân cắn răng nói. Thọ nguyên thiêu đốt qua đi, trong thân thể của hắn phun lên vô cùng suy yếu cảm giác thân thể bị móc giống đồng dạng. Cùng một thời gian. Trên bầu trời Tử Tiêu thần lôi, lần nữa hạ xuống. Ngàn vạn mai thần lôi khai phong. Đằng sau là 50 triệu mai theo sát mà tới. Lại nói tiếp là 100 triệu mai thần lôi đại quân áp trận. Cật qua thánh quân thân hình vội vàng thối lui, tấm kia công đức lưới lớn bên trên, tất cả tiết điểm lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh. Oanh long long long, Tử Tiêu thần lôi rơi vào trong lưới, bị bắt lấy được. Thần lôi rơi vào trong lưới về sau. Trực tiếp nổ tung lên. Nhưng này công đức võng lạc cứng cỏi vô cùng, không có bị Tử Tiêu thần lôi làm bị thương mảy may. Ngược lại là một cái kia cái thiết điểm, phảng phất là không đáy lỗ đen, bắt đầu hấp thu Tử Tiêu thần lôi năng lượng, cũng đem những năng lượng này phản hồi đến công đức lưới lớn bên trên. Công đức võng lạc đạt được cường hóa, thậm chí diện tích đều khuếch trương một đoạn. Cật qua thánh quân chiêu này bện công đức võng lạc thủ đoạn. Chính là từ cái kia bị lưu tại công đức võng lạc bên trong con đường trường sinh bên trong, thu hoạch tin tức. Dựa vào chương này công đức võng lạc, bình thường 8 tấn 9 thiên kiếp, cật qua thánh quân có thể nằm qua. Cật qua tiền bối làm xinh đẹp, Tống Thư Hàng ám đạo. Thời điểm then chốt, cật qua tiền bối là cái có thể dựa vào người. Ân, cá voi. Hắn đưa tay, ấn tại bụng của mình. Thứ bảy tiểu trên kim đan cấu đồ nóng bỏng lên. Phảng phất tùy thời muốn phát sinh dị biến. Cùng thứ bảy tiểu kim đan tướng bên cạnh thứ sáu tiểu kim đan tổ vu thần huyết cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu ấm lên. Trên đó tấm kia mã QA kim đan cấu đồ, bắt đầu tỏa sáng. Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem dục dịch tiểu kim đan đè xuống. Lúc này, đừng ra nhiễu loạn. Hết thảy, chờ độ xong kiếp sau lại nói. Cật qua tiền bối lúc này tựa như là một đầu chăm chỉ nhện, dùng lưới bắt lấy con mồi. Đợt thứ hai 50 triệu mai thần lôi nện xuống, vẫn như cũ bị công đức võng lạc ngăn lại, hấp thu. Trong lúc đó, cật qua thánh quân thân thể, một mực đang du tẩu, không ngừng cường hóa công đức võng lạc. 100 triệu mai số lượng, còn có thể chống đỡ xuống dưới. Sau đó tại 1 tỷ mai số lượng giáng lâm thời điểm, liền phải lại thiêu đốt một lần thọ nguyên, bổ mạnh công đức võng lạc. Cật qua thánh quân trong lòng tính toán. Cái này đi là độ kiếp chân chính tư thế. Đi một bước, muốn mấy bước. Mỗi một bước trước sớm dự bị tốt bước kế tiếp muốn chống cự tư thế. Dạng này mới có thể ở trong thiên kiếp chống đỡ càng lâu. Oanh! Cùng cật qua thánh quân dự tính đồng dạng. 100 triệu mai số lượng Tử Tiêu thần lôi đồng dạng bị cản lại. Sau đó, 1 tỷ mai số lượng Tử Tiêu thần lôi ngay sau đó rơi xuống. Ngay tại lúc này. Thiêu đốt thọ nguyên 1 vạn năm, cho ta ngăn trở. Cật qua thánh quân thét dài một tiếng. Sớm đã vận sức chờ phát động vạn năm thọ nguyên, hết thảy thiêu đốt hóa thành năng lượng,
tràn vào đến công đức võng lạc, cường hóa hắn, cũng tăng cường càng nhiều mạng lưới thiết điểm. Một tỷ tử tiêu thần lôi điệp ra thành lít nha lít nhít một mảnh, rơi vào công đức võng lạc bên trong. Cả hai tiếp xúc, cật qua thánh quân trong lòng liền bình định xuống tới. Có thể đỡ đến. Hắn cảm giác rõ rệt ra, công đức võng lạc có thể chống đỡ.